Tổ dạy chúng ta phải gì? Hàng ngày á, phải lập ra các thời khóa tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, và đặc biệt là gì? Phải sám hối và phát nguyện. Sám là sao? Sám tức là gì? Là sám trừ những nghiệp đã qua, gọi là sám. Hối là gì? Hối tức là ăn năn, là hối cải, nguyện chừa bỏ, không tái phạm những lỗi gì? Những lỗi mình đã vi phạm, đã làm ở kiếp trước, đó gọi là sám hối. Chuẩn chỉ ý nghĩa sám hối nó phải như thế: sám trừ những việc đã qua, không cho tái phạm nữa, và hối cải, ăn năn, không để cho những việc ác giống như trước đây gì nó khởi lên và làm trở lại nữa, đó gọi là sám hối. Chứ không phải là sám hối như một số các tôn giáo ở trên thế gian này, đó là gì? Là đi vào cái nhà kín đó, nói ra cho một người nghe, và họ gì? Người đó nói là ta đã chứng minh cho con, ta đã rửa tội sạch cho con rồi, như vậy là xong. Không có đâu. Nếu mà một vị nào mà có cái quyền năng mà rửa như thế, ví dụ phạm tội giết người, nó giết người hay buôn bán hàng quốc cấm chẳng hạn, nó đến là gì? Nó nói là gì? Thưa thầy, con đã gì? Con đã vừa phạm tội giết người, xin thầy vì con mà gì? Mà chứng minh, mà rửa tội cho con gì? Hết tất cả những tội lỗi ấy. Thầy bảo rằng, thầy bảo là gì? Nếu như người chúng ta là Phật chẳng, chúng ta A Di Đà Phật, thầy đã chứng minh và rửa hết tội ấy cho con rồi. Có rửa được không? Rửa được không các quý vị? Không rửa được. Không rửa được cái tội ấy. Làm gì có cái chuyện đấy. Rồi có những một số những cái niềm tin tôn giáo, đặc biệt Ấn Độ đi, họ cho rằng cái nước con sông Hằng là nước gì? Là nước con sông linh thiêng. Một năm vào cái ngày nhất định, vào một cái tuần, và đặc biệt trong một ngày nhất định của cái đạo Hindu, họ cho rằng gì? Tất cả những cái tín đồ cứ lội xuống cái con sông Hằng để tắm, là mọi tội lỗi trong một năm, năm ấy là gì? Được nước con sông Hằng đi, cái nước thánh con sông Hằng rửa đi, gột rửa sạch đi. Tôi năm ngoái, năm kia đi sang thăm Ấn Độ mới thấy gì? Bao nhiêu năm học trong kinh cứ thấy nói đến con sông Hằng, đích mục sở thị, tận mắt nhìn thấy. Nước con sông Hằng ngày xưa thời Đức Phật thì chắc chắn là trong xanh và nó gì? Nó đẹp đẽ lắm. Nhưng nước con sông Hằng ở cái thế kỷ 20, 21 này, nó cũng bẩn giống như gì? Bẩn hơn cả con sông Hồng của Việt Nam, các quý vị ạ. Con sông Hồng của Việt Nam ấy thì còn không có xác chết bỏ xuống nhiều, nó chỉ có rác thôi. Còn con sông Hằng của Ấn Độ á, rác cũng bỏ xuống, tất cả xác chết ấy, cũng đều được gì? Phần lớn đều được bỏ xuống đó. Người chết cũng đem gì? Đem ra con sông Hằng để thiêu. Thiêu xong nó cháy không hết, nó trôi lềnh bềnh như kia. Con vật, con bò, con trâu, con bò, con khỉ á, những con vật được nuôi, những con vật thân thiết á, Ấn Độ nó không ăn thịt nhiều như chúng ta đâu. Nó 70% dân số Ấn Độ là ăn chay. Chúng ta nhớ nhé, 70% dân số Ấn Độ là ăn chay. Thậm chí là ăn chay trường luôn á. Đó. Cho nên á, xác con vật đã chết đem ra sông Hằng để tế lễ cho nó và giải thoát, để cầu mong cho con vật yêu quý nó sớm được lên trời. À, được sớm lên trời. Cho nên xác chết nó cứ trôi lềnh bềnh ở dưới thì con sông Hằng. Người ta tắm á, hôm đấy tận mắt tôi nhìn thấy, ở bên này á thì làm lễ hỏa thiêu đốt xác người. À, còn dưới bên này á thì đầu trên thì đốt xác người, đầu dưới thì mọi người thì nhảy xuống tắm và cứ yên lành như không có cái gì ấy. Việt Nam chúng ta mà nhìn thấy phát hiện một cái xác chết trên con sông Hồng đó thì công an cả xã, cả huyện, cả gì, cả tỉnh phải đi vào để gì, điều tra. Nhưng bên kia xác chết cho lềnh bềnh đầy con sông Hằng, đó là chuyện bình thường. Xác chết người đấy nha các quý vị. Vì sao? Vì họ chết họ đem cho sông Hằng có thả mà, là chính mà. À, cứ trôi như vậy. Ngày xưa tôi xem cái đĩa của Thượng tọa Chân Tính năm 2008 thì phải. Cụ sang Ấn Độ, cụ về, cụ quay một cái đoạn video á. Cụ làm phim, cụ quay lại cái đoạn con sông Hằng. Nhìn thấy mọi người tắm, thấy mà xác chết, nó trôi lềnh bềnh, cái bụng thì bụng nó trướng phành lên, có hai con quạ nó đậu trên đó. Nó mổ cái ruột, nó cứ mổ, nó lôi ra nó ăn. Và nó trôi cái xác gần và sát mấy người đang tắm đó. Mấy người đang tắm dùng nước là vẩy 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 nó ra và đuổi con quạ đi. Và vẩy vẩy cái xác chết nó ra. Và mình nghĩ bụng, ông làm gì có cái chuyện này. Làm gì cái thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn, thế kỷ 20-21 rồi mà vẫn còn cái chuyện mà hổ tục lạc hậu như thế. Như năm 2017 mình sang đấy mới thấy gì? Thực sự tận mắt nhìn thấy
xác chết trôi lềnh bềnh này, đầu trên này thì làm lễ hỏa thiêu, đốt xác người ở trên đầu trên này, cách nhau chỉ có vài chục mét thôi các quý vị, chứ không phải cách nhau vài trăm mét, vài cây số đâu, vài chục mét ở trên, mọi người làm lễ hỏa thiêu và nhảy múa, nó nhảy múa cả đêm với nhau các quý vị nhé. Người dân Ấn Độ á, theo đạo Hindu họ làm lễ hỏa táng, có lễ hỏa táng hàng trăm hàng nghìn cái xác, có bao nhiêu người chết từ thành phố ở xa họ cũng gì, có tâm nguyện họ có tiền họ chở đến đó để nhờ các thầy Bà La Môn cúng lễ cho và nhảy múa cả đêm theo nghi thức tôn giáo của họ, xong rồi đem xuống sông Hằng để đốt, hoặc là đốt ở trên bờ đem thì vứt cái cho cháy hết hay chưa cháy đều vứt tất cả xuống sông hết. Xác chết đem đốt ở trên sông để cho lên cái bè, mấy cây chuối hoặc là mấy cái cây khúc gỗ, họ cho xác người đấy tẩm hương hoa và dầu vải trắng lên đó, họ đốt, đốt nó cháy hết không hết là gì, nó cũng rơi tất cả trong sông Hằng hết, và cho nên nó cái trôi gì lềnh bềnh ở dưới đó. Cho nên là ngày xưa tiềm thức của tôi thì con sông Hằng đẹp lắm, thơ mộng lắm, và thường được Phật đi gì đi trên bờ, hai bên bờ con sông Hằng để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Bây giờ đi sang Ấn Độ mới nhìn thấy con sông Hằng họ cũng gì ô nhiễm lắm, bẩn lắm, nhưng vì đức tin tôn giáo vào cái ngày nhất định của cái đạo Bà La Môn ấy, nó cứ thi nhau nó nhảy xuống sông Hằng nó tắm, có năm là gì chết đuối dẫm đạp nhau chết đến gì hàng hơn 200 người, nhưng mà chính phủ của họ vẫn gì vẫn cứ cho tắm. Và thậm chí cái vị thủ tướng Ấn Độ trước, vị thủ tướng trước ngày Modi này ấy, trước ngày Modi này, ngày thủ tướng tướng trước ấy, đời trước, khi mà ở trong cái ngày đó vị thủ tướng cũng ra để tắm cho một số các báo đài ở châu Âu á, để châu Âu chúng ta biết là họ sống nó sạch sẽ, nó văn minh, họ thấy một vị, họ nghĩ là người dân á còn thủ tục lạc hậu như thế thì đã đành, nhưng một vị thủ tướng mà lại ngày đó cũng ra gì cũng ra con sông Hằng bẩn ô nhiễm như thế mà tắm. Thế người ta mới hỏi vị thủ tướng đấy như thế này, tôi xem cái đoạn phỏng vấn đấy, người ta phỏng vấn thủ tướng là gì, thưa ngài thủ tướng, xin ngài hãy cho biết là đứng trên cương vị một vị gì, một vị thủ tướng đứng đầu một đất nước, một quốc gia như vậy, ngài có biết rằng con sông Hằng của Ấn Độ đang bị ô nhiễm không? Vị thủ tướng bảo tôi biết con sông Hằng của đất nước chúng tôi đang bị ô nhiễm và ô nhiễm rất trầm trọng. Các ký giả hỏi rằng vậy thưa ngài, ngài có biết rằng khi mà cho người dân của ngài tắm rửa trên một dòng sông ô nhiễm như vậy, nó sẽ đem gì? Đem đến những cái hiểm họa và những cái căn bệnh lây nhiễm, có thể những cái căn bệnh lây nhiễm ảnh hưởng đến tính mạng của người dân của ngài không? Vì nói là gì? Tôi biết cái điều đó. Thế thì các ký giả nói là gì? Ngài biết cái điều đó, tại sao ngài không lấy cái quyền của một vị thủ tướng để ngăn cản cái việc làm sai trái và cái việc làm gì ạ, không có khoa học, phản khoa học của gì, của người dân đất nước ngài. Ngài nói rằng gì, đứng trên cương vị một đất nước, tôi làm thủ tướng, đứng trên cương vị một tín đồ, trên đức tin của tôn giáo chúng tôi là một gì, là một tín đồ, cho nên hôm nay tôi đến đây không phải là để ngăn cấm người dân tôi gì tắm dưới con dòng sông Hằng có lịch sử hàng mấy nghìn năm nay, mà tôi đến đây cũng chỉ để với cương vị là một tín đồ, cho nên tôi cũng đến đây để tắm dưới con sông Hằng này. Đấy, chúng ta thấy sẵn sàng để trả lời như thế. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta gì, sám hối, tức là gì, sám trừ những tội lỗi đã qua, ăn năn những gì và ngăn chặn những lỗi gì, lỗi lầm không cho tái phát, không cho phát sinh nữa, đó gọi là sám hối. Còn phát nguyện là gì? Tức là phát nguyện làm các việc lành, phát nguyện gì, bỏ các việc ác, phát nguyện làm các việc lành. Rồi đây gì, tổ lại dạy là phải luôn luôn nhớ gì, nhớ để báo đáp bốn trọng ân. Chúng ta ngày xưa hay tụng kinh đọc gì, đầu tiên là gì, tứ trọng ân là gì, là thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật, tức là ân trời đất, mưa thuận gió hòa đem đến cẩy cỏ cây không khí, rồi thức ăn thức uống cho chúng ta, cho nên á chúng ta ân gì, ân trời đất và thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật,
Thứ hai là gì? Sau thiên địa là gì? Đến gì nhỉ? Đến sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ hai là ân sư trưởng, tức là ân thầy tổ, và ân gì? Phụ mẫu tức ân cha, ân cha mẹ. Đó. Cha mẹ đem cho chúng ta gì? Sinh thân này. Thầy tổ đem cho chúng ta gì? Giới thân, giới châu tuệ mạng này. Giới thân tuệ mạng này. Đó, cho nên á, ân trời đất là ân thứ nhất, ân thứ hai là ân thầy tổ và cha mẹ, ân thứ ba là ân gì? Ân quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ ba là ân gì? Ân quốc gia xã tắc. Ân những người gì? Những người cầm súng bảo vệ tổ quốc, từng tấc đất ngọn cỏ, từng gì hàng cây viên đá ở vùng biên giới, cũng như gì ở khắp trong đất nước của chúng ta, khiến cho giặc giã ngoại xâm, khiến cho trộm cắp không thể tự ý nổi lên để làm hại dân chúng, trong đó có cả chúng ta. Cho nên phải nhớ đến cái ân đó, đó là ân thứ ba, đó là ân quốc gia xã hội tri ân. Và ân thứ tư là gì? Ân thứ tư đối với người xuất gia, cho nên á phải có cái ân là gì, gọi là thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng dường tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thập phương tín thí tri ân, tức là cái ân đối với tất cả các tín đồ Phật tử ở khắp mười phương. Họ đem đến chùa, họ xây chùa, tô tượng, đúc chuông để làm nơi cho các sư gì, có nơi để ăn, để ngủ, để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh. Nhỏ như từ cây tâm, từ que tâm cũng do đàn Na tín thí, đàn Việt gì mang đến để cung cấp, để cung phụng, cúng dường chư tăng. Cho nên chư tăng sống được cái thân này để hoằng pháp tu tập lợi sinh á, là một phần cũng do ân nhờ gì? Nhờ vào cái ân của đàn Na tín thí thập phương. Cho nên tu tập được bao nhiêu công đức phải nhớ để hồi hướng cho họ, nhớ để hồi hướng cho họ. Nay đạo tràng chúng ta không hay đọc những cái bài đó, thì chúng ta đọc cái bài gì nhỉ? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân. Có chưa? Bốn trọng ân có rồi đấy. Bốn trọng ân đó là gì? Đó là ân trời đất, ân phụ mẫu sư trưởng là hai, ân quốc gia xã tắc là ba, và ân đàn Na tín thí thập phương là bốn. Có chưa? Bốn trọng ân có đấy. Chứ đừng nói là chúng ta không đọc, nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta đọc tắt. Còn cái lễ tổng của cái khóa lễ của miền Bắc, các sư chúng ta miền Bắc ngày xưa hay đọc á, đi theo các trường hạ bây giờ vẫn hay đọc đó. Tí là họ chia ra thành từng lễ nhỏ. Còn chúng ta gì? Đọc tất cả gộp nó vào là gì? Là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên thì đền bốn trọng ân, dưới thì cứu gì? Cứu ba đường khổ. Ba đường khổ đó là đường gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, có ai thấy bằng con mắt, có ai nghe bằng gì? Đôi tai, thì đều phát gì? Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, tức là sau khi hết cái báo thân này, đồng vãng sinh cực lạc. Hết một báo thân này thì đều được vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới. Vậy chúng ta có báo bốn trọng ân không? Có. Chúng ta có phát nguyện không? Có. Đấy, lời phát nguyện đó các quý vị. Ở đây cho nên tổ mới nói là ân tam bảo, ân sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh. Ở đây là các cụ ở trong miền Nam. Chúng ta biết là hòa thượng gì ở trong miền Nam. Thì ở miền Nam á, cái tứ trọng ân ở trong miền Nam hồi hướng á, thì ở đây là ân tam bảo này là một này, ân sư trưởng là hai này, ân thiện hiếu tri thức là ba này, và ân gì? Ân chúng sinh là bốn. À, chúng ta thấy cái phát nguyện giữa miền Bắc và giáo miền Bắc và Phật giáo miền Nam nói về gì? Tứ trọng ân là gì? Cái phát nguyện hồi hướng cũng có khác nhau. Miền Bắc chúng ta gì? Ân thứ nhất là trời đất, ân thứ hai là sư trưởng và cha mẹ, tức là sư trưởng giáo hóa tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức đó. Đó. Và ân thứ ba là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Ân thứ tư là ân gì? Thập phương đàn na tín thí. Đấy. Thì trong cái gì? Trong cái thiện hữu tri thức và chúng sinh này á, đều là gì? Ở miền Bắc chúng ta gộp là một rồi. Còn ân tam bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng miền Bắc chúng ta cũng gộp là gì? Là một rồi, là hai. Ở đây thì miền Nam thì gì? Như cụ viết trong này, bốn trọng ân này á, thì không có ân trời đất, đúng không?
không có ân trời đất, mà thay vào đó là ân Tam Bảo. Ân sư trưởng, ân sư trưởng ở đây, và ân cha mẹ thì cũng có. Trong kia là không, mới không có cái ân trời đất thôi. Thì thôi, đấy là gì? Đấy là cái văn hóa phát nguyện, cái văn hóa phát nguyện, lời phát nguyện của gì? Phật giáo Bắc Nam của chúng ta. Nói chung nó khác một chút về cái câu văn, nhưng mà cái ý nghĩa thì tôi nghĩ rằng gì cũng không có gì cách biệt lắm, cũng không quan tâm nặng nề trong cái đó làm gì. Vì trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Đến đời sau này khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, có thiện nam tín nữ nào đến chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà gì ạ, vị đó khởi cái tâm là cung kính hoặc là không cung kính, hoặc chắp hai tay hơi cúi đầu xuống niệm A Di Đà Phật hoặc là mô Phật, thì đó gọi là cung kính. Còn có những vị gì, họ chưa đủ tâm cung kính, họ đến chùa họ nhìn thấy gì, tranh ảnh tôn tượng của Phật gì, họ chỉ hơi cúi đầu hoặc không cúi đầu, họ chỉ giơ một tay lên thế này, họ xá xuống một cái thế này, đầu họ không thèm cúi, họ giơ một tay lên thế này, thậm chí họ không xá, họ giơ một tay lên chắp trước ngực như thế này thôi, hai tay đáng nhé, cung kính thì là hai tay thế này, nhưng mà họ không cung kính rồi, họ giơ một tay lên thế này, thế này xong rồi thì họ thôi họ đi. Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gì, dù cung kính hay không cung kính, dù cúi đầu hay không cúi đầu, dù chắp hai tay hay chỉ giơ một tay xưng Nam Mô Phật hoặc không Nam Mô Phật, chỉ cần gì giơ một tay lên trước tôn tượng tranh ảnh của Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì, ta cũng thọ ký cho người đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp, khi đầy đủ công đức, đầy đủ phúc báo, đầy đủ gì trí tuệ vân vân, người đó cũng sẽ được thành Phật như ta, không có khác. Chúng ta thấy không? Đó cho nên chính là hạnh gì? Hạnh tùy hỷ, hạnh phát tâm tùy hỷ những cái việc tốt lành của người đấy. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là Bồ Tát Thường Bất Khinh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy tu không phải là gì, không phải là cứ lên tụng kinh cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cũng không là phải cứ ngồi thiền lim dim suốt cả ngày lẫn đêm như thế mới thành Phật, cũng không phải là trì chú Umbala suốt ngày mới thành Phật, mà tu ấy có muôn hạnh tu. Đức Phật nói 84,000 pháp môn, tức là 84,000 gì pháp tu tập khác nhau. Pháp tu của gì Bồ Tát Thường Bất Khinh chỉ có nhìn thấy người ta là gì, đến chùa mà ngài gì, ngài ở từ xa chạy lại tưởng làm cái gì. Ví dụ như có một Phật tử đang từ sáng chạy vào chùa Khai Nguyên này, một vị tu cái hạnh này từ ở nơi xa thấy Phật tử vào chùa, ôi trời có người đến chùa rồi, chắc chắn họ sẽ lễ Phật, mà họ lễ Phật thì họ sẽ được gì, được thành Phật, ta sẽ gì phát cái tâm tùy đến để gì, để nói cho họ biết là gì, do công đức lễ Phật ngày hôm nay họ sẽ được thành Phật ở trong kiếp tương lai. Cho nên chạy đến từ xa là gì, A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Bây giờ chúng ta thử làm như thế xem. Họ sẽ bảo chúng ta, ô cái bà kia điên à. Bắt đầu gì, khi mà họ nói cái bà kia điên à, nói một câu á, thì mình còn gì còn, A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Điên, cái đồ điên. Một người nói điên thì ta không sao, nhưng trong cái đoàn đó 5 người, 10 người họ đều nói cái đồ điên, và họ bỏ đi. Chúng ta chạy theo được vài bước nữa, A Di Đà Phật, vừa A Di Đà Phật họ bảo im ngay, đồ điên. Thế bắt đầu kìa, mắt chúng ta nó phừng phừng cái gì ạ, nó thay đổi sắc mặt từ cái chỗ gì hồng hào sang cái chỗ gì ạ, tím tái, hoặc là sang cái chỗ gì nó đỏ đỏ lên. Hoặc là họ gì, họ làm cho vài câu nữa mà bảo gì, ông bà điên thì có, các ông các bà điên thì có, tôi mong tốt cho các ông các bà, nhưng mà các ông các bà gì không muốn thì thôi, đồ điên. Quay mặt bỏ đi, hóa ra gì cả hai bên cùng điên với nhau hết. Đấy, đúng không? Vì sao ạ? Vì cái hạnh nhẫn của chúng ta, nhẫn ba la mật của chúng ta còn gì chưa đạt đến cái mức như là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh á, người ta dùng đất đá đánh ném, gậy gộc ném, đánh ném ngài, đánh ngài thùng thụp ra. Nhưng mà ngài bình thường chúng ta đau thì chúng ta gì kêu gào, thôi đừng đánh tôi nữa, cho tôi xin, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi không các bà. Nhưng không, Bồ Tát Thường Bất Khinh càng đánh ngài đau thì ngài càng dám nói gì, càng hét to hơn, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy,
Đấy đấy, khác nhau ở cái đó các quý vị. Chúng ta bị đánh thì gì? Đau không chịu được thì thoái tâm Bồ Đề. Nhưng thường bất khinh Bồ Tát càng đánh đau ngày càng kêu to hơn. Cuối cùng mọi người gì? Thấy thế mãi rồi cho nên cũng chán rồi thôi, bỏ đi. Và chỉ nói thôi, lần sau gặp cái ông sư điên ở trong chùa đó thì tốt nhất là tránh nó đi để cho nó đỡ phiền phức. Mọi người quen rồi, cho nên đánh ông, chửi ông cũng chẳng màng gì, mà đánh ông cũng chẳng màng gì, càng đánh nó lại càng kêu to hơn. Cho nên thôi tốt nhất là gặp mà nhìn thấy ông ấy từ xa là lánh lánh. Mà khổ lánh ông ấy, lánh mà đừng để cho ông nhìn thấy. Ông mà nhìn thấy ông lại chạy thì ông lễ xì xù bóng mọt, tôi không dám kinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, chúng ta đã tu được hạnh như thế chưa? Cái hạnh tùy hỷ đấy các quý vị, phát tâm Bồ Đề, phát tâm tùy hỷ đấy, tùy hỷ công đức của người khác đấy. Đó, và người ta đánh mình không ôm hận, đó chính là gì? Đó chính là hỷ xả đấy các quý vị. Vui mừng mà xả tất cả những cái lời chửi mắng, cái lời nguyền rủa cay độc của người, và thậm chí là đòn roi gậy gộc đất đá người gì? Người dùng để liệng ném vào mình. Chúng ta làm được không? Khó đấy, nói thì dễ, giữ lễ mới là khó các quý vị. Đấy, nói thì dễ nhưng giữ lễ mới là khó, không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên chúng ta phải học dần dần, tập dần, gọi là tu tập. Tu là sửa, tập tức là gì? Là thói quen. Nó huân tập dần dần nó mới thành cái thói quen. Cho nên chữ tu phải đi về gì? Với chữ tập. Hai chữ tu tập đi với nhau, chúng ta thường nghe như vậy. Tu tập, đó, tu và tập. Tập ở đây chúng ta gì cũng có thể gọi là tập luyện, là rèn luyện, là thói quen, là sự huân tập. Lâu ngày chày tháng thì nó sẽ đầy lên. Giống như câu chuyện ngày xưa đi học, còn bé bé học cái gì? Có một con quạ khát nước, nhìn thấy ở trong cái lọ thủy tinh có nước rất là đầy, nhưng mà gì? Cái cổ của nó ngắn, nó không thể duỗi vào được vì nước nó gì nó còn quá ít. Cho nên con quạ đấy, con quạ khôn ngoan, con quạ gì tinh anh, con quạ thông minh, mới đi gắp từng hòn sỏi bỏ vào trong gì, trong chiếc bình. Mỗi một hòn sỏi vào thì chiếc cái nước nó gì nó theo đó, quán tính gì nó theo thì nó dâng lên một chút. Bao giờ thì nó bỏ đầy lưng bình sỏi vào đó thì đất đương nhiên là gì? Nước nó dâng lên gần trên miệng và con quạ gì đứng để uống thôi. Đó, cho nên phải có chữ kiên trì. Bài học ấy, ngày xưa chúng ta đi học, bài học ấy dạy cho chúng ta cái gì? Cái đức tính kiên trì, đúng không? Dạy chúng ta cái trí thông minh là một phần, nhưng cái đức tính kiên trì là quan trọng nhất. Đó, bỏ một viên không được thì hai viên không được thì ba viên không được thì nhiều viên. Rồi đến lúc thì thành quả nó gì? Nó sẽ được, chúng ta sẽ được gặt hái thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là phát cái tâm hỷ xả, là người ta dùng những cái ý ác, lời nói ác, hành động ác, suy nghĩ ác gán ghép cho mình, bảo mình thế này thế nọ thế kia, bảo mình là người tồi tàn, bảo mình là người gì? Người hư hỏng, bảo mình là cái người, có nghĩa là chẳng còn cái lời nói xấu gì cho họ nói nữa. Nhưng chúng ta thì vẫn phải an nhẫn. Chúng ta nhìn thấy họ vẫn phải cười, vẫn phải cười. Nếu không nói được là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ nhìn Phật đó, thì thôi, nhìn thấy họ vẫn chào, vẫn cười, vẫn dùng cái gì hiện lên cái tướng mặt rạng ngời để mà gì. Nếu là những vị đó là người xuất gia thì hơn chúng ta, vai trên chúng ta, chúng ta vẫn gì chào cung kính A-di-đà Phật, không sao. Đó, cho nên ở trong cái bộ niệm Phật tập yếu này có rất nhiều những câu chuyện tổ cũng dẫn chứng cho chúng ta thấy, ngộ đạo mà chưa đắc đạo thì vẫn bị trầm luân, vẫn bị luân hồi. Còn những người chưa ngộ đạo, chưa đắc đạo mà đối nghiệp vãng sinh thì lại vĩnh viễn thoát đi sinh tử chúng khổ, một đời là thành Phật. Chúng ta thấy, cho nên cái bi nguyện của A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc phải nói là gì, gọi là đệ nhất, đệ nhất A Di Đà khởi được gì? Khởi được cái đại bi tâm, tần độ chúng sinh khổ não khắp trong mười phương thế giới là như thế. Cho nên ở đây mới nói là gì? Trở lại bài, chúng ta nói là phát tâm hỷ xả, tức là đối với những lời chửi bới mắng nhiếc, những hành động xấu ác của người đổ dồn lên đầu mình, nhưng mình vẫn gì? Vẫn dùng cái tâm vui mừng để đón nhận. Phải vui mừng để đón nhận, còn phiền não mà đón nhận thì không phải gọi là hỷ xả được các quý vị.
Ví dụ người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình không chửi lại được, không đánh lại được, không mắng lại được. Mình bắt buộc phải chịu á, ấm ức mà gì mà nhận á, thì đó có gọi là hỷ xả không? Hả? Tức quá thì thôi. Làm sao mà thì mình không cãi được lại họ. Người ta chửi mình không cãi được, người ta mắng mình không cãi được, người ta đánh mình thì yếu hơn, mình không đánh lại được. Bực quá đi thôi, ôi trời, bực quá. Thế là gì? Về cứ thế là khóc, tức tưởi ra. Bố mẹ hỏi làm sao đấy con? Cái thằng đầu làng, cái thằng A hôm nay đầu làng nó đánh con. Thì bố mẹ bảo con làm gì mà đánh nó? Con chả làm gì, tự nhiên nó cứ mà chửi con và nó đánh con thôi. Là thôi con ạ. Thì nó đánh rồi thôi, để mai bố rồi bố nói chuyện với gì với bố mẹ nó. Nhưng mà con tức lắm, nó đánh con, nó tức con rồi. Thế khóc tu tu ra. Như vậy gọi là gì? Gọi là hỷ xả được không? Không gọi là hỷ xả được. Gọi là gì? Gọi là không làm gì lại được họ mà phải chịu. Đó, còn hỷ xả là sao? Nó đánh mình như. Thôi, nó đánh mình cũng được. Nó đánh mình lại tại là mình chưa tốt đấy mà. Tại là mình nói cái điều gì đó làm cho nó gì ạ? Nó không bằng lòng, nó tức nên nó đánh mình đấy mà thôi. Mình phải quay về để xem. Nếu mình chưa tốt thì mình thay đổi cho mình tốt lên. Đó. Mình nói những cái lời gì cho người ta giận, người ta bực, người ta đánh mình ấy, thì mình phải sửa những cái lời nói, lần sau mình không nói những điều, cái lời nói đó với người khác nữa, ít nhất là với người đó, nhất đến cho tất cả người khác nữa. Những cái lời nói nào mà mang đến cho người ta phiền não, mang đến cho người ta thù hận, mang cho đến người ta sự tức tối ấy, thì ta không nói nữa. Ta chỉ nói những cái lời mà cho người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ, nói đúng sự thật, đúng chân lý mà thôi. Đó chính là người gì? Thực hành hạnh hỷ xả. Có làm được không? Khó đấy, không phải đơn giản đâu. Khó đấy. Các vị biết. Đấy cho nên ở đây tổ mới nói gì? Giấu cho người ta dùng những cái lời hủy nhục, những cái mưu mô xảo quyệt hiểm độc làm tổn hại mình vẫn phải vui vẻ để mà ăn nhẫn bỏ qua. Sự vui vẻ an nhẫn ấy, nếu xét kỹ thì thành ra là không có thật nhẫn đâu. Vì tất cả gì? Tướng người, tướng ta và tướng não hại đều là không. Đây là tư tưởng của Bát Nhã rồi. Cho nên tổ mới dẫn trong Kinh Kim Cang Phật có dạy như thế này: Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật. Nghĩa là sao? Như Lai nói, tức là Đức Phật nói. Như Lai là một danh hiệu cho Đức Phật. Đức Phật nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta đọc cái này thì chúng ta gì? Như là người tay dính đầy mỡ mà leo gì ạ? Leo một cái cột sắt trơn tuột thẳng đứng, leo được không? Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Là sao đây? Rất khó. Chỉ một câu kinh này chúng ta tu tập cả đời vẫn chưa xong các quý vị. Một cả đời chúng ta chỉ tu một cái câu ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy đó. Nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tức là sao? Đại ý là gì? Đức Phật dạy trong kinh nói là gì? Chúng ta phát nguyện tu hành hạnh nhẫn nhục, chúng ta nhẫn được tất cả những cái việc gì? Việc khó nhẫn nhất chúng ta vẫn nhẫn được. Nhưng mà chúng ta không thấy gì? Không thấy ta là người nhẫn, không thấy người là người gì ạ? Cái người chửi mắng, nguyền rủa đánh đập chúng ta. Và không thấy pháp gì mình dùng để gì? Để khống chế cái việc tức tối ấy, tức là cái pháp gì hỷ xả này đó, cũng không thấy nó luôn. Không thấy ta là người nhẫn, không thấy gì đối phương đem đến gì, đem đến cái sự cho chúng ta, sự tức tối cho chúng ta phải ăn nhẫn, và không thấy pháp để nhẫn. Đó gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thấy khó hả? Nhiều Phật tử tôi nghĩ là cứ thế này rất chăm chú nghe. Nhưng mà như nước đổ lá khoai, tôi biết mà. Ngày xưa chúng tôi học cái này chúng tôi biết mà.
các hòa thượng lên giảng mà mình ở dưới cứ há mồm mà nghe, trợn mắt há mồm mà nghe, nhưng không biết là các cụ đang nói gì. Các cụ nói xong thì vỗ tay với nhau đôm đốp rồi, nhưng mà gì không biết là các cụ nói cái gì. Đấy à, tư tưởng bát nhã gọi là gì ạ, là chỉ cho gì con thuyền lớn của nhà Phật, trí tuệ lớn của nhà Phật. Cho nên là kinh Bát Nhã Đức Phật mới nói gì là mẹ của chư Phật. Tất cả các chư Phật đều gì ạ, đều do một bà mẹ mà sinh ra. Bà mẹ ấy đó là gì? Đó chính là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Dịch là gì? Chứ Maha là to, là đại, là lớn. Bát Nhã dịch là gì? Là trí tuệ. Đó. Chứ Maha là to, là đại, là lớn. Chứ Bát Nhã dịch là trí tuệ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa tức là gì? Mình có thể dịch là đáo bỉ ngạn, hay là gì? Phải tới bờ kia. Đó. Người có trí tuệ to lớn, có trí tuệ rộng lớn à, thì sẽ gì? Sẽ nhận được tất cả các pháp thường vô thường, ngã vô ngã à, cho nên đó, vì đó gì? Ở trong trụ tâm, ở trong lý trung đạo, không theo bên này, cũng không theo bên kia, cũng chẳng gì nghiêng về bên thiện, cũng chẳng gì ạ, cũng chẳng bỏ bên ác. Không thấy có thiện, cũng chẳng thấy có ác, chẳng thấy có tà, chẳng thấy có gì, có ngụy, chẳng thấy có chân, chẳng thấy có ngụy, chẳng thấy có tà, có thiên, có viên, có tiểu, có đại, vân vân. Các ngài đều ở trong trung đạo hết, ở trong lý trung đạo, cho nên không có sự chấp trược. Vì vậy cho nên tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa quán từ tại Bồ Tát Ma Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ngũ uẩn đều gì? Đều không. Còn chúng ta thì thấy không không? Không, chúng ta thấy đều có. Đối với chúng sinh phàm phu, chúng ta ngũ uẩn đều là gì? Đều có. Sắc uẩn có không? Có mà. Vì có cho nên á, đó. Ôi giời ơi, đi mới có 5 ngày mà nhớ cái đứa cháu nội quá đi thôi. Bà kia cũng nói gì? Ôi giời ơi, tôi cũng nhớ cái cháu, đứa cháu ngoại của tôi, sao mà nó đáng yêu thế. Mới có 5 ngày mà tôi nghe như là gì? Nghe như cả tháng rồi. Bao giờ cho hết 2 ngày nữa để về đây? Bà ừ nhỉ, bao giờ cho hết 2 ngày để về, tôi nhớ đứa cháu nội tôi quá. Bà kia bảo tôi cũng nhớ đứa cháu ngoại tôi quá. Chúng ta thấy sắc là có, cho nên mới có gì? Mới có đứa cháu ngộ, cháu nội là gì ạ? Kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu. Mới có đứa cháu ngoại là gì ạ? À, kháu khỉnh, đẹp đẽ gì? Đáng quý. Đó. Mới thấy cái ngôi nhà của chúng ta gì? Cất công ra, xây dựng lên là gì? Quen thuộc, đáng yêu, ấm cúng làm sao? Có ông chồng lấy mình, cưới mình thì bao nhiêu năm nay? Có cháu có chắt rồi mà vẫn lo lắng cho mình, đáng yêu làm sao? Có bà vợ gì? Cưới nhau đến đầu bạc răng long, 80-90 tuổi rồi, năm nay bà vẫn thương mình giống như năm 18-20, đáng yêu làm sao? Cho nên Phật chẳng nhớ, chỉ nhớ bà già 80 gãy móm hết răng thôi. Và chỉ nhớ đứa cháu nhỏ thôi, cho nên, và chỉ nhớ ngôi nhà mình thôi, cho nên sắc không chưa? Chưa. Phật thấy tất cả gì ạ? Ngũ uẩn đều không. Còn chúng ta ngược lại thấy tất cả gì? Năm uẩn đều có. Ta thấy sắc uẩn, thấy thọ uẩn. Thọ tức là gì? Là thụ nhận đó. Thụ nhận cái gì? Tất cả cái gì chúng ta gì vơ vào trong gì? Trong thân mình, trong lòng mình, trong tâm mình đều là nhận đấy các quý vị, đều là thụ đấy. Thụ cái tốt thì còn gì? Còn hướng tới đạo giải thoát. Nhưng thụ cái gì ạ? Thụ cái xấu á, thì sẽ rất dễ đưa mình vào trong ba đường ác đạo đó các quý vị. Đó cho nên thụ gì? Thụ gì? Thụ rau á. Rau, thụ rau tương mắm muối cà á, hàng ngày á. Thụ 2-3 lưng cơm với gì? Với rau luộc, rau xào, rau nấu canh á, rau làm nộm á, vân vân á. Thì thụ cái đấy á, thì đưa cho chúng ta gì? Đưa cái công đức lớn vào trong A Lại Gia thức của chúng ta, vào trong tàng thức của chúng ta. Còn nếu mà thụ gì ạ? Thụ thịt, thụ cá,
thụ những cái đấy á, thì nó đem gì? Đem bệnh vào trong thân của chúng ta, và đem nghiệp vào trong gì? Trong tâm, trong a lại gia thức của chúng ta, cũng là thụ đấy. Nhưng mà Phật Bồ Tát thì chỉ thụ những cái gì nó gì? Nó không đem lại sự đau đớn, không đem lại cái sự phiền não, cái sự khổ đau cho chúng sinh. Còn chúng ta thụ đấy, thụ tất cả. Cái gì mà đem lại lợi ích cho mình thì mình đều thụ hết, mặc dù biết đó là sai, mặc dù biết đó là tội, mặc dù biết đó là gì, nhân quả sẽ phải gì, có vay có trả. Nhưng mà vì muốn gì? Vì muốn ngoan cái miệng cái lưỡi của chúng ta, vì muốn béo, muốn trắng, muốn khỏe, muốn đẹp cái thân của chúng ta, cho nên biết là sai, biết là xấu, biết là có tội, nhưng vẫn cứ thụ gì ạ? Thụ nhem nhẻm hàng ngày ra đấy. Đó, tôi nói như thế có khi cũng động chạm nhiều người ngồi trong đây. Nhưng mà thôi, dù sao tôi nói, các quý vị có ném đá tôi cũng vẫn cứ nói. Hả? Đúng không? Đó là sự thật. Các vị có ném đá tôi vẫn cứ nói. Nói như Bồ Tát Thường Bất Khinh nhé. Tôi chưa được như Bồ Tát Thường Bất Khinh, nhưng mà tôi vẫn cứ nói. Nói cho bao giờ hội trường này không còn ai ngồi đây thì tôi vẫn cứ nói. Các vị không nghe tôi nói thì tôi nói cho gì? Cho tôi nghe. Tôi nói một mình tôi nghe. Ít nhất là như thế. Cho nên ở đây mới nói là Phật Bồ Tát thấy gì? Năm uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức đều là không. Còn chúng ta gì? Năm uẩn đều có. Vì thế có cho nên chúng ta mới có cầu. Có cầu gì? Được thì gì? Thì phải lo giữ. Mà không được thì ưu sầu nhiệt não, bi thương ảo não, buồn phiền lo lắng đủ các thứ hết. Tất cả nó ở gì? Ở đó mà ra. Cho nên mới nói gì? Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn tất cả gì? Thấy tất cả các uẩn đều là không. Vì thấy tất cả đều là không cho nên chúng ta thấy gì? Không tu không đắc, không tu cũng không đắc. Vì vô sở đắc, cố Bồ Đề Tát Đoạ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì không có gì, không có tu, không có đắc, không có chỗ sở đắc, cho nên á gì, cho nên mới gì, mới thành tựu được cái quả vị vô thượng Bồ Đề, vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng ta thấy ở đây mới nói là Như Lai nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cái này nói cái này phải những bậc có trí tuệ, những người tu Phật nghiên cứu Phật lâu rồi mới hiểu được, hiểu được thôi nhá. Tôi còn để hiểu từ chỗ hiểu đến chỗ chứng á, là còn cả một vấn đề. Từ chỗ hiểu đến chỗ chứng và chỗ thực hành và chứng được nó là cả vấn đề. Nay chúng ta về cứ bắt đầu quán xét dần đi. Nhà cửa chúng ta làm nên, đích thân tay ta làm nên, tiền của ta một đời gom góp để xây dựng nên. Nhà này có thật không? Có thật không? Chúng ta xin có thật không? Nếu chúng ta bảo thật á, thì trước khi chúng ta chưa xây, nó ở đâu? Sau khi chúng ta chết đi, nó đi theo chúng ta không? Không. Trước khi chúng ta chưa xây, nó không có. Sau khi chúng ta mất đi, nó không theo chúng ta. Và một ngày nào đó, do chiến tranh, do nạn nước, nạn lửa, nó cũng sẽ không tồn tại nữa. Hoặc do thời gian mưa nắng, nó sẽ không tồn tại nữa. Cho nên tất cả không thật có. Mà đã không thật có, tại sao mình phải chấp vào nó gì nhỉ? Thôi ở trong chùa, ngủ trên chùa 7 ngày cũng như ngủ ở nhà 7 ngày mà. Có gì đâu mà phải cứ ngủ ở nhà mới gì, mới được. Hoan hỉ, ngủ ở chùa cũng như ở nhà. Nằm ở nhà, nằm ở phòng lạnh, nằm ở giường đệm, chăn ấm đệm êm. Cũng thế, nằm ở chùa, nằm ở dưới gì? Dưới sân gạch, cũng thế, sân gạch. Chúng ta có pháp, có hỷ lạc do pháp đem lại, cho nên sân gạch chúng ta cũng cảm thấy như gì, như đang nằm ở trong phòng điều hòa, trong chăn ấm đệm êm. Đó gọi là gì? Người khéo biết quán chiếu, dù cho ở nơi đâu, gọi là người khéo biết quán chiếu, dù cho ở nơi đâu, nếu tâm thấy an lạc, tất cả đều như nhau. Đấy, tất cả đều như nhau, dù cho ở nơi đâu, tâm ta mà gì, mà khéo biết quán chiếu thì
đều sẽ được an lạc, tất cả như nhau, không có khác. Cho nên ở đây về cái vấn đề gì? Vấn đề mà Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cương ấy, chúng ta phải thực hành dần dần từ cái nhỏ đến cái lớn. Chứ bây giờ không có chúng ta mà chưa làm được mà chúng ta cứ nói, cứ thích đi nói, thì giao giảng cho mọi người. Tôi học thế trên chùa, khai nguyên thầy giảng như thế, như thế. Về cứ thế là gì, đi giảng cho mọi người, trong khi đó mình chưa làm được một chút xíu nào cả. Thì người ta là quay là người ta phỉ báng mà. Ôi giời, cái đồ chỉ có nói nhiều, làm được cái gì đâu, chưa vào tai đã ra mồm. Thế có phải là chúng ta gì ạ, bị lỗ không, mà bị tổn phúc không? Đó, cho nên điều quan trọng này này, đối với Phật Pháp á, phải làm nhiều hơn nói. Làm được rồi thì mới nói. Hoặc là gì, nếu chúng ta nói mà chưa làm được á, thì phải cố gắng để mà làm. Đấy, ví dụ như tôi bây giờ đang ở trong trạng thái là gì, nói được nhưng chưa làm được, thì cố gắng để mà gì, mà làm. Tôi nói vì sao mà nói? Nói vì muốn gì? Vì muốn đem cái bi nguyện của Đức Phật là phá mê khai ngộ cho chúng ta, cho nên tôi mới nói. Chứ không phải là tôi nói để gì? Để tôi cầu danh. Không phải tôi nói để cho các quý vị đến với chùa Khai Nguyên đông hơn, tôn sùng tôi như là một vị minh sư, một vị pháp sư, một vị đại sư, một vị gì, một vị thiền sư, một vị tổ sư, vân vân. Không phải. Nếu tôi nói mà cầu cái điều đó thì tôi chính là một kẻ đại tiểu nhân. Chết đi sống thì vì danh lợi mà sống, chết đi thì vừa nhắm mắt xuôi tay liền vào trong A Tỳ địa ngục. Tu mà vào trong A Tỳ địa ngục thì tu làm cái gì? Đó. Cho nên á, cái này chúng ta phải nhớ cái điều đó. Nếu chúng ta chưa làm được mà nói thì vì Phật Pháp, vì muốn phá mê khai ngộ cho người để mà nói thì tạm được. Đó. Còn nói về tiếng khen, nói về để người á, tôn sùng mình, quỳ lạy trước mình á, vân vân, như vậy là gì? Nói như vậy là sai đó. Đó, cho nên ở đây mới nói gì, lòng tùy hỷ trừ được chướng gì, chướng là gì, tật đố nhỏ nhen. Tổ dạy là ai mà có lòng tùy hỷ á, thì sẽ trừ được cái lòng tật đố nhỏ nhen. Còn lòng á, hỷ xả á, thì giải được cái chướng hận thù báo oán đời đời kiếp kiếp vậy. Cho nên tôi nói với các quý vị mà, từ năm 2012 đến 2019, tôi gặp cái vị hòa thượng mà muốn đuổi tôi ra khỏi giáo hội trước đây á, tôi gặp đâu tôi cũng chào. Tôi chào rất cung kính, rất thành khẩn. Cho nên những ngày xưa thì chào vì quay mặt đi. Vì sao vì quay mặt đi? Vì là vì nghĩ là tôi láo. Đó. Con cháu ở vai cấp dưới, học trò, học sinh ở vai cấp dưới mà dám đi xả thì gần tiếng đồng hồ. Xả để cho cụ không chen được vào lời nào, cho nên cụ phải tức, cụ phải đứng dậy, cụ bỏ đi. Có nghĩa là gì? Cho nên cụ nói là mình là thằng láo. Đấy. Trong lòng người ta nghĩ là cái thằng ấy là láo. Thì mình bây giờ phải gì ạ? Lại phải dùng lại cái, lại không thể nào mà gặp nhau lại gì, lại cãi nhau, gặp nhau lại gì, lại tranh luận với nhau nữa. Mà mình phải dùng cái lòng chân thành, gặp đâu là cung kính, gặp đâu là lễ bái. Thì làm gì? Từ năm 2012 đến 2019 là mấy năm? Mấy? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 năm trời các quý vị. 7 năm trời mình hành cái hành là cung kính, hành cái hành là khiêm cung, hành cái hành là gì? Tôn trọng bậc lớn. Mình không nhìn vào cái trí tuệ và cái hành động của họ nữa, mà mình nhìn vào gì? Tuổi đời cũng nhiều hơn mình rất nhiều lần, tuổi đạo cũng hơn mình rất nhiều lần. Nhìn vào cái đó để mà gì? Mà cung kính, để xá chào lễ lạy. Cho nên á, từ cái chỗ người ta nhìn thấy mình, người ta quay mặt bỏ đi, chào người ta lườm một cái, người ta quay mặt bỏ đi. Bây giờ thì gật đầu và ừ rồi. Chưa nói chuyện thôi thì gật đầu và ừ rồi. Tôi nghĩ là cố gắng khoảng 30 năm nữa có thể gì, cụ sẽ gật đầu, sẽ ừ và sẽ nói chuyện. Ô rồi, Thịnh đấy à, đi đâu đấy? Thế là quý rồi. Đấy, chúng ta thấy. Đấy chính là gì? Là chúng ta mà khởi được cái tâm hỷ xả thì sẽ giải được cái chướng gì? Hận thù báo oán, đời đời kiếp kiếp theo đuổi nhau. Cho nên đó chính là gì? Là phát tâm Bồ Đề. Dùng cái tâm hoan hỷ như thế mà hành đạo, đó mới gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Đấy là điểm thứ gì? Thứ tư. Điểm thứ năm tổ dạy là sám nguyện tâm. Thế nào là sám nguyện tâm? Tổ dạy như thế này: trong kiếp luân hồi mọi loài hằng đổi thay, làm quyến thuộc lẫn nhau.
Thế mà ta vì mê mờ lầm lạc, từ kiếp vô thủy cho đến nay, do tâm chấp ngã, muốn lợi mình nên làm tổn hại đến chúng sinh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, thậm chí đến chư Phật thánh nhân vì tâm đại bi ra đời thuyết pháp cứu độ muôn loài hữu tình, trong ấy có chúng ta. Mà đối với ngôi Tam Bảo, ta lại sinh lòng vong ân hủy phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành mà sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thoái vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám 6 thời. Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn ăn năn thề không tái phạm. Đã sám hối phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa. Đi đến chỗ tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng quần sinh, để chuộc lại lỗi lầm xưa kia và đền đáp 4 ân nặng. 4 ân đó là ân Tam Bảo, ân cha mẹ sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh. Có tâm sám nguyện như vậy, tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày thêm lớn, và mới đi đến chỗ phúc tuệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Đó, điều thứ 5 này, Tổ dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm chính là phát tâm sám nguyện. Sám nguyện, sám tức là sám hối, nguyện tức là phát nguyện. Sám nguyện tức là sám hối và phát nguyện. Tổ dạy gì? Trong kiếp luân hồi từ vô thủy kiếp cho đến nay á, mọi loài hàng gì? Hàng thay đổi làm quyến thuộc lẫn nhau. Tất cả các loài, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh bằng nơi thấp sinh, loài sinh bằng nơi hóa sinh, vân vân. Trong 4 loài sinh ấy, chúng ta đã từng đáp đổi sinh qua sinh lại với nhau. Đối với tất cả chúng sinh cũng vậy, đã từng đáp đổi sinh qua sinh lại với nhau, làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái, cha mẹ ông bà, bạn bè với nhau, đáp đổi, thậm chí là gì, làm kẻ thù với nhau, đáp đổi như thế, xoay vần mãi, không có lúc nào dừng, từ trước cho đến nay. May thay, Tổ dạy là gì? Nay á, gặp được gì? Bậc thánh nhân xuất thế, tức là chỉ cho Đức Phật á, Ngài xuất hiện ra nơi đời vì lòng đại bi thương xót để mà gì? Giáo hóa cho chúng sinh. Chúng ta thì may mắn á, gặp được Tam Bảo, có lòng tin á, thì tốt. Nếu không có lòng tin á, lại còn cái sinh tâm gì? Cống cao ngã mạn, sinh tâm hủy báng và thậm chí là phá phách nữa. Chúng ta thấy có không? Có người phá Tam Bảo không? Có. Phá cả về lý lẫn về sự đều có. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay á, cũng không tránh khỏi những cái đấy được. Cho nên Đức Phật nói này, Tổ nói này, nay may mắn gặp gì ạ? Gặp được Tam Bảo rồi thì phải gì? Phải ráng để mà lo gì? Lo tu. Ráng để mà lo tu. Phải gì? Phải đối trước gì? Tam Bảo. Để mà thường gì? Sám hối phát nguyện. Và Ngài dẫn chứng là gì? Là Đức Bồ Tát Di Lặc. Nay đã ở ngôi gì? Ngôi bất thoái, chuyển Bồ Tát rồi. Một đời nữa là thành Phật, gọi là nhất sinh bổ xứ. Tức là một đời nữa là thành Phật rồi. Nhưng mà ngày hàng ngày Bồ Tát Di Lặc vẫn phải gì? Dùng 6 thời để công phu lễ bái. Chúng ta thấy ngày 6 thời Di Lặc Bồ Tát vẫn công phu lễ bái để làm gì? Để sao? Để mong cho sớm được thành Phật, để tận độ chúng sinh, để viên mãn công đức. Bồ Tát Di Lặc ở trong ngôi vị bất thoái chuyển nhất sinh bổ xứ, một đời thành Phật,
mà còn phải lập ra thời khóa tu hành như thế, huống chi làm phàm phu tục tử chúng ta mới gặp được Phật pháp, mới quy tam bảo được gì dăm 30 năm, thậm chí là một vài kiếp gần đây mà thôi, thì không có lý gì chúng ta nói rằng Phật ở tại tâm tức Phật, cần gì phải lễ Phật. Phật ở trong tâm mình là được, cần gì phải lễ Phật, cần gì phải đến chùa, cần gì phải cúng dường tam bảo, vì tam bảo có đầy đủ ở trong gì, ở trong tự tính chúng ta rồi. Như thế gọi là tà kiến. Đó chính là gì, khởi cái tâm tà kiến để nhìn nhận gì, nhìn nhận sai lệch thiên tà về gì, về tam bảo, về công đức thù thắng tu tập thân cận cúng dường tam bảo gì của chúng ta. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng gì? Tổ dạy chúng ta phải gì, hàng ngày á phải lập ra các thời khóa tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, và đặc biệt là gì, phải sám hối và phát nguyện. Sám là sao? Sám tức là gì, là sám trừ những nghiệp đã qua, gọi là sám. Hối là gì? Hối tức là ăn năn, là hối cải, nguyện chừa bỏ, không tái phạm những lỗi gì, những lỗi mình đã vi phạm, đã làm ở kiếp trước. Đó gọi là sám hối. Chuẩn chỉ ý nghĩa sám hối nó phải như thế: sám trừ những việc đã qua, không cho tái phạm nữa, và hối cải, ăn năn, không để cho những việc ác giống như trước đây gì nó khởi lên và làm trở lại nữa. Đó gọi là sám hối, chứ không phải là sám hối như một số các tôn giáo ở trên thế gian này. Đó là gì, là đi vào cái nhà kín nói ra cho một người nghe, và họ gì, người đó nói là ta đã chứng minh cho con, ta đã rửa tội sạch cho con rồi, như vậy là xong. Không có đâu. Nếu mà một vị nào mà có cái quyền năng mà rửa như thế, ví dụ phạm tội giết người, nó giết người hay buôn bán hàng quốc cấm chẳng hạn, nó đến là gì, nó nói là gì, thưa thầy, con đã gì, con đã vừa phạm tội giết người, xin thầy vì con mà gì, mà chứng minh mà rửa tội cho con gì hết tất cả những tội lỗi ấy. Thầy bảo rằng, thầy bảo là gì, nếu như người chúng ta là Phật chẳng, chúng ta A Di Đà Phật, thầy đã chứng minh và rửa hết tội ấy cho con rồi, có rửa được không? Rửa được không các quý vị? Không rửa được, không rửa được cái tội ấy. Làm gì có cái chuyện đấy. Rồi có những một số những cái niềm tin tôn giáo, đặc biệt Ấn Độ đi, họ cho rằng cái nước con sông Hằng là nước gì, là nước con sông linh thiêng. Một năm vào cái ngày nhất định, vào một cái tuần, và đặc biệt trong một ngày nhất định của cái đạo Hindu, họ cho rằng gì, tất cả những cái tín đồ cứ lội xuống cái con sông Hằng để tắm, là mọi tội lỗi trong một năm năm ấy là gì, được nước con sông Hằng đi, cái nước thánh con sông Hằng rửa đi, gột rửa sạch đi. Tôi năm ngoái, năm kia đi sang thăm Ấn Độ mới thấy gì, bao nhiêu năm học trong kinh cứ thấy nói đến con sông Hằng, đích mục sở thị, tận mắt nhìn thấy nước con sông Hằng ngày xưa thời Đức Phật thì chắc chắn là trong xanh và nó gì, nó đẹp đẽ lắm. Nhưng nước con sông Hằng ở cái thế kỷ 20-21 này nó cũng bẩn giống như gì, bẩn hơn cả con sông Hồng của Việt Nam các quý vị ạ. Con sông Hồng của Việt Nam ấy thì còn không có xác chết bỏ xuống nhiều, nó chỉ có rác thôi. Còn con sông Hằng của Ấn Độ á, rác cũng bỏ xuống, tất cả xác chết ấy cũng đều được gì, phần lớn đều được bỏ xuống đó. Người chết cũng đem gì, đem ra con sông Hằng để thiêu xong nó cháy không hết đó, nó trôi lành bành như kia. Con vật, con bò, con trâu, con bò, con khỉ, những con vật được nuôi, những con vật thân thiết á, Ấn Độ nó không ăn thịt nhiều như chúng ta đâu. Nó 70% dân số Ấn Độ là ăn chay, chúng ta nhớ nhé, 70% dân số Ấn Độ là ăn chay, thậm chí là ăn chay trường luôn á. Đó, cho nên á, xác con vật đã chết đem ra sông Hằng để tế lễ cho nó và giải thoát, để cầu mong cho con vật yêu quý nó sớm được lên trời. À, được sớm lên trời. Cho nên xác chết nó cứ trôi lành bành ở dưới thì con sông Hằng. Người ta tắm á, hôm đấy tận mắt tôi nhìn thấy, ở bên này á, thì làm lễ hỏa thiêu đốt xác người. Ở dưới bên này á, thì đầu trên thì đốt xác người, đầu dưới thì mọi người thì nhảy xuống tắm và cứ yên lành như không có cái gì ấy. Việt Nam chúng ta mà nhìn thấy phát hiện một cái xác chết trên con sông Hồng đó thì công an cả xã, cả huyện, cả gì
cả tỉnh phải đi vào để điều tra. Nhưng bên kia xác chết cho lềnh bềnh đầy con sông Hằng, đó là chuyện bình thường. Xác chết người đấy nha các quý vị. Vì sao? Vì họ chết họ đem cho sông Hằng có thả mà, là chính mà. Và cứ trôi như vậy. Ngày xưa tôi xem cái đĩa của Thượng tọa Chân Tính năm 2008 thì phải. Cụ sang Ấn Độ, cụ về, cụ quay một cái đoạn video á. Cụ làm phim, cụ quay lại cái đoạn con sông Hằng. Nhìn thấy mọi người tắm, thế mà xác chết, nó trôi lềnh bềnh, cái bụng thì bụng nó trướng phành lên, có hai con quạ nó đậu trên đó. Nó mổ cái ruột, nó cứ mổ, nó lôi ra, nó ăn. Và nó trôi cái xác gần và sát mấy người đang tắm đó. Mấy người đang tắm dùng nước là vẩy 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 nó ra và đuổi con quạ đi. Và vẩy vẩy cái xác chết nó ra. Và mình nghĩ bụng, ông làm gì có cái chuyện này. Làm gì cái thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn, thế kỷ 20-21 rồi mà vẫn còn cái chuyện mà hổ tục lạc hậu như thế. Như năm 2017 mình sang đấy mới thấy gì? Thực sự tận mắt nhìn thấy xác chết trôi lềnh bềnh này. Đầu trên này thì làm lễ hỏa thiêu, đốt xác người ở trên đầu trên này, cách nhau chỉ có vài chục mét thôi các quý vị, chứ không phải cách nhau vài trăm mét, vài cây số đâu. Vài chục mét ở trên, mọi người làm lễ hỏa thiêu và nhảy múa. Nó nhảy múa cả đêm với nhau các quý vị nhé. Người dân Ấn Độ á, theo đạo Hindu họ làm lễ hỏa táng, có lễ hỏa táng hàng trăm hàng nghìn cái xác. Có bao nhiêu người chết từ thành phố ở xa họ cũng gì, có tâm nguyện họ có tiền họ chở đến đó để nhờ các thầy Bà La Môn cúng lễ cho và nhảy múa cả đêm theo nghi thức tôn giáo của họ, xong rồi đem xuống sông Hằng để đốt, hoặc là đốt ở trên bờ đem thì vứt cái cho cháy hết hay chưa cháy đều vứt tất cả xuống sông hết. Xác chết đem đốt ở trên sông để cho lên cái bè, mấy cây chuối hoặc là mấy cái cây khúc gỗ, họ cho xác người lên đấy, tẩm hương hoa và dầu vải trắng lên đó, họ đốt, đốt nó cháy hết không hết là gì, nó cũng rơi tất cả trong sông Hằng hết, và cho nên nó cái trôi gì lềnh bềnh ở dưới đó. Cho nên là ngày xưa tiềm thức của tôi thì con sông Hằng đẹp lắm, thơ mộng lắm, và thường được Phật đi gì, đi trên bờ, hai bên bờ con sông Hằng để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Bây giờ đi sang Ấn Độ mới nhìn thấy con sông Hằng họ cũng gì ô nhiễm lắm, bẩn lắm, nhưng vì đức tin tôn giáo vào cái ngày nhất định của cái đạo Bà La Môn ấy, nó cứ thi nhau nó nhảy xuống sông Hằng nó tắm. Có năm là gì chết đuối dẫm đạp nhau chết đến gì hàng hơn 200 người, nhưng mà chính phủ của họ vẫn gì vẫn cứ cho tắm. Và thậm chí cái vị thủ tướng Ấn Độ trước, vị thủ tướng trước ngày Modi này ấy, trước ngày Modi này, ngày thủ tướng tướng trước ấy, đời trước, khi mà ở trong cái ngày đó vị thủ tướng cũng ra để tắm cho một số các báo đài ở châu Âu á, để châu Âu chúng ta biết là họ sống nó sạch sẽ, nó văn minh. Họ thấy một vị, họ nghĩ là người dân á còn thủ tục lạc hậu như thế thì đã đành, nhưng một vị thủ tướng mà lại ngày đó cũng ra gì, cũng ra con sông Hằng bẩn ô nhiễm như thế mà tắm. Thế người ta mới hỏi vị thủ tướng đấy như thế này. Tôi xem cái đoạn phỏng vấn đấy, người ta phỏng vấn thủ tướng là gì: thưa ngài thủ tướng, xin ngài hãy cho biết là đứng trên cương vị một vị gì, một vị thủ tướng đứng đầu một đất nước, một quốc gia như vậy, ngài có biết rằng con sông Hằng của Ấn Độ đang bị ô nhiễm không? Vị thủ tướng bảo: tôi biết con sông Hằng của đất nước chúng tôi đang bị ô nhiễm và ô nhiễm rất trầm trọng. Các ký giả hỏi rằng: vậy thưa ngài, ngài có biết rằng khi mà cho người dân của ngài tắm rửa trên một dòng sông ô nhiễm như vậy, nó sẽ đem gì, đem đến những cái hiểm họa và những cái căn bệnh lây nhiễm, có thể những cái căn bệnh lây nhiễm ảnh hưởng đến tính mạng của người dân của ngài không? Vì nói là gì, tôi biết cái điều đó. Thế thì các ký giả nói là gì? Ngài biết cái điều đó, tại sao ngài không lấy cái quyền của một vị thủ tướng để ngăn cản cái việc làm sai trái và cái việc làm gì ạ, không có khoa học, phản khoa học của gì, của người dân đất nước ngài? Ngài nói rằng gì? Đứng trên cương vị một đất nước, tôi làm thủ tướng, đứng trên cương vị một tín đồ, trên đức tin của tôn giáo chúng tôi là một gì? Là một tín đồ. Cho nên hôm nay tôi đến đây không phải là để ngăn cấm người dân tôi gì tắm dưới con dòng sông Hằng có lịch sử hàng mấy nghìn năm nay, mà tôi đến đây cũng chỉ để với cương vị là một tín đồ, cho nên tôi cũng đến đây để tắm dưới con sông Hằng này. Đấy, chúng ta thấy sẵn sàng để trả lời như thế. Cho nên ở đây
Tổ mới dạy chúng ta gì? Sám hối, tức là gì? Sám trừ những tội lỗi đã qua, ăn năn những gì, và ngăn chặn những lỗi gì? Lỗi lầm không cho tái phát, không cho phát sinh nữa, đó gọi là sám hối. Còn phát nguyện là gì? Tức là phát nguyện làm các việc lành, phát nguyện gì? Bỏ các việc ác, phát nguyện làm các việc lành. Rồi đây gì? Tổ lại dạy là phải luôn luôn nhớ gì? Nhớ để báo đáp bốn trọng ân. Chúng ta ngày xưa hay tụng kinh đọc gì? Đầu tiên là gì? Tứ trọng ân là gì? Là thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Tức là ân trời đất, mưa thuận gió hòa đem đến cỏ cây không khí, rồi thức ăn thức uống cho chúng ta. Cho nên á, chúng ta ân gì? Ân trời đất và thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thứ hai là gì? Sau thiên địa là gì? Đến gì nhỉ? Đến sư trưởng giáo huấn chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ hai là ân sư trưởng, tức là ân thầy tổ, và ân gì? Phụ mẫu, tức ân cha, ân cha mẹ. Đó. Cha mẹ đem cho chúng ta gì? Sinh thân này. Thầy tổ đem cho chúng ta gì? Giới thân, giới châu tuệ mạng này. Giới thân tuệ mạng này. Đó, cho nên á, ân trời đất là ân thứ nhất, ân thứ hai là ân thầy tổ và cha mẹ, ân thứ ba là ân gì? Ân quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ ba là ân gì? Ân quốc gia xã tắc, ân những người gì? Những người cầm súng bảo vệ tổ quốc, từng tấc đất ngọn cỏ, từng gì hàng cây viên đá ở vùng biên giới, cũng như gì ở khắp trong đất nước của chúng ta, khiến cho giặc giã ngoại xâm, khiến cho trộm cắp không thể tự ý nổi lên để làm hại dân chúng, trong đó có cả chúng ta. Cho nên phải nhớ đến cái ân đó, đó là ân thứ ba, đó là ân quốc gia xã hội tri ân. Và ân thứ tư là gì? Ân thứ tư đối với người xuất gia, cho nên á phải có cái ân là gì? Gọi là thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng dường chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thập phương tín thí tri ân, tức là cái ân đối với tất cả các tín đồ Phật tử ở khắp mười phương. Họ đem đến chùa, họ xây chùa, tô tượng, đúc chuông để làm nơi cho các sư gì, có nơi để ăn, để ngủ, để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh. Nhỏ như từ cây tâm, từ que tâm, cũng do đàn na tín thí, đàn Việt gì mang đến để cung cấp, để cung phụng, cúng dường chư tăng. Cho nên chư tăng á, sống được cái thân này để hoằng pháp tu tập lợi sinh á, là một phần cũng do ân nhờ vào cái ân của đàn na tín thí thập phương. Cho nên tu tập được bao nhiêu công đức phải nhớ để hồi hướng cho họ, nhớ để hồi hướng cho họ. Nay đạo tràng chúng ta không hay đọc những cái bài đó, thì chúng ta đọc cái bài gì nhỉ? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân. Có chưa? Bốn trọng ân có rồi đấy. Bốn trọng ân đó là gì? Đó là ân trời đất, ân phụ mẫu sư trưởng là hai, ân quốc gia xã tắc là ba, và ân đàn na tín thí thập phương là bốn. Có chưa? Bốn trọng ân có đấy. Chứ đừng nói là chúng ta không đọc, nhưng mà chúng ta thì chúng ta đọc tắt. Còn cái lễ tổng của cái khóa lễ của miền Bắc, các sư chúng ta miền Bắc ngày xưa hay đọc á, đi theo các trường hạ bây giờ vẫn hay đọc đó. Tí là họ chia ra thành từng lễ nhỏ. Còn chúng ta thì đọc tất cả gộp nó vào là gì? Là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên thì đền bốn trọng ân, dưới thì cứu gì? Cứu ba đường khổ. Ba đường khổ đó là đường gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, có ai thấy bằng con mắt, có ai nghe bằng gì? Đôi tai, thì đều phát gì? Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, tức là sau khi hết cái báo thân này, đồng vãng sinh cực lạc. Hết một báo thân này thì đều được vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới. Vậy chúng ta có báo bốn trọng ân không? Có. Chúng ta có phát nguyện không? Có. Đấy, lời phát nguyện đó các quý vị. Ở đây cho nên tổ mới nói là ân tam bảo, ân sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh. Ở đây là các cụ ở trong miền Nam. Chúng ta biết là hòa thượng gì ở trong miền Nam. Thì ở miền Nam á,
cái tứ trọng ân ở trong miền Nam mà hồi hướng á, thì ở đây là ân Tam Bảo này là một này, ân sư trưởng là hai này, ân thiền hiếu trí thức là ba này, và ân gì, ân chúng sinh là bốn. À, chúng ta thấy cái phát nguyện giữa miền Bắc và giáo miền Bắc và Phật giáo miền Nam nói về gì, tứ trọng ân là gì, cái phát nguyện hồi hướng cũng có khác nhau. Miền Bắc chúng ta gì, ân thứ nhất là trời đất, ân thứ hai là sư trưởng và cha mẹ, tức là sư trưởng giáo hóa tri ân phụ mẫu sinh thành tri đức đó. Đó, và ân thứ ba là gì, quốc gia xã hội tri ân, ân thứ tư là ân gì, thập phương đàn na tín thí. Đấy, thì trong cái gì, trong cái thiện hữu tri thức và chúng sinh này á, đều là gì, ở miền Bắc chúng ta gộp là một rồi. Còn ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng miền Bắc chúng ta cũng gộp là gì, là một rồi, là hai. Ở đây thì miền Nam thì gì, như cụ viết trong này, bốn trọng ân này á, thì không có ân trời đất, đúng không? Không có ân trời đất, mà thay vào đó là ân Tam Bảo. À, ân sư trưởng ở đây, và ân cha mẹ thì gì, cũng có. À, trong kia là không, mới không có cái ân trời đất thôi. Thì thôi, đấy là gì, đấy là cái văn hóa phát nguyện, cái văn hóa phát nguyện, lời phát nguyện của gì, Phật giáo Bắc Nam của chúng ta. À, nói chung nó khác một chút về cái câu văn, nhưng mà cái ý nghĩa thì tôi nghĩ rằng gì, cũng không có gì cách biệt lắm, cũng không quan tâm nặng nề trong cái đó làm gì. À, vì trong kinh Pháp Hoa nói là gì, đến đời sau này khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, có thiện nam tín nữ nào đến chùa á, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà gì á, vị đó khởi cái tâm là cung kính, hoặc là không cung kính, hoặc chắp hai tay hơi cúi đầu xuống niệm A Di Đà Phật hoặc là mô Phật, thì đó gọi là cung kính. Còn có những vị gì, họ chưa đủ tâm cung kính, họ đến chùa họ nhìn thấy gì, tranh ảnh tôn tượng của Phật gì, họ chỉ hơi cúi đầu hoặc không cúi đầu, họ chỉ giơ một tay lên thế này, họ xá xuống một cái thế này, đầu họ không thèm cúi, họ giơ một tay lên thế này, thậm chí họ không xá, họ giơ một tay lên chắp trước ngực như thế này thôi, hai tay đáng nhé, cung kính thì là hai tay thế này, nhưng mà họ không cung kính, họ giơ một tay lên thế này, thế này xong rồi thì họ thôi, họ đi. Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gì, dù cung kính hay không cung kính, dù cúi đầu hay không cúi đầu, dù chắp hai tay hay chỉ giơ một tay xưng Nam Mô Phật hoặc không Nam Mô Phật, chỉ cần gì, giơ một tay lên trước tôn tượng tranh ảnh của Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì, ta cũng thọ ký cho người đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp, khi đầy đủ công đức, đầy đủ phúc báo, đầy đủ gì, trí tuệ vân vân, người đó cũng sẽ được thành Phật như ta, không có khác. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên chính là hạnh gì, hạnh tùy hỷ, hạnh phát tâm tùy hỷ những cái việc tốt lành của người đấy. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng là Bồ Tát Thường Bất Khinh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy tu không phải là gì, không phải là cứ lên tụng kinh cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cũng không là phải cứ ngồi thiền lim dim suốt cả ngày lẫn đêm như thế mới thành Phật, cũng không phải là trì chú Umbala suốt ngày mới thành Phật, mà tu ấy có muôn hạnh tu. Đức Phật nói 84,000 pháp môn, tức là 84,000 gì, pháp tu tập khác nhau. Pháp tu của gì, Bồ Tát Thường Bất Khinh, chỉ có nhìn thấy người ta là gì, đến chùa mà ngài gì, ngài ở từ xa chạy lại tưởng làm cái gì. Ví dụ như có một Phật tử đang từ sáng chạy vào chùa Khai Nguyên này, một vị tu cái hạnh này, từ ở nơi xa thấy Phật tử vào chùa, ôi trời, có người đến chùa rồi, chắc chắn họ sẽ lễ Phật, mà họ lễ Phật thì họ sẽ được gì, được thành Phật, ta sẽ gì, phát cái tâm tùy đến để gì, để nói cho họ biết là gì, do công đức lễ Phật ngày hôm nay họ sẽ được thành Phật ở trong kiếp tương lai. Cho nên chạy đến từ xa là gì, A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Bây giờ chúng ta thử làm như thế xem, họ sẽ bảo chúng ta, ô cái bà kia điên à, bắt đầu gì, khi mà họ nói cái bà kia điên à, nói một câu á, thì mình còn gì, còn A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Điên, cái đồ điên, một người nói điên nữa thì ta không sao, nhưng trong cái đoàn đó 5 người, 10 người họ đều nói thì cái đồ điên, và họ bỏ đi. Chúng ta chạy theo được vài bước nữa, A Di Đà Phật, vừa A Di Đà Phật họ bảo im ngay, đồ điên.
Thế bắt đầu cái mắt chúng ta nó phừng phừng cái gì ạ? Nó thay đổi sắc mặt từ cái chỗ gì hồng hào sang cái chỗ gì ạ? Tím tái, hoặc là sang cái chỗ gì nó đỏ đỏ lên. Và họ gì, họ làm cho vài câu nữa mà bảo gì, ông bà điên thì có, các ông các bà điên thì có, tôi mong tốt cho các ông các bà, nhưng mà các ông các bà gì không muốn thì thôi, đồ điên, quay mặt bỏ đi. Hóa ra gì, cả hai bên cùng điên với nhau hết. Đấy, đúng không? Vì sao ạ? Vì cái hạnh nhẫn của chúng ta, nhẫn ba la mật của chúng ta còn gì chưa đạt đến cái mức như là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh á, người ta dùng đất đá đánh ném, gậy gộc ném, đánh ném ngài, đánh ngài thùng thùng ra. Nhưng mà ngài bình thường chúng ta đau thì chúng ta gì kêu gào, thôi đừng đánh tôi nữa, cho tôi xin, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi không các bà. Nhưng không, Bồ Tát Thường Bất Khinh càng đánh ngài đau thì ngài càng dám nói gì, càng hét to hơn, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, đấy đấy, khác nhau ở cái đó các quý vị. Chúng ta bị đánh thì gì, đau không chịu được thì thoái tâm Bồ Đề. Nhưng Thường Bất Khinh Bồ Tát càng đánh đau ngày càng kêu to hơn. Cuối cùng mọi người gì thấy thế mãi rồi, cho nên cũng chán rồi, thôi bỏ đi. Và chỉ nói thôi, lần sau gặp cái ông sư điên ở trong chùa đó thì tốt nhất là tránh nó đi để cho nó đỡ phiền phức. Mọi người quen rồi, cho nên đánh ông, chửi ông cũng chẳng màng gì, mà đánh ông cũng chẳng màng gì, càng đánh nó lại càng kêu to hơn. Cho nên thôi, tốt nhất là gặp mà nhìn thấy ông ấy từ xa là lánh lánh. Mà khổ, lánh ông ấy, lánh mà đừng để cho ông nhìn thấy. Ông mà nhìn thấy ông lại chạy đấy, ông lễ xì xù bóng ngọt, tôi không dám kinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, chúng ta thấy tu được hạnh như thế chưa? Cái hạnh tùy hỷ đấy các quý vị, phát tâm Bồ Đề, phát tâm tùy hỷ đấy, tùy hỷ công đức của người khác đấy đó. Và người ta đánh mình không ôm hận, đó chính là gì? Đó chính là hỷ xả đấy các quý vị. Vui mừng mà xả tất cả những cái lời chửi mắng, cái lời nguyền rủa cay độc của người, và thậm chí là đòn roi gậy gộc đất đá người gì? Người dùng để liệng ném vào mình. Chúng ta làm được không? Khó đấy, nói thì dễ, giữ lễ mới là khó các quý vị. Đấy, nói thì dễ nhưng giữ lễ mới là khó, không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên chúng ta phải học dần dần, tập dần, gọi là tu tập, tu là sửa, tập tức là gì? Là thói quen, nó huân tập dần dần nó mới thành cái thói quen. Cho nên chữ tu phải đi về gì? Với chữ tập, hai chữ tu tập đi với nhau, chúng ta thường nghe như vậy, tu tập, đó, tu và tập. Tập ở đây chúng ta gì cũng có thể gọi là tập luyện, là rèn luyện, là thói quen, là sự huân tập, lâu ngày chày tháng thì nó sẽ đầy lên. Giống như câu chuyện ngày xưa đi học, còn bé bé học cái gì? Có một con quạ khát nước, nhìn thấy ở trong cái lọ thủy tinh có nước rất là đầy, nhưng mà gì? Cái cổ của nó ngắn, nó không thể duỗi vào được vì nước nó gì nó còn quá ít. Cho nên con quạ đấy, con quạ khôn ngoan, con quạ gì tinh anh, con quạ thông minh, mới đi gấp từng hòn sỏi bỏ vào trong gì, trong chiếc bình. Mỗi một hòn sỏi vào thì chiếc cái nước nó gì nó theo đó quán tính gì nó theo thì nó dâng lên một chút, bao giờ thì nó bỏ đầy lưng bình sỏi vào đó thì đất đương nhiên là gì? Nước nó dâng lên gần trên miệng và con quạ gì đứng để uống thôi. Đó, cho nên phải có chữ kiên trì. Bài học ấy, ngày xưa chúng ta đi học, bài học ấy dạy cho chúng ta cái gì? Cái đức tính kiên trì, đúng không? Dạy chúng ta cái trí thông minh là một phần, nhưng cái đức tính kiên trì là quan trọng nhất. Đó, bỏ một viên không được thì hai viên không được thì ba viên không được thì nhiều viên. Rồi đến lúc thì thành quả nó gì? Nó sẽ được, chúng ta sẽ được gặt hái thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là phát cái tâm hỷ xả, là người ta dùng những cái ý ác, lời nói ác, hành động ác, suy nghĩ ác gán ghép cho mình, bảo mình thế này thế nọ thế kia, bảo mình là người tồi tàn, bảo mình là người gì? Người hư hỏng, bảo mình là cái người, có nghĩa là chẳng còn cái lời nói xấu gì cho họ nói nữa. Nhưng chúng ta gì vẫn phải ăn nhẫn, chúng ta nhìn thấy họ vẫn phải cười, vẫn phải cười. Nếu không nói được là tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ nhìn Phật đó thì thôi, nhìn thấy họ vẫn chào, vẫn cười, vẫn dùng cái gì hiện lên cái tướng mặt rạng ngời để mà gì, nếu là những vị đó là người xuất gia thì hơn chúng ta, vai trên chúng ta, chúng ta vẫn gì chào cung kính A Di Đà Phật, không sao. Đó, cho nên ở trong cái
Bộ Niệm Phật Tập Yếu này có rất nhiều những câu chuyện tổ cũng dẫn chứng cho chúng ta thấy ngộ đạo mà chưa đắc đạo thì vẫn bị trầm luân, vẫn bị luân hồi. Còn những người chưa ngộ đạo, chưa đắc đạo mà đối nghiệp vãng sinh thì lại vĩnh viễn thoát đi sinh tử chúng khổ, một đời là thành Phật. Chúng ta thấy cho nên cái bi nguyện của A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc phải nói là gì, gọi là đệ nhất A Di Đà khởi được gì, khởi được cái đại bi tâm tần độ chúng sinh khổ não khắp trong mười phương thế giới là như thế. Cho nên ở đây mới nói là gì, trở lại bài chúng ta nói là phát tâm hỷ xả, tức là đối với những lời chửi bới mắng nhiếc, những hành động xấu ác của người đổ dồn lên đầu mình, nhưng mình vẫn gì, vẫn dùng cái tâm vui mừng để đón nhận, phải vui mừng để đón nhận. Còn phiền não mà đón nhận thì không phải gọi là hỷ xả được các quý vị. Ví dụ người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình không chửi lại được, không đánh lại được, không mắng lại được, mình bắt buộc phải chịu ấm ức mà gì mà nhận á, thì đó có gọi là hỷ xả không? Hả? Tức quá đi thôi, làm sao mà thì mình không cãi được lại họ. Người ta chửi mình không cãi được, người ta mắng mình không cãi được, người ta đánh mình thì yếu hơn mình không đánh lại được, bực quá đi thôi. Ôi trời, bực quá. Thế là gì, về cứ thế là khóc tức tưởi ra. Bố mẹ hỏi làm sao đấy con, cái thằng đầu làng, cái thằng A hôm nay đầu làng nó đánh con. Thì bố mẹ bảo con làm gì mà đánh nó, con chả làm gì, tự nhiên nó cứ mà chửi con và nó đánh con thôi. Là thôi con ạ, thì nó đánh rồi thôi, để mai bố nói chuyện với gì với bố mẹ nó. Nhưng mà con tức lắm, nó đánh con, nó tức con rồi. Thế khóc tu tu ra. Như vậy gọi là gì, gọi là hỷ xả được không? Không gọi là hỷ xả được, gọi là gì, gọi là không làm gì lại được họ mà phải chịu. Đó, còn hỷ xả là sao, nó đánh mình như thôi, nó đánh mình cũng được, nó đánh mình lại tại là mình chưa tốt đấy mà, tại là mình nói cái điều gì đó làm cho nó gì ạ, nó không bằng lòng, nó tức lên nó đánh mình đấy mà. Thôi mình phải quay về để xem nếu mình chưa tốt thì mình thay đổi cho mình tốt lên. Mình nói những cái lời gì cho người ta giận, người ta bực, người ta đánh mình thì mình phải sửa những cái lời nói, lần sau mình không nói những điều cái lời nói đó với người khác nữa, ít nhất là với người đó, nhất đến cho tất cả người khác nữa. Những cái lời nói nào mà mang đến cho người ta phiền não, mang đến cho người ta thù hận, mang cho người ta sự tức tối thì ta không nói nữa. Ta chỉ nói những cái lời mà cho người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ, nói đúng sự thật, đúng chân lý mà thôi. Đó chính là người gì? Thực hành hạnh hỷ xả. Có làm được không? Khó đấy, không phải đơn giản đâu. Khó đấy. Các vị biết đấy, cho nên ở đây tổ mới nói gì, giấu cho người ta dùng những cái lời hủy nhục, những cái mưu mô xảo quyệt hiểm độc làm tổn hại mình vẫn phải vui vẻ để mà ăn nhẫn bỏ qua. Sự vui vẻ ăn nhẫn ấy nếu xét kỹ thì thành ra là không có thật nhẫn đâu, vì tất cả gì, tướng người, tướng ta và tướng não hại đều là không. Đây là tư tưởng của Bát Nhã rồi. Cho nên tổ mới dẫn trong Kinh Kim Cang Phật có dạy như thế này: Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là gì, nhẫn nhục ba la mật. Nghĩa là sao? Như Lai nói, tức là Đức Phật nói, Như Lai là một danh hiệu cho Đức Phật. Đức Phật nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta đọc cái này thì chúng ta thì như là người tay dính đầy mỡ mà leo gì ạ, leo một cái cột sắt trơn tuột thẳng đứng, leo được không? Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Là sao đây? Rất khó. Chỉ một câu kinh này chúng ta tu tập cả đời vẫn chưa xong các quý vị. Một cả đời chúng ta chỉ tu một cái câu ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy đấy, nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tức là sao? Đại ý là gì? Đức Phật dạy trong kinh nói là gì?
chúng ta phát nguyện tu hành hạnh nhẫn nhục, chúng ta nhẫn được tất cả những cái việc gì, việc khó nhẫn nhất chúng ta vẫn nhẫn được. Nhưng mà chúng ta không thấy gì, không thấy ta là người nhẫn, không thấy người là người gì ạ, cái người chửi mắng, nguyền rủa đánh đập chúng ta, và không thấy pháp gì mình dùng để gì, để khống chế cái việc tức tối ấy, tức là cái pháp gì hỷ xả này đó, cũng không thấy nó luôn. Không thấy ta là người nhẫn, không thấy gì đối phương đem đến gì, đem đến cái sự cho chúng ta, sự tức tối cho chúng ta phải ăn nhẫn, và không thấy pháp để nhẫn. Đó gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thấy khó hả? Nhiều Phật tử tôi nghĩ là cứ thế thế này, rất chăm chú nghe, nhưng mà như nước đổ lá khoai, tôi biết mà. Ngày xưa chúng tôi học cái này chúng tôi biết mà. Các hòa thượng lên giảng mà mình ở dưới cứ há mồm mà nghe, trợn mắt há mồm mà nghe, nhưng không biết là các cụ đang nói gì. Các cụ nói xong thì vỗ tay với nhau đôm đốp rồi, nhưng mà gì, không biết là các cụ nói cái gì. Đấy, tư tưởng bát nhã gọi là gì ạ? Là chỉ cho gì, con thuyền lớn của nhà Phật, trí tuệ lớn của nhà Phật. Cho nên là kinh Bát Nhã Đức Phật mới nói gì, là mẹ của chư Phật. Tất cả các chư Phật đều gì ạ? Đều do một bà mẹ mà sinh ra. Bà mẹ ấy đó là gì? Đó chính là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Dịch là gì? Chứ Maha là to, là đại, là lớn. Bát Nhã dịch là gì? Là trí tuệ. Đó. Chứ Maha là to, là đại, là lớn. Chứ Bát Nhã dịch là trí tuệ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa tức là gì? Mình có thể dịch là đáo bỉ ngạn, hay là gì? Phải tới bờ kia. Đó. Người có trí tuệ to lớn, có trí tuệ rộng lớn, thì sẽ gì? Sẽ nhận được tất cả các pháp thường vô thường, ngã vô ngã. Cho nên đó, vì đó gì? Ở trong trụ tâm và trong lý trung đạo, không theo bên này, cũng không theo bên kia, cũng chẳng gì nghiêng về bên thiện, cũng chẳng gì ạ, cũng chẳng bỏ bên ác. Không thấy có thiện, cũng chẳng thấy có ác, chẳng thấy có tà, chẳng thấy có gì, có ngụy, chẳng thấy có chân, chẳng thấy có ngụy, chẳng thấy có tà, có thiên, có viên, có tiểu, có đại, vân vân. Các ngài đều ở trong trung đạo hết, ở trong lý trung đạo. Cho nên không có sự chấp trược. Vì vậy, cho nên tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa quán từ tại Bồ Tát Ma Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ngũ uẩn đều gì? Đều không. Còn chúng ta thì thấy không không? Không, chúng ta thấy đều có. Đối với chúng sinh phàm phu, chúng ta ngũ uẩn đều là gì? Đều có. Sắc uẩn có không? Có mà. Vì có cho nên đó. Ôi giời ơi, đi mới có 5 ngày mà nhớ cái đứa cháu nội quá đi thôi. Bà kia cũng nói gì? Ôi giời ơi, tôi cũng nhớ cái cháu, đứa cháu ngoại của tôi, sao mà nó đáng yêu thế? Mới có 5 ngày mà tôi nghe như là gì? Nghe như cả tháng rồi. Bao giờ cho hết 2 ngày nữa để về đây? Bà ừ nhỉ, bao giờ cho hết 2 ngày để về? Tôi nhớ đứa cháu nội tôi quá. Bà kia bảo tôi cũng nhớ đứa cháu ngoại tôi quá. Chúng ta thấy sắc là có, cho nên mới có gì? Mới có đứa cháu ngộ, cháu nội là gì ạ? Kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu. Mới có đứa cháu ngoại là gì ạ? Kháu khỉnh, đẹp đẽ gì? Đáng quý. Đó. Mới thấy cái ngôi nhà của chúng ta gì? Cất công ra xây dựng lên là gì? Quen thuộc, đáng yêu, ấm cúng làm sao? Có ông chồng lấy mình, cưới mình thì bao nhiêu năm nay? Có cháu có chắt rồi mà vẫn lo lắng cho mình, đáng yêu làm sao? Có bà vợ gì? Cưới nhau đến đầu bạc răng long, 80-90 tuổi rồi, năm nay bà vẫn thương mình giống như năm 18-20, đáng yêu làm sao? Cho nên Phật chẳng nhớ, chỉ nhớ bà già 80 gãy móm hết răng thôi, và chỉ nhớ đứa cháu nhỏ thôi, cho nên, và chỉ nhớ ngôi nhà mình thôi. Cho nên sắc không chưa? Chưa. Phật thấy tất cả gì ạ? Ngũ uẩn đều không. Còn chúng ta ngược lại thấy tất cả gì?
năm uẩn đều có. Cho thấy sắc uẩn, thấy thọ uẩn, thọ tức là gì? Là thụ nhận đó. Thụ nhận cái gì? Tất cả cái gì chúng ta gì vơ vào trong gì, trong thân mình, trong lòng mình á, trong tâm mình á, đều là nhận đấy các quý vị, đều là thụ đấy. Thụ cái tốt á, thì còn gì, còn hướng tới đạo giải thoát. Nhưng thụ cái gì ạ? Thụ cái xấu á, thì sẽ rất dễ đưa mình vào trong ba đường ác đạo đó các quý vị. Đó, cho nên thụ gì? Thụ gì? Thụ rau á. Rau, thụ rau tương mắm muối cà hàng ngày á, thụ hai ba lưng cơm với gì, với rau luộc, rau xào, rau nấu canh á, rau làm nộm á, vân vân á, thì thụ cái đấy á, thì đưa cho chúng ta gì, đưa cái công đức lớn vào trong a lại gia thức của chúng ta, vào trong tàng thức của chúng ta. Còn nếu mà thụ gì ạ, thụ thịt, thụ cá á, thụ những cái đấy á, thì nó đem gì, đem bệnh vào trong thân của chúng ta, và đem nghiệp vào trong gì, trong tâm, trong a lại gia thức của chúng ta, cũng là thụ đấy. Nhưng mà Phật Bồ Tát thì chỉ thụ những cái gì nó gì, nó không đem lại sự đau đớn, không đem lại cái sự phiền não, cái sự khổ đau cho chúng sinh. Còn chúng ta thụ đấy, thụ tất cả cái gì mà đem lại lợi ích cho mình thì mình đều thụ hết, mặc dù biết đó là sai, mặc dù biết đó là tội, mặc dù biết đó là gì, nhân quả sẽ phải gì, có vay có trả. Nhưng mà vì muốn gì, vì muốn ngoan cái miệng cái lưỡi của chúng ta, vì muốn béo, muốn trắng, muốn khỏe, muốn đẹp cái thân của chúng ta, cho nên biết là sai, biết là xấu, biết là có tội, nhưng vẫn cứ thụ gì ạ, thụ nhem nhẻm hàng ngày ra đấy. Đó, tôi nói như thế có khi cũng đồng chạm nhiều người ngồi ở trong đây, nhưng mà thôi, dù sao tôi nói, các quý vị có ném đá tôi cũng vẫn cứ nói ha, đúng không? Đó là sự thật. Các vị có ném đá tôi vẫn cứ nói, nói như Bồ Tát Thường Bất Khinh nhé. Tôi chưa được như Bồ Tát Thường Bất Khinh, nhưng mà tôi vẫn cứ nói cho bao giờ hội trường này không còn ai ngồi đây thì tôi vẫn cứ nói. Các vị không nghe tôi nói thì tôi nói cho gì, cho tôi nghe. Tôi nói một mình tôi nghe. Đó. Ít nhất là như thế. Cho nên ở đây mới nói là Phật Bồ Tát thấy gì, năm uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức đều là không. Còn chúng ta gì, năm uẩn đều có. Vì thấy có cho nên chúng ta mới có cầu. Có cầu gì, được thì gì, thì phải lo giữ, mà không được thì ưu sầu nhiệt não, bi thương ảo não, buồn phiền lo lắng đủ các thứ hết. Tất cả nó ở gì, ở đó mà ra. Cho nên mới nói gì, Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn tất cả gì, thấy tất cả các uẩn đều là không. Vì thấy tất cả đều là không cho nên á, chúng ta thấy gì, không tu không đắc, không tu cũng không đắc. Vì vô sở đắc, cố Bồ Đề Tất Đoạ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì không có gì, không có tu, không có đắc, không có chỗ sở đắc, cho nên á gì, cho nên mới gì, mới thành tựu được cái quả vị vô thượng Bồ Đề, vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng ta thấy ở đây mới nói là Như Lai nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cái này nói cái này phải những bậc có trí tuệ, những người tu Phật, nghiên cứu Phật lâu rồi mới hiểu được. Hiểu được thôi nhá, tôi còn để hiểu từ chỗ hiểu đến chỗ chứng á, là còn cả một vấn đề. Từ chỗ hiểu đến chỗ chứng và chỗ thực hành và chứng được nó là cả vấn đề. Nay chúng ta về cứ bắt đầu quán xét dần đi. Nhà cửa chúng ta làm nên, đích thân tay ta làm nên, tiền của ta một đời gom góp để xây dựng nên, nhà này có thật không? Có thật không? Chúng ta xin có thật không? Nếu chúng ta bảo thật á, thì trước khi chúng ta chưa xây, nó ở đâu? Sau khi chúng ta chết đi, nó đi theo chúng ta không? Không. Trước khi chúng ta chưa xây, nó không có. Sau khi chúng ta mất đi, nó không theo chúng ta. Và một ngày nào đó, do chiến tranh, do nạn nước, nạn lửa, nó cũng sẽ không tồn tại nữa. Hoặc do thời gian mưa nắng, nó sẽ không tồn tại nữa. Cho nên tất cả không thật có.
mà đã không thật có, tại sao mình phải chấp vào nói gì nhỉ? Thôi ở trong chùa, ngủ trên chùa 7 ngày cũng như ngủ ở nhà 7 ngày mà. Có gì đâu mà phải cứ ngủ ở nhà mới được. Hoan hỉ, ngủ ở chùa cũng như ở nhà. Nằm ở nhà, nằm ở phòng lạnh, nằm ở giường đệm, chăn ấm đệm êm. Cũng thế, nằm ở chùa, nằm ở dưới gì? Dưới sân gạch. Cũng thế, sân gạch, chúng ta có pháp, có hỷ lạc do pháp đem lại. Cho nên sân gạch chúng ta cũng cảm thấy như gì? Như đang nằm ở trong phòng điều hòa, trong chăn ấm đệm êm. Đó gọi là người khéo biết quán chiếu. Dù cho ở nơi đâu, gọi là người khéo biết quán chiếu. Dù cho ở nơi đâu, nếu tâm thấy an lạc, tất cả đều như nhau. Đấy, tất cả đều như nhau. Dù cho ở nơi đâu, tâm ta mà gì, mà khéo biết quán chiếu thì đều sẽ được an lạc, tất cả như nhau, không có khác. Cho nên ở đây về cái vấn đề gì, vấn đề mà Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cương ấy, chúng ta phải thực hành dần dần, từ cái nhỏ đến cái lớn. Chứ bây giờ không có chúng ta mà chưa làm được mà chúng ta cứ nói, cứ thích đi nói, thích đi giao giảng cho mọi người. Tôi học thế trên chùa Khai Nguyên, thầy giảng như thế, về cứ thế là gì, đi giảng cho mọi người, trong khi đó mình chưa làm được một chút xíu nào cả, thì người ta là quay là người ta phỉ báng mà. Ôi giời, cái đồ chỉ có nói nhiều, làm được cái gì đâu, chưa vào tai đã ra mồm. Thế có phải là chúng ta gì ạ, bị lỗ không, mà bị tổn phúc không? Nó cho nên điều quan trọng này này, đối với Phật pháp á, phải làm nhiều hơn nói, làm được rồi thì mới nói. Hoặc là gì, nếu chúng ta nói mà chưa làm được á, thì phải cố gắng để mà làm. Đấy, ví dụ như tôi bây giờ đang ở trong trạng thái là gì, nói được nhưng chưa làm được, thì cố gắng để mà gì, mà làm. Tôi nói vì sao mà nói? Nói vì muốn gì? Vì muốn đem cái bi nguyện của Đức Phật là phá mê khai ngộ cho chúng ta, cho nên tôi mới nói. Chứ không phải là tôi nói để gì? Để tôi cầu danh. Không phải tôi nói để cho các quý vị đến với chùa Khai Nguyên đông hơn, tôn sùng tôi như là một vị minh sư, một vị pháp sư, một vị đại sư, một vị gì, một vị thiền sư, một vị tổ sư, vân vân. Không phải. Nếu tôi nói mà cầu cái điều đó thì tôi gì? Tôi chính là một kẻ đại tiểu nhân. Chết đi, sống thì vì danh lợi mà sống, chết đi thì vừa nhắm mắt xuôi tay liền vào trong A Tỳ địa ngục. Tu mà vào mà vào trong A Tỳ địa ngục thì tu làm cái gì? Đó. Cho nên cái này chúng ta phải nhớ cái điều đó. Nếu chúng ta chưa làm được mà nói, thì vì Phật pháp, vì muốn phá mê khai ngộ cho người để mà nói thì tạm được. Đó. Còn nói về tiếng khen, nói về để người tôn sùng mình, quỳ lạy trước mình á, vân vân, như vậy là gì? Nói như vậy là sai đó. Đó, cho nên ở đây mới nói gì, lòng tùy hỷ trừ được chướng gì, chướng là gì, tật đố nhỏ nhen. Tổ dạy là ai mà có lòng tùy hỷ á, thì sẽ trừ được cái lòng tật đố nhỏ nhen. Còn lòng hỷ xả thì giải được cái chướng hận thù báo oán đời đời kiếp kiếp vậy. Cho nên tôi nói với các quý vị mà, từ năm 2012 đến 2019, tôi gặp cái vị hòa thượng mà muốn đuổi tôi ra khỏi giáo hội trước đây á, tôi gặp đâu tôi cũng chào. Tôi chào rất cung kính, rất thành khẩn. Cho nên những ngày xưa thì chào vì quay mặt đi. Vì sao vì quay mặt đi? Vì là vì nghĩ là tôi láo. Đó. Con cháu ở vai cấp dưới, học trò, học sinh ở vai cấp dưới mà dám đi xả thì gần tiếng đồng hồ. Xả để cho cụ không chen được vào lời nào, cho nên cụ phải tức, cụ phải đứng dậy, cụ bỏ đi. Có nghĩa là gì? Cho nên cụ nói là mình là thằng láo. Đấy. Trong lòng người ta nghĩ là cái thằng ấy là láo. Thì mình bây giờ phải gì ạ? Lại phải dùng lại cái, không thể nào mà gặp nhau lại gì, lại cãi nhau, gặp nhau lại gì, lại tranh luận với nhau nữa. Mà mình phải dùng cái lòng chân thành, gặp đâu là cung kính, gặp đâu là lễ bái. Thì làm gì? Từ năm 2012 đến 2019 là mấy năm? Mấy? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 năm trời các quý vị. 7 năm trời mình hành cái hành là cung kính, hành cái hành là khiêm cung, hành cái hành là gì? Tôn trọng bậc lớn. Mình không nhìn vào cái trí tuệ và cái hành động của họ nữa, mà mình nhìn vào gì? Tuổi đời cũng nhiều hơn mình rất nhiều lần, tuổi đạo cũng hơn mình rất nhiều lần. Nhìn vào cái đó để mà gì? Mà cung kính, để xá chào, lễ lạy. Cho nên á,
từ cái chỗ người ta nhìn thấy mình, người ta quay mặt bỏ đi, chào người ta lườm một cái, người ta quay mặt bỏ đi. Bây giờ thì gật đầu và ừ rồi. Chưa nói chuyện thôi thì gật đầu và ừ rồi. Tôi nghĩ là cố gắng khoảng 30 năm nữa có thể thì cụ sẽ gật đầu, sẽ ừ và sẽ nói chuyện. Ô rồi, Thịnh đấy à, đi đâu đấy? À, thế là quý rồi. Đấy, chúng ta thấy. Đấy chính là gì? Là chúng ta mà khởi được cái tâm hỷ xả thì sẽ giải được cái chướng gì? Hận thù, báo oán, đời đời kiếp kiếp theo đuổi nhau. Cho nên đó chính là gì? Là phát tâm Bồ Đề. Dùng cái tâm hoan hỷ như thế mà hành đạo, đó mới gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. À, đấy là điểm thứ gì? Thứ tư. Điểm thứ năm tổ dạy này là sám nguyện tâm. Thế nào là sám nguyện tâm? Tổ dạy như thế này: trong kiếp luân hồi mọi loài hằng đổi thay, làm quyến thuộc lẫn nhau, thế mà ta vì mê mờ lầm lạc, từ kiếp vô thủy cho đến nay, do tâm chấp ngã, muốn lợi mình nên làm tổn hại đến chúng sinh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, thậm chí đến chư Phật thánh nhân vì tâm đại vi ra đời thuyết pháp cứu độ muôn loài hữu tình, trong ấy có chúng ta. Mà đối với ngôi Tam Bảo, ta lại sinh lòng vong ân hủy phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành mà sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thoái, vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn ăn năn thế, ăn năn thề không tái phạm. Đã sám hối phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa. Đi đến chỗ tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng quần sinh, để chuộc lại lỗi lầm xưa kia và đền đáp bốn ân nặng. Bốn ân đó là ân Tam Bảo, ân cha mẹ sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh. Có tâm sám nguyện như vậy, tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày thêm lớn, và mới đi đến chỗ phúc tuệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Đó, điều thứ năm này tổ dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm chính là phát tâm sám nguyện. À, sám nguyện, sám tức là sám hối, nguyện tức là phát nguyện. À, sám nguyện tức là sám hối và phát nguyện. Tổ dạy gì? Trong kiếp luân hồi từ vô thủy kiếp cho đến nay á, mọi loài hàng gì, hàng thay đổi làm quyến thuộc lẫn nhau. À, tất cả các loài, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh bằng nơi thấp sinh, loài sinh bằng nơi hóa sinh, vân vân. Trong bốn loài sinh ấy, chúng ta đã từng đáp đổi sinh qua sinh lại với nhau. Đối với tất cả chúng sinh cũng vậy, đã từng đáp đổi sinh qua sinh lại với nhau, làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái, cha mẹ ông bà, bạn bè với nhau, đáp đổi, thậm chí là gì, làm kẻ thù với nhau, đáp đổi như thế, xoay vần mãi, không có lúc nào dừng, từ trước cho đến nay. May thay, tổ dạy là gì? Nay á, gặp được gì? Bậc thánh nhân xuất thế, tức là chỉ cho Đức Phật á, Ngài xuất hiện ra nơi đời, vì lòng đại bi thương xót, để mà gì? Giáo hóa cho chúng sinh. Chúng ta gì? May mắn á, gặp được Tam Bảo, có lòng tin á, thì tốt. Nếu không có lòng tin á, lại còn cái sinh tâm gì, cống cao ngã mạn, sinh tâm hủy báng, à, và thậm chí là phá phách nữa. Chúng ta thấy có không? Có người phá Tam Bảo không? Có. Phá cả về lý lẫn về sự đều có. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay á,
cũng không tránh khỏi những cái đấy được. Cho nên Đức Phật nói là gì? Tổ nói là nay may mắn gặp gì ạ? Gặp được Tam Bảo rồi thì phải gì? Phải ráng để mà lo gì? Lo tu. Ráng để mà lo tu. Phải gì? Phải đối trước gì? Tam Bảo. Để mà thường gì? Sám hối phát nguyện. Và Ngài dẫn chứng là gì? Là Đức Bồ Tát Di Lặc nay đã ở ngôi gì? Ngôi bất thoái, chuyển Bồ Tát rồi. Một đời nữa là thành Phật, gọi là nhất sinh bổ xứ, tức là một đời nữa là thành Phật rồi. Nhưng mà hàng ngày Bồ Tát Di Lặc vẫn phải gì? Dùng 6 thời để công phu lễ bái. Chúng ta thấy ngày 6 thời Di Lặc Bồ Tát vẫn công phu lễ bái để làm gì? Để sao? Để mong cho sớm được thành Phật, để tận độ chúng sinh, để viên mãn công đức. Bồ Tát Di Lặc ở trong ngôi vị bất thoái chuyển nhất sinh bổ xứ một đời thành Phật mà còn phải lập ra thời khóa tu hành như thế, huống chi làm phàm phu tục tử chúng ta mới gặp được Phật Pháp, mới quy Tam Bảo được gì 30 năm, thậm chí là một vài kiếp gần đây mà thôi, thì không có lý gì chúng ta nói rằng Phật ở tại tâm tức Phật, cần gì phải lễ Phật. Phật ở trong tâm mình là được, cần gì phải lễ Phật, cần gì phải đến chùa, cần gì phải cúng dường Tam Bảo, vì Tam Bảo có đầy đủ ở trong gì, ở trong tự tính chúng ta rồi. Như thế gọi là tà kiến. Đó chính là gì? Khởi cái tâm tà kiến để nhìn nhận gì? Nhìn nhận sai lệch thiên tà về gì? Về Tam Bảo, về công đức thù thắng, tu tập thân cận cúng dường Tam Bảo gì của chúng ta. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tổ dạy chúng ta phải gì? Hàng ngày á phải lập ra các thời khóa tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, và đặc biệt là gì? Phải sám hối và phát nguyện. Sám là sao? Sám tức là gì? Là sám trừ những nghiệp đã qua, gọi là sám. Hối là gì? Hối tức là ăn năn, là hối cải, nguyện chừa bỏ, không tái phạm những lỗi gì? Những lỗi mình đã vi phạm, đã làm ở kiếp trước. Đó gọi là sám hối. Chuẩn chỉ ý nghĩa sám hối nó phải như thế: sám trừ những việc đã qua, không cho tái phạm nữa, và hối cải, ăn năn, không để cho những việc ác giống như trước đây gì nó khởi lên và làm trở lại nữa. Đó gọi là sám hối, chứ không phải là sám hối như một số các tôn giáo ở trên thế gian này. Đó là gì? Là đi vào cái nhà kín đó, nói ra cho một người nghe, và họ gì? Người đó nói là ta đã chứng minh cho con, ta đã rửa tội sạch cho con rồi, như vậy là xong. Không có đâu. Nếu mà một vị nào mà có cái quyền năng mà rửa như thế, ví dụ phạm tội giết người, nó giết người hay buôn bán hàng quốc cấm chẳng hạn, nó đến là gì? Nó nói là gì? Thưa thầy, con đã gì? Con đã vừa phạm tội giết người, xin thầy vì con mà gì? Mà chứng minh mà rửa tội cho con gì? Hết tất cả những tội lỗi ấy. Thầy bảo rằng, thầy bảo là gì? Nếu như người chúng ta là Phật chẳng, chúng ta A Di Đà Phật, thầy đã chứng minh và rửa hết tội ấy cho con rồi. Có rửa được không? Rửa được không các quý vị? Không rửa được. Không rửa được cái tội ấy. Làm gì có cái chuyện đấy. Rồi có những một số những cái niềm tin tôn giáo, đặc biệt Ấn Độ đi, họ cho rằng cái nước con sông Hằng là nước gì? Là nước con sông linh thiêng. Một năm vào cái ngày nhất định, vào một cái tuần, và đặc biệt trong một ngày nhất định của cái đạo Hindu, họ cho rằng gì? Tất cả những cái tín đồ cứ lội xuống cái con sông Hằng để tắm, là mọi tội lỗi trong một năm năm ấy là gì? Được nước con sông Hằng đi, cái nước thánh con sông Hằng rửa đi, gột rửa sạch đi. Tôi năm ngoái, năm kia đi sang thăm Ấn Độ mới thấy gì? Bao nhiêu năm học trong kinh cứ thấy nói đến con sông Hằng, đích mục sở thị, tận mắt nhìn thấy. Nước con sông Hằng ngày xưa thời Đức Phật thì chắc chắn là trong xanh và nó gì? Nó đẹp đẽ lắm. Nhưng nước con sông Hằng ở cái thế kỷ 20, 21 này nó cũng bẩn giống như gì? Bẩn hơn cả con sông Hồng của Việt Nam, các quý vị ạ. Con sông Hồng của Việt Nam ấy thì còn không có xác chết bỏ xuống nhiều, nó chỉ có rác thôi. Còn con sông Hằng của Ấn Độ á, rác cũng bỏ xuống, tất cả xác chết ấy,
cũng đều được gì, phần lớn đều được bỏ xuống đó. Người chết cũng đem gì, đem ra con sông Hằng để thiêu. Thiêu xong nó cháy không hết, nó trôi lành bệnh như kia. Con vật, con bò, con trâu, con bò, con khỉ, những con vật được nuôi, những con vật thân thiết, Ấn Độ nó không ăn thịt nhiều như chúng ta đâu. Nó 70% dân số Ấn Độ là ăn chay. Chúng ta nhớ nhé, 70% dân số Ấn Độ là ăn chay. Thậm chí là ăn chay trường luôn đó. Đó. Cho nên đó, xác con vật chết đem ra sông Hằng để tế lễ cho nó và giải thoát, để cầu mong cho con vật yêu quý nó sớm được lên trời. À, được sớm lên trời. Cho nên xác chết nó cứ trôi lềnh bềnh ở dưới thì con sông Hằng. Người ta tắm á, hôm đấy tận mắt tôi nhìn thấy, ở bên này á, thì làm lễ hỏa thiêu đốt xác người. À, ở dưới bên này á, thì đầu trên thì đốt xác người, đầu dưới thì mọi người thì nhảy xuống tắm và cứ yên lành như không có cái gì á. Việt Nam chúng ta mà nhìn thấy phát hiện một cái xác chết trên con sông Hồng á thì công an cả xã, cả huyện, cả gì, cả tỉnh phải đi vào để điều tra. Nhưng bên kia xác chết cho lềnh bềnh đầy con sông Hằng, đó là chuyện bình thường. Xác chết người đấy nha các quý vị. Vì sao? Vì họ chết họ đem cho sông Hằng có thả mà, là chính mà. À, cứ trôi như vậy. Ngày xưa tôi xem cái đĩa của Thượng Tọa Chân Tính năm 2008 thì phải. Cụ sang Ấn Độ, cụ về, cụ quay một cái đoạn video á. À, cụ làm phim, cụ quay lại cái đoạn con sông Hằng. Nhìn thấy mọi người tắm, thấy mà xác chết, nó trôi lềnh bềnh, cái bụng thì bụng nó trướng phành lên, có hai con quạ nó đậu trên đó. Nó mổ cái ruột, nó cứ mổ, nó lôi ra, nó ăn. Và nó trôi cái xác gần và sát mấy người đang tắm đó. Mấy người đang tắm dùng nước là vẩy nó ra và đuổi con quạ đi. Và vẩy cái xác chết nó ra. Và mình nghĩ bụng, ô, làm gì có cái chuyện này. Làm gì cái thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn, thế kỷ 20-21 rồi mà vẫn còn cái chuyện mà hổ tục lạc hậu như thế. Như năm 2017 mình sang đấy mới thấy gì. Thực sự, tận mắt nhìn thấy xác chết trôi lềnh bềnh này. Đầu trên này thì làm lễ hỏa thiêu, đốt xác người ở trên đầu trên này, cách nhau chỉ có vài chục mét thôi các quý vị, chứ không phải cách nhau vài trăm mét, vài cây số đâu. Vài chục mét ở trên, mọi người làm lễ hỏa thiêu và nhảy múa. Nó nhảy múa cả đêm với nhau các quý vị nhé. Người dân Ấn Độ á, theo đạo Hindu họ làm lễ hỏa táng, có lễ hỏa táng hàng trăm hàng nghìn cái xác. Có bao nhiêu người chết từ thành phố ở xa họ cũng gì, có tâm nguyện họ, có tiền họ chở đến đó để nhờ các thầy Bà La Môn cúng lễ cho, và nhảy múa cả đêm theo nghi thức tôn giáo của họ, xong rồi đem xuống sông Hằng để đốt, hoặc là đốt ở trên bờ đem thì vứt cái cho cháy hết hay chưa cháy đều vứt tất cả xuống sông hết. À, xác chết đem đốt ở trên sông để cho lên cái bè, mấy cây chuối hoặc là mấy cái cây khúc gỗ, họ cho xác người lên đấy, tẩm hương hoa và dầu vải trắng lên đó, họ đốt, đốt nó cháy hết hay không hết là gì, nó cũng rơi tất cả xuống sông Hằng hết, và cho nên nó cái trôi gì lềnh bềnh ở dưới đó. À, cho nên ngày xưa tiềm thức của tôi thì con sông Hằng đẹp lắm, thơ mộng lắm, và thường được Phật đi gì, đi trên bờ, hai bên bờ con sông Hằng để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Bây giờ đi sang Ấn Độ mới nhìn thấy con sông Hằng họ cũng gì ô nhiễm lắm, bẩn lắm, nhưng vì đức tin tôn giáo vào cái ngày nhất định của cái đạo Bà La Môn ấy, nó cứ thi nhau nó nhảy xuống sông Hằng nó tắm. Có năm là gì chết đuối dẫm đạp nhau chết đến gì hàng hơn 200 người. Nhưng mà chính phủ của họ vẫn gì? Vẫn cứ cho tắm. Và thậm chí cái vị thủ tướng Ấn Độ trước, vị thủ tướng trước ngày Modi này ấy. Trước ngày Modi này, ngày thủ tướng tướng trước ấy, đời trước. Khi mà trong cái ngày đó vị thủ tướng cũng ra để tắm. Trong một số các báo đài ở châu Âu á. Để châu Âu chúng ta biết là họ sống là sạch sẽ. Nó văn minh. Họ thấy một vị, họ nghĩ là người dân á, còn thủ tục lạc hậu như thế thì đã đành. Nhưng một vị thủ tướng mà lại ngày đó cũng ra gì? Cũng ra con sông Hằng bẩn ô nhiễm như thế mà tắm. Thế người ta mới hỏi vị thủ tướng đấy như thế này. Tôi xem cái đoạn phỏng vấn đấy. Người ta phỏng vấn thủ tướng là gì? Thưa ngài thủ tướng, xin ngài hãy cho biết là đứng trên cương vị một vị gì? Một vị thủ tướng đứng đầu một đất nước, một quốc gia như vậy. Ngài có biết rằng con sông Hằng của Ấn Độ đang bị ô nhiễm không? Vị thủ tướng bảo, tôi biết con sông Hằng của đất nước chúng tôi đang bị ô nhiễm và ô nhiễm rất trầm trọng. Các ký giả hỏi rằng, vậy thưa ngài, ngài có biết rằng khi mà cho người dân của ngài tắm rửa trên một dòng sông ô nhiễm như vậy, nó sẽ đem gì?
đem đến những cái hiểm họa và những cái căn bệnh lây nhiễm, có thể những cái căn bệnh lây nhiễm ảnh hưởng đến tính mạng của người dân của ngài không? Vì nói là gì? Tôi biết cái điều đó. Thế thì các ký giả nói là gì? Ngài biết cái điều đó, tại sao ngài không lấy cái quyền của một vị thủ tướng để ngăn cản cái việc làm sai trái và cái việc làm gì ạ? Không có khoa học, phản khoa học của gì? Của người dân đất nước ngài. Ngài nói rằng gì? Đứng trên cương vị một đất nước, tôi làm thủ tướng, đứng trên cương vị một tín đồ, trên là đức tin của tôn giáo chúng tôi là một gì? Là một tín đồ. Cho nên hôm nay tôi đến đây không phải là để ngăn cấm người dân tôi gì tắm dưới con dòng sông Hằng có lịch sử hàng mấy nghìn năm nay, mà tôi đến đây cũng chỉ để với cương vị là một tín đồ, cho nên tôi cũng đến đây để gì? Để tắm dưới con sông Hằng này. Đấy, chúng ta thấy sẵn sàng để trả lời như thế. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta gì? Sám hối, tức là gì? Sám trừ những tội lỗi đã qua, ăn năn những gì và ngăn chặn những lỗi gì? Lỗi lầm không cho tái phát, không cho phát sinh nữa, đó gọi là sám hối. Còn phát nguyện là gì? Tức là phát nguyện làm các việc lành, phát nguyện gì? Bỏ các việc ác, phát nguyện làm các việc lành. Rồi đây gì? Tổ lại dạy là phải luôn luôn nhớ gì? Nhớ để báo đáp bốn trọng ân. Chúng ta ngày xưa hay tụng kinh hay đọc gì? Đầu tiên là gì? Tứ trọng ân là gì? Là thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật, tức là ân trời đất, mưa thuận gió hòa đem đến cày cỏ cây không khí, rồi thức ăn thức uống cho chúng ta. Cho nên á, chúng ta ân gì? Ân trời đất và thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thứ hai là gì? Sau thiên địa là gì? Đến gì nhỉ? Đến sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ hai là ân sư trưởng, tức là ân thầy tổ, và ân gì? Phụ mẫu, tức ân cha, ân cha mẹ. Đó. Cha mẹ đem cho chúng ta gì? Sinh thân này. Thầy tổ đem cho chúng ta gì? Giới thân, giới châu tuệ mạng này. Giới thân tuệ mạng này. Đó, cho nên đó, ân trời đất là ân thứ nhất, ân thứ hai là ân thầy tổ và cha mẹ, ân thứ ba là ân gì? Ân quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ ba là ân gì? Ân quốc gia xã tắc, ân những người gì? Những người cầm súng bảo vệ tổ quốc, từng tấc đất ngọn cỏ, từng gì hàng cây viên đá ở vùng biên giới, cũng như gì ở khắp trong đất nước của chúng ta, khiến cho giặc giã ngoại xâm, khiến cho trộm cắp không thể tự ý nổi lên để làm hại dân chúng, trong đó có cả chúng ta. Cho nên phải nhớ đến cái ân đó, đó là ân thứ ba, đó là ân quốc gia xã hội tri ân. Và ân thứ tư là gì? Ân thứ tư đối với người xuất gia, cho nên á phải có cái ân là gì? Gọi là thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng dường tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thập phương tín thí tri ân, tức là cái ân đối với tất cả các tín đồ Phật tử ở khắp mười phương. Họ đem đến chùa, họ xây chùa, tô tượng, đúc chuông để làm nơi cho các sư gì có nơi để ăn, để ngủ, để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh. Nhỏ như từ cây tâm, từ que tâm cũng do đàn na tín thí đàn Việt gì mang đến để cung cấp, để cung phụng cúng dường chư tăng. Cho nên chư tăng sống được cái thân này để hoằng pháp tu tập lợi sinh là một phần cũng do ân nhờ vào cái ân của đàn na tín thí thập phương. Cho nên tu tập được bao nhiêu công đức phải nhớ để hồi hướng cho họ, nhớ để hồi hướng cho họ. Nay đạo tràng chúng ta không hay đọc những cái bài đó, thì chúng ta đọc cái bài gì nhỉ? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân. Có chưa? Bốn trọng ân có rồi đấy. Bốn trọng ân đó là gì? Đó là ân trời đất, ân phụ mẫu sư trưởng là hai, ân quốc gia xã tắc là ba, và ân đàn na tín thí thập phương là bốn. Có chưa? Bốn trọng ân có đấy. Chứ đừng nói là chúng ta không đọc, nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta đọc tắt. Còn cái lễ tổng của cái khóa lễ của miền Bắc, các sư chúng ta miền Bắc ngày xưa hay đọc á, đi theo các trường hạ bây giờ vẫn hay đọc đó, tức là họ chia ra thành từng lễ nhỏ,
Còn chúng ta thì đọc tất cả gộp nó vào là gì? Là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên thì đền bốn trọng ân, dưới thì cứu gì? Cứu ba đường khổ. Ba đường khổ đó là đường gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, có ai thấy bằng con mắt, có ai nghe bằng gì? Đôi tai, thì đều phát gì? Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, tức là sau khi hết cái báo thân này, đồng vãng sinh Cực Lạc. Hết một báo thân này thì đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy chúng ta có báo bốn trọng ân không? Có. Chúng ta có phát nguyện không? Có. Đấy, lời phát nguyện đó các quý vị. Ở đây cho nên tổ mới nói là ân Tam Bảo, ân sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh. Thế đây là các cụ ở trong miền Nam. Chúng ta biết là hòa thượng gì ở trong miền Nam. Thì ở miền Nam á, cái tứ trọng ân ở trong miền Nam hồi hướng á, thì ở đây là ân Tam Bảo này là một này, ân sư trưởng là hai này, ân thiện hiếu tri thức là ba này, và ân gì? Ân chúng sinh là bốn. À, chúng ta thấy cái phát nguyện giữa miền Bắc và giáo miền Bắc và Phật giáo miền Nam nói về gì? Tứ trọng ân là gì? Cái phát nguyện hồi hướng cũng có khác nhau. Miền Bắc chúng ta gì? Ân thứ nhất là trời đất, ân thứ hai là sư trưởng và cha mẹ, tức là sư trưởng giáo hóa tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức đó. Đó. Và ân thứ ba là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Ân thứ tư là ân gì? Thập phương đàn na tín thí. Đấy. Thì trong cái gì? Trong cái thiện hiếu tri thức và chúng sinh này á, đều là gì? Ở miền Bắc chúng ta gộp là một rồi. Còn ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng miền Bắc chúng ta cũng gộp là gì? Là một rồi, là hai. Ở đây thì miền Nam thì gì? Như cụ viết trong này, bốn trọng ân này á, thì không có ân trời đất. Đúng không? Không có ân trời đất. Mà thay vào đó là ân Tam Bảo. À, ân sư trưởng, ân sư trưởng ở đây và ân cha mẹ thì gì? Cũng có. Trong kia là không, mới không có cái ân trời đất thôi. Thì thôi đấy là gì? Đấy là cái văn hóa phát nguyện, cái văn hóa phát nguyện, lời phát nguyện của gì? Phật giáo Bắc Nam của chúng ta. Nói chung nó khác một chút về cái câu văn, nhưng mà cái ý nghĩa thì tôi nghĩ rằng gì cũng không có gì cách biệt lắm, cũng không quan tâm nặng nề trong cái đó làm gì. À, vì trong kinh Pháp Hoa nói là gì, đến đời sau này khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn ấy, có thiện nam tín nữ nào đến chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà gì, vị đó khởi cái tâm là cung kính hoặc là không cung kính, hoặc chắp hai tay hơi cúi đầu xuống niệm A Di Đà Phật hoặc là mô Phật thì đó gọi là cung kính. Còn có những vị gì, họ chưa đủ tâm cung kính, họ đến chùa họ nhìn thấy gì? Tranh ảnh tôn tượng của Phật gì, họ chỉ hơi cúi đầu hoặc không cúi đầu, họ chỉ giơ một tay lên thế này, họ xá xuống một cái thế này, đầu họ không thèm cúi, họ giơ một tay lên thế này, thậm chí họ không xá, họ giơ một tay lên chắp trước ngực như thế này thôi, hai tay đáng nhé, cung kính thì là hai tay thế này, nhưng mà họ không cung kính rồi, họ giơ một tay lên thế này. Thế này xong rồi thì họ thôi họ đi. Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gì? Dù cung kính hay không cung kính, dù cúi đầu hay không cúi đầu, dù chắp hai tay hay chỉ giơ một tay xưng Nam Mô Phật hoặc không Nam Mô Phật, chỉ cần gì giơ một tay lên trước tôn tượng tranh ảnh của Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì? Ta cũng thọ ký cho người đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp, khi đầy đủ công đức, đầy đủ phúc báo, đầy đủ gì trí tuệ vân vân, người đó cũng sẽ được thành Phật như ta không có khác. Chúng ta thấy không? Đó cho nên chính là hạnh gì? Hạnh tùy hỷ, hạnh phát tâm tùy hỷ những cái việc tốt lành của người đấy. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là Bồ Tát Thường Bất Khinh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy tu không phải là gì? Không phải là cứ lên tụng kinh cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng không là phải cứ ngồi thiền lim dim suốt cả ngày lẫn đêm như thế mới thành Phật. Cũng không phải là trì chú Umbala suốt ngày mới thành Phật. Mà tu ấy, có muôn hạnh tu. Đức Phật nói 84,000 pháp môn, tức là 84,000 gì? Pháp tu tập khác nhau.
pháp tu của gì Bồ Tát thường bất khinh, chỉ có nhìn thấy người ta là gì đến chùa mà ngài gì ngài ở từ xa chạy lại tưởng làm cái gì. Ví dụ như có một Phật tử đang từ sáng chạy vào chùa Khai Nguyên này, một vị tu cái hạnh này từ ở nơi xa thấy Phật tử vào chùa, ôi trời, có người đến chùa rồi, chắc chắn họ sẽ lễ Phật, mà họ lễ Phật thì họ sẽ được gì, được thành Phật, ta sẽ gì phát cái tâm tùy đến để gì để nói cho họ biết là gì, do công đức lễ Phật ngày hôm nay họ sẽ được thành Phật ở trong kiếp tương lai. Cho nên chạy đến từ xa là gì, A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Bây giờ chúng ta thử làm như thế xem, họ sẽ bảo chúng ta, cái bà kia điên à. Bắt đầu gì, khi mà họ nói cái bà kia điên à, nói một câu á thì mình còn gì còn A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Điên, cái đồ điên. Một người nói điên nữa thì ta không sao, nhưng trong cái đoàn đó 5 người, 10 người họ đều nói cái đồ điên, và họ bỏ đi. Chúng ta chạy theo được vài bước nữa, A Di Đà Phật, vừa A Di Đà Phật họ bảo im ngay, đồ điên. Thế bắt đầu kìa, mắt chúng ta nó phừng phừng cái gì ạ, nó thay đổi sắc mặt từ cái chỗ gì hồng hào sang cái chỗ gì ạ, tím tái, hoặc là sang cái chỗ gì nó đỏ đỏ lên. Hoặc là họ gì, họ làm cho vài câu nữa mà bảo gì, ông bà điên thì có, các ông các bà điên thì có, tôi mong tốt cho các ông các bà, nhưng mà các ông các bà gì không muốn thì thôi, đồ điên. Quay mặt bỏ đi, hóa ra gì cả hai bên cùng điên với nhau hết. Đấy, đúng không? Vì sao ạ? Vì cái hạnh nhẫn của chúng ta, nhẫn ba la mật của chúng ta còn gì chưa đạt đến cái mức như là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh á, người ta dùng đất đá đánh ném, gậy gộc ném, đánh ném ngài, đánh ngài thùng thùng ra. Nhưng mà ngài bình thường chúng ta đau thì chúng ta gì kêu gào, thôi đừng đánh tôi nữa, cho tôi xin, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi không các bà. Nhưng không, Bồ Tát Thường Bất Khinh càng đánh ngài đau thì ngài càng dám nói gì, càng hét to hơn, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, đấy đấy, khác nhau ở cái đó các quý vị. Chúng ta bị đánh thì gì, đau không chịu được thì thoái tâm Bồ Đề. Nhưng Thường Bất Khinh Bồ Tát càng đánh đau ngài càng kêu to hơn. Cuối cùng mọi người gì thấy thế mãi rồi, cho nên cũng chán rồi, thôi bỏ đi. Và chỉ nói thôi, lần sau gặp cái ông sư điên ở trong chùa đó thì tốt nhất là tránh nó đi để cho nó đỡ phiền phức. Mọi người quen rồi, cho nên đánh ông, chửi ông cũng chẳng màng gì, mà đánh ông cũng chẳng màng gì, càng đánh nó lại càng kêu to hơn. Cho nên thôi, tốt nhất là gặp mà nhìn thấy ông ấy từ xa là lánh lánh, mà khổ lánh ông ấy, lánh mà đừng để cho ông nhìn thấy. Ông mà nhìn thấy ông lại chạy đấy, ông lễ xì xù bóng ngọt, tôi không dám kinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, chúng ta đã tu được hạnh như thế chưa? Cái hạnh tùy hỷ đấy các quý vị, phát tâm Bồ Đề, phát tâm tùy hỷ đấy, tùy hỷ công đức của người khác đấy đó. Và người ta đánh mình không ôm hận, đó chính là gì? Đó chính là hỷ xả đấy các quý vị. Vui mừng mà xả tất cả những cái lời chửi mắng, cái lời nguyền rủa cay độc của người, và thậm chí là đòn roi gậy gộc đất đá người gì? Người dùng để liệng ném vào mình. Chúng ta làm được không? Khó đấy, nói thì dễ, giữ lễ mới là khó các quý vị. Đấy, nói thì dễ nhưng giữ lễ mới là khó, không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên chúng ta phải học dần dần, tập dần, gọi là tu tập, tu là sửa, tập tức là gì? Là thói quen, nó huân tập dần dần nó mới thành cái thói quen. Cho nên chữ tu phải đi về gì? Với chữ tập, hai chữ tu tập đi với nhau, chúng ta thường nghe như vậy, tu tập, đó, tu và tập. Tập ở đây chúng ta gì cũng có thể gọi là tập luyện, là rèn luyện, là thói quen, là sự huân tập, lâu ngày chày tháng thì nó sẽ đầy lên. Giống như câu chuyện ngày xưa đi học, còn bé bé học cái gì? Có một con quạ khát nước, nhìn thấy ở trong cái lọ thủy tinh có nước rất là đầy, nhưng mà cái cổ của nó ngắn, nó không thể duỗi vào được vì nước nó gì nó còn quá ít. Cho nên con quạ đấy, con quạ khôn ngoan, con quạ gì tinh anh, con quạ thông minh, mới đi gấp từng hòn sỏi bỏ vào trong gì, trong chiếc bình. Mỗi một hòn sỏi vào thì chiếc cái nước nó gì nó theo đó quán tính gì nó theo thì nó dâng lên một chút, bao giờ thì nó bỏ đầy lưng bình sỏi vào đó thì đất đương nhiên là gì? Nước nó dâng lên gần trên miệng, và con quạ gì đứng để uống thôi. Đó, cho nên phải có chữ kiên trì. Bài học ấy, ngày xưa chúng ta đi học, bài học ấy dạy cho chúng ta cái gì? Cái đức tính kiên trì, đúng không? Dạy chúng ta cái trí thông minh là một phần, nhưng cái đức tính kiên trì là quan trọng nhất. Đó, bỏ một viên không được thì hai viên không được thì ba viên không được thì nhiều viên,
rồi đến lúc thì thành quả nó gì? Nó sẽ được, chúng ta sẽ được gặt hái thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là phát cái tâm hỷ xả, là người ta dùng những cái ý ác, lời nói ác, hành động ác, suy nghĩ ác gán ghép cho mình, bảo mình thế này thế nọ thế kia, bảo mình là người tồi tàn, bảo mình là người gì, người hư hỏng, bảo mình là cái người, có nghĩa là chẳng còn cái lời nói xấu gì cho họ nói nữa. Nhưng chúng ta gì, vẫn phải ăn nhẫn. Chúng ta nhìn thấy họ vẫn phải cười, vẫn phải cười. Nếu không nói được là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ nhìn Phật đó, thì thôi, nhìn thấy họ vẫn chào, vẫn cười, vẫn dùng cái gì hiện lên cái tướng mặt rạng ngời để mà gì. Nếu là những vị đó là người xuất gia thì hơn chúng ta, vai trên chúng ta, chúng ta vẫn gì chào cung kính A Di Đà Phật, không sao. Đó, cho nên ở trong cái bộ niệm Phật tập yếu này có rất nhiều những câu chuyện tổ cũng dẫn chứng cho chúng ta thấy, ngộ đạo mà chưa đắc đạo thì vẫn bị trầm luân, vẫn bị luân hồi. Còn những người chưa ngộ đạo, chưa đắc đạo mà đới nghiệp vãng sinh thì lại vĩnh viễn thoát đi sinh tử chúng khổ, một đời là thành Phật. Chúng ta thấy, cho nên cái bi nguyện của A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc phải nói là gì, gọi là đệ nhất A Di Đà khởi được gì, khởi được cái đại bi tâm, tần độ chúng sinh khổ não khắp trong mười phương thế giới là như thế. Cho nên ở đây mới nói là gì, trở lại bài chúng ta nói là phát tâm hỷ xả, tức là đối với những lời chửi bới mắng nhiếc, những hành động xấu ác của người đổ dồn lên đầu mình, nhưng mình vẫn gì, vẫn dùng cái tâm vui mừng để đón nhận, phải vui mừng để đón nhận. Còn phiền não mà đón nhận thì không phải gọi là hỷ xả được các quý vị. Ví dụ người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình không chửi lại được, không đánh lại được, không mắng lại được, mình bắt buộc phải chịu á, ấm ức mà gì mà nhận á, thì đó có gọi là hỷ xả không? Hả? Tức quá đi thôi, làm sao mà thì mình không cãi được lại họ. Người ta chửi mình không cãi được, người ta mắng mình không cãi được, người ta đánh mình thì yếu hơn, mình không đánh lại được. Bực quá đi thôi, ôi trời, bực quá. Thế là gì? Về cứ thế là khóc, tức tưởi ra. Bố mẹ hỏi làm sao đấy con? Cái thằng ở đầu làng, cái thằng A hôm nay đầu làng nó đánh con. Thì bố mẹ bảo con làm gì mà đánh nó? Con chả làm gì, tự nhiên nó cứ mà chửi con và nó đánh con thôi. Là thôi con ạ. Thì nó đánh rồi thôi, thì mai bố nói chuyện với gì, với bố mẹ nó. Nhưng mà con tức lắm, nó đánh con, nó tức con rồi. Thế khóc tu tu ra. Như vậy gọi là gì? Gọi là hỷ xả được không? Không gọi là hỷ xả được. Gọi là gì? Gọi là không làm gì lại được họ mà phải chịu. Đó, còn hỷ xả là sao? Nó đánh mình như... thôi, nó đánh mình cũng được. Nó đánh mình lại tại là mình chưa tốt đấy mà. Tại là mình nói cái điều gì đó làm cho nó gì ạ? Nó không bằng lòng, nó tức nên nó đánh mình đấy mà. Thôi, mình phải quay về để xem. Nếu mình chưa tốt thì mình thay đổi cho mình tốt lên. Mình nói những cái lời gì cho người ta giận, người ta bực, người ta đánh mình thì mình phải sửa những cái lời nói. Lần sau mình không nói những điều, cái lời nói đó với người khác nữa. Ít nhất là với người đó, nhất đến cho tất cả người khác nữa. Những cái lời nói nào mà mang đến cho người ta phiền não, mang đến cho người ta thù hận, mang cho đến người ta sự tức tối thì ta không nói nữa. Ta chỉ nói những cái lời mà cho người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ, nói đúng sự thật, đúng chân lý mà thôi. Đó chính là người gì? Thực hành hạnh hỷ xả. Có làm được không? Khó đấy, không phải đơn giản đâu. Khó đấy. Các vị biết đấy, cho nên ở đây tổ mới nói gì, giấu cho người ta dùng những cái lời hủy nhục, những cái mưu mô xảo quyệt hiểm độc làm tổn hại mình vẫn phải vui vẻ để mà ăn nhẫn bỏ qua. Sự vui vẻ ăn nhẫn ấy, nếu xét kỹ thì thành ra là không có thật nhẫn đâu, vì tất cả gì, tướng người, tướng ta và tướng não hại đều là không. Đây là tư tưởng của Bát Nhã rồi. Cho nên tổ mới dẫn trong kinh Kim Cang Phật có dạy như thế này: Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật,
đó mới gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật. Đấy, nghĩa là sao? Như Lai nói, tức là Đức Phật nói, Như Lai là một danh hiệu cho Đức Phật. Đức Phật nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta đọc cái này thì chúng ta thì như là người tay dính đầy mỡ mà leo gì ạ? Leo một cái cột sắt rồi trơn tuột thẳng đứng, leo được không? Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Là sao đây? Rất khó. Chỉ một câu kinh này chúng ta tu tập cả đời vẫn chưa xong các quý vị. Một cả đời chúng ta chỉ tu một cái câu ở trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy đấy. Nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tức là sao? Đại ý là gì? Đức Phật dạy trong kinh nói là gì? Chúng ta phát nguyện tu hành hạnh nhẫn nhục, chúng ta nhẫn được tất cả những cái việc gì? Việc khó nhẫn nhất chúng ta vẫn nhẫn được. Nhưng mà chúng ta không thấy gì? Không thấy ta là người nhẫn, không thấy người là người gì ạ? Cái người chửi mắng, nguyền rủa đánh đập chúng ta. Và không thấy pháp gì mình dùng để gì? Để khống chế cái việc tức tối ấy. Tức là cái pháp gì? Hỷ xả này đó. Cũng không thấy nó luôn. Không thấy ta là người nhẫn, không thấy gì? Đối phương đem đến gì? Đem đến cái sự cho chúng ta, sự tức tối cho chúng ta phải ăn nhẫn. Và không thấy pháp để nhẫn, đó gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thấy khó hả? Nhiều Phật tử tôi nghĩ là cứ thế thế này, rất chăm chú nghe, nhưng mà như nước đổ lá khoai thôi. Tôi biết mà, ngày xưa chúng tôi học cái này chúng tôi biết mà. Các hòa thượng lên giảng mà mình ở dưới cứ há mồm mà nghe, trợn mắt há mồm mà nghe, nhưng không biết là các cụ đang nói gì. Các cụ nói xong thì vỗ tay với nhau đôm đốp rồi, nhưng mà gì, không biết là các cụ nói cái gì. Đấy, tư tưởng bát nhã gọi là gì ạ? Là chỉ cho gì? Con thuyền lớn của nhà Phật, trí tuệ lớn của nhà Phật. Cho nên kinh Bát Nhã Đức Phật mới nói gì? Là mẹ của chư Phật. Tất cả các chư Phật đều gì ạ? Đều do một bà mẹ mà sinh ra. Bà mẹ ấy đó là gì? Đó chính là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Dịch là gì? Chứ Maha là to, là đại, là lớn. Bát Nhã dịch là gì? Là trí tuệ. Đó. Chứ Maha là to, là đại, là lớn. Chứ Bát Nhã dịch là trí tuệ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa tức là gì? Mình có thể dịch là đáo bỉ ngạn, hay là gì? Phải tới bờ kia. Đó. Người có trí tuệ to lớn, có trí tuệ rộng lớn, thì sẽ gì? Sẽ nhận được tất cả các pháp thường vô thường, ngã vô ngã. Cho nên vì đó gì? Ở trong trụ tâm, ở trong lý trung đạo, không theo bên này, cũng không theo bên kia, cũng chẳng gì nghiêng về bên thiện, cũng chẳng gì ạ, cũng chẳng bỏ bên ác. Không thấy có thiện, cũng chẳng thấy có ác, chẳng thấy có tà, chẳng thấy có gì, có ngụy, chẳng thấy có chân, chẳng thấy có ngụy, chẳng thấy có tà, có thiên, có viên, có tiểu, có đại, vân vân. Các ngài đều ở trong trung đạo hết, ở trong lý trung đạo. Cho nên không có sự chấp trược. Vì vậy cho nên tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa quán từ tại Bồ Tát Ma Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Để ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ngũ uẩn đều gì? Đều không. Còn chúng ta thì thấy không không? Không, chúng ta thấy đều có. Đối với chúng sinh phàm phu chúng ta ngũ uẩn đều là gì? Đều có. Sắc uẩn có không? Có mà. Vì có cho nên đó. Ôi giời ơi, đi mới có 5 ngày mà nhớ cái đứa cháu nội quá đi thôi. Bà kia cũng nói gì? Ôi giời ơi, tôi cũng nhớ cái cháu, đứa cháu ngoại của tôi sao mà nó đáng yêu thế. Mới có 5 ngày mà tôi nghe như là gì? Nghe như cả tháng rồi. Bao giờ cho hết 2 ngày nữa để về đây? Bà ừ nhỉ,
bao giờ cho hết 2 ngày về, tôi nhớ đứa cháu nội tôi quá. Bà kia bảo tôi cũng đứa nhớ đứa cháu ngoại tôi quá. Chúng ta thấy sắc là có, cho nên mới có gì? Mới có đứa cháu ngộ, cháu nội là gì ạ? Kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu. Mới có đứa cháu ngoại là gì ạ? À, kháu khỉnh, đẹp đẽ gì? Đáng quý. Đó. Mới thấy cái ngôi nhà của chúng ta gì? Cất công ra, xây dựng lên là gì? Quen thuộc, đáng yêu, ấm cúng làm sao? Có ông chồng lấy mình, cưới mình thì bao nhiêu năm nay? Có cháu có chắt rồi mà vẫn lo lắng cho mình, đáng yêu làm sao? Có bà vợ gì? Cưới nhau đến đầu bạc răng long, 8-90 tuổi rồi, năm nay bà vẫn thương mình giống như năm 18-20, đáng yêu làm sao? Cho nên á, Phật chẳng nhớ, chỉ nhớ bà già 80 gãy móm hết răng thôi. Và chỉ nhớ đứa cháu nhỏ thôi, cho nên, và chỉ nhớ ngôi nhà mình thôi, cho nên sắc không chưa? Chưa. Phật thấy tất cả gì ạ? Ngũ uẩn đều không. Còn chúng ta ngược lại thấy tất cả gì? Năm uẩn đều có. Ta thấy sắc uẩn, thấy thọ uẩn. Thọ tức là gì? Là thụ nhận đó. Thụ nhận cái gì? Tất cả cái gì chúng ta gì? Vơ vào trong gì? Trong thân mình, trong lòng mình á, trong tâm mình á, đều là nhận đấy các quý vị, đều là thụ đấy. Thụ cái tốt á, thì còn gì? Còn hướng tới đạo giải thoát. Nhưng thụ cái gì ạ? Thụ cái xấu á, thì sẽ rất dễ đưa mình vào trong ba đường ác đạo đó các quý vị. Nói cho nên thụ gì? Thụ gì? Thụ rau á. Rau, thụ rau tương mắm muối cà á, hàng ngày á. Thụ 2-3 lưng cơm với gì? Với rau luộc, rau xào, rau nấu canh á, rau làm nộm á, vân vân á. Thì thụ cái đấy á, thì đưa cho chúng ta gì? Đưa cái công đức lớn vào trong A-lại gia thức của chúng ta, vào trong tàng thức của chúng ta. Còn nếu mà thụ gì ạ? Thụ thịt, thụ cá à, thụ những cái đấy á, thì nó đem gì? Đem bệnh vào trong thân của chúng ta, và đem nghiệp vào trong gì? Trong tâm, trong A-lại gia thức của chúng ta, cũng là thụ đấy. Nhưng mà Phật Bồ Tát thì chỉ thụ những cái gì nó gì? Nó không đem lại sự đau đớn, không đem lại cái sự phiền não, cái sự khổ đau cho chúng sinh à. Còn chúng ta thụ đấy, thụ tất cả cái gì mà đem lại lợi ích cho mình thì mình đều thụ hết, mặc dù biết đó là sai, mặc dù biết đó là tội, mặc dù biết đó là gì, nhân quả sẽ phải gì, có vay có trả. Nhưng mà vì muốn gì? Vì muốn ngoan cái miệng, cái lưỡi của chúng ta, vì muốn béo, muốn trắng, muốn khỏe, muốn đẹp cái thân của chúng ta, cho nên biết là sai, biết là xấu, biết là có tội, nhưng vẫn cứ thụ gì ạ? Thụ nhem nhẻm hàng ngày ra đấy. Đó, tôi nói như thế có khi cũng đồng chạm nhiều người ngồi ở trong đây. Nhưng mà thôi, dù sao tôi nói, các quý vị có ném đá tôi cũng vẫn cứ nói ha? Đúng không? Đó là sự thật. Các vị có ném đá tôi vẫn cứ nói. Nói như Bồ Tát thường bất khinh nhé. Tôi chưa được như Bồ Tát thường bất khinh, nhưng mà tôi vẫn cứ nói. Nói cho bao giờ hội trường này không còn ai ngồi đây thì tôi vẫn cứ nói. Các vị không nghe tôi nói thì tôi nói cho gì? Cho tôi nghe. Tôi nói một mình tôi nghe. Ít nhất là như thế. Cho nên ở đây mới nói là Phật Bồ Tát thấy thì năm uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức đều là không. Còn chúng ta thì năm uẩn đều có. Vì thấy có cho nên chúng ta mới có cầu. Có cầu gì? Được thì gì? Thì phải lo giữ. Mà không được thì ưu sầu nhiệt não, bi thương ảo não, buồn phiền lo lắng đủ các thứ hết à, tất cả nó ở gì? Ở đó mà ra. Cho nên á, mới nói gì? Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn tất cả gì, thấy tất cả các uẩn đều là không à, vì thấy tất cả đều là không cho nên á, chúng ta thấy gì? Không tu không đắc, không tu cũng không đắc à, vì vô sở đắc. Cố Bồ Đề Tát Đoạ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa à, vì không có gì, không có tu, không có đắc, không có chỗ sở đắc, cho nên á, gì? Cho nên mới gì? Mới thành tựu được cái quả vị vô thượng Bồ Đề, vô thượng chính đẳng chính giác à. Chúng ta thấy ở đây mới nói là Như Lai nhẫn nhục Ba La Mật, tức chẳng phải nhẫn nhục Ba La Mật, đó gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Cái này à, nói cái này phải những bậc có trí tuệ
những người tu Phật, nghiên cứu Phật lâu rồi mới hiểu được. Hiểu được thôi nhá. Tôi còn để hiểu từ chỗ hiểu đến chỗ chứng á, là còn cả một vấn đề. À, từ chỗ hiểu đến chỗ chứng và chỗ thực hành và chứng được nó là cả vấn đề. Nay chúng ta về cứ bắt đầu quán xét dần đi. Nhà cửa chúng ta làm nên, đích thân tay ta làm nên, tiền của ta một đời gom góp để xây dựng nên. Nhà này có thật không? Có thật không? Chúng ta xin có thật không? Nếu chúng ta bảo thật á, thì trước khi chúng ta chưa xây, nó ở đâu? Sau khi chúng ta chết đi, nó đi theo chúng ta không? Không. Trước khi chúng ta chưa xây, nó không có. Sau khi chúng ta mất đi, nó không theo chúng ta. Và một ngày nào đó, do chiến tranh, do nạn nước, nạn lửa, nó cũng sẽ không tồn tại nữa. Hoặc do thời gian mưa nắng, nó sẽ không tồn tại nữa. Cho nên tất cả không thật có. Mà đã không thật có, tại sao mình phải chấp vào nó gì nhỉ? Thôi ở trong chùa, ngủ trên chùa 7 ngày cũng như ngủ ở nhà 7 ngày mà. Có gì đâu mà phải cứ ngủ ở nhà mới được. Hoan hỉ, ngủ ở chùa cũng như ở nhà. Nằm ở nhà, nằm ở phòng lạnh, nằm ở giường đệm, chăn ấm đệm êm cũng thế. Nằm ở chùa, nằm ở dưới gì? Dưới sân gạch cũng thế. Sân gạch chúng ta có pháp, có hỷ lạc do pháp đem lại. Cho nên sân gạch chúng ta cũng cảm thấy như gì? Như đang nằm ở trong phòng điều hòa, trong chăn ấm đệm êm. Đó gọi là người khéo biết quán chiếu. Dù cho ở nơi đâu, gọi là người khéo biết quán chiếu. Dù cho ở nơi đâu, nếu tâm thấy an lạc, tất cả đều như nhau. Đấy, tất cả đều như nhau. Dù cho ở nơi đâu, tâm ta mà gì? Mà khéo biết quán chiếu thì đều sẽ được an lạc, tất cả như nhau, không có khác. Cho nên ở đây về cái vấn đề gì? Vấn đề mà Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cương ấy, chúng ta phải thực hành dần dần từ cái nhỏ đến cái lớn. Chứ bây giờ không có chúng ta mà chưa làm được mà chúng ta cứ nói, cứ thích đi nói, đi giao giảng cho mọi người. Tôi học thế trên chùa Khai Nguyên, thầy giảng như thế, về cứ thế là gì? Đi giảng cho mọi người, trong khi đó mình chưa làm được một chút xíu nào cả, thì người ta là quay là người ta phỉ báng mà. Ôi giời, cái đồ chỉ có nói nhiều, làm được cái gì đâu, chưa vào tai đã ra mồm. Thế có phải là chúng ta gì ạ? Bị lỗ không? Mà bị tổn phúc không? Nó cho nên điều quan trọng này này, đối với Phật Pháp á, phải làm nhiều hơn nói. Làm được rồi thì mới nói. Hoặc là gì? Nếu chúng ta nói mà chưa làm được thì phải cố gắng để mà làm. Ví dụ như tôi bây giờ đang ở trong trạng thái là gì? Nói được nhưng chưa làm được, thì cố gắng để mà gì? Mà làm. Tôi nói vì sao mà nói? Nói vì muốn gì? Vì muốn đem cái bi nguyện của Đức Phật là phá mê khai ngộ cho chúng ta, cho nên tôi mới nói. Chứ không phải là tôi nói để gì? Để tôi cầu danh. Không phải tôi nói để cho các vị đến với chùa Khai Nguyên đông hơn, tôn sùng tôi như là một vị minh sư, một vị pháp sư, một vị đại sư, một vị thiền sư, một vị tổ sư, vân vân. Không phải. Nếu tôi nói mà cầu cái điều đó thì tôi chính là một kẻ đại tiểu nhân. Chết đi sống thì vì danh lợi mà sống, chết đi thì vừa nhắm mắt xuôi tay liền vào trong A Tỳ địa ngục. Tu mà vào trong A Tỳ địa ngục thì tu làm cái gì? Đó. Cho nên cái này chúng ta phải nhớ cái điều đó. Nếu chúng ta chưa làm được mà nói, thì vì Phật Pháp, vì muốn phá mê khai ngộ cho người để mà nói thì tạm được. Còn nói về tiếng khen, nói về để người tôn sùng mình, quỳ lạy trước mình, vân vân, như vậy là nói như vậy là sai đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Lòng tùy hỷ trừ được chướng gì? Chướng là gì? Tật đố nhỏ nhen. Tổ dạy là ai mà có lòng tùy hỷ thì sẽ trừ được cái lòng tật đố nhỏ nhen. Còn lòng hỷ xả thì giải được cái chướng hận thù báo oán đời đời kiếp kiếp vậy. Cho nên tôi nói với các quý vị mà, từ năm 2012 đến 2019 tôi gặp cái vị hòa thượng mà muốn đuổi tôi ra khỏi giáo hội trước đây tôi gặp đâu tôi cũng chào. Tôi chào rất cung kính, rất thành khẩn. Cho nên những ngày xưa thì chào vì quay mặt đi. Vì sao vì quay mặt đi?
vì là vì nghĩ là tôi láo. À, con cháu ở vai cấp dưới, học trò, học sinh ở vai cấp dưới mà dám đến xả thì gần tiếng đồng hồ, xả để cho cụ không chen được vào lời nào, cho nên cụ phải tức, cụ phải đứng dậy, cụ bỏ đi. Có nghĩa là gì? Cho nên cụ nói là mình là thằng láo. À, trong lòng người ta nghĩ là cái thằng ấy là láo. Thì mình bây giờ phải gì ạ? Lại phải dùng lại cái, lại không thể nào mà gặp nhau lại gì, lại cãi nhau, gặp nhau lại gì, lại tranh luận với nhau nữa. Mà mình phải dùng cái lòng chân thành, gặp đâu là cung kính, gặp đâu là lễ bái. Thì làm gì? Từ năm 2012 đến 2019 là mấy năm? Mấy? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 năm trời các quý vị. 7 năm trời mình hành cái hành là cung kính. Hành cái hành là khiêm cung, hành cái hành là gì? Tôn trọng, bậc lớn. Mình không nhìn vào cái trí tuệ và cái hành động của họ nữa, mà mình nhìn vào gì? Tuổi đời cũng nhiều hơn mình rất nhiều lần, tuổi đạo cũng hơn mình rất nhiều lần. Nhìn vào cái đó để mà gì mà cung kính, để xá chào, lễ lạy. À, cho nên á, từ cái chỗ người ta nhìn thấy mình, người ta quay mặt bỏ đi, chào người ta lườm một cái, người ta quay mặt bỏ đi. Bây giờ thì gật đầu và ừ rồi. Chưa nói chuyện thôi thì gật đầu và ừ rồi. Tôi nghĩ là cố gắng khoảng 30 năm nữa có thể thì cụ sẽ gật đầu, sẽ ừ và sẽ nói chuyện. Ô rồi, Thịnh đấy à, đi đâu đấy? À, thế là quý rồi. Đấy, chúng ta thấy. Đấy chính là gì? Là chúng ta mà khởi được cái tâm hỷ xả thì sẽ giải được cái chướng gì? Hận thù, báo oán, đời đời kiếp kiếp theo đuổi nhau. Cho nên đó chính là gì? Là phát tâm Bồ Đề. Dùng cái tâm hoan hỷ như thế mà hành đạo, đó mới gọi là phát đại Bồ Đề tâm. À, đấy là điểm thứ gì? Thứ tư. Điểm thứ năm tổ dạy này là sám nguyện tâm. Thế nào là sám nguyện tâm? Tổ dạy như thế này: trong kiếp luân hồi mọi loài hằng đổi thay, làm quyến thuộc lẫn nhau. Thế mà ta vì mê mờ lầm lạc, từ kiếp vô thủy cho đến nay, do tâm chấp ngã, muốn lợi mình nên làm tổn hại đến chúng sinh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, thậm chí đến chư Phật thánh nhân vì tâm đại bi ra đời thuyết pháp cứu độ muôn loài hữu tình, trong ấy có chúng ta. Mà đối với ngôi Tam Bảo, ta lại sinh lòng vong ân hủy phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành mà sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thoái, vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn ăn năn thế, ăn năn thề không tái phạm. Đã sám hối phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa. Đi đến chỗ tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng quần sinh, để chuộc lại lỗi lầm xưa kia và đền đáp bốn ân nặng. Bốn ân đó là ân Tam Bảo, ân cha mẹ sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh. Có tâm sám nguyện như vậy, tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày thêm lớn, và mới đi đến chỗ phúc tuệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề tâm. Đó, điều thứ năm này tổ dạy chúng ta phát Bồ Đề tâm chính là phát tâm sám nguyện. À, sám nguyện, sám tức là sám hối, nguyện tức là phát nguyện. À, sám nguyện tức là sám hối và phát nguyện. Tổ dạy gì? Trong kiếp luân hồi từ vô thủy kiếp cho đến nay á, mọi loài hàng gì, hàng thay đổi làm quyến thuộc lẫn nhau. À, tất cả các loài, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh bằng nơi thấp sinh, loài sinh bằng nơi hóa sinh, vân vân. Trong bốn loài sinh ấy, chúng ta đã từng đáp đổi sinh qua sinh lại với nhau. Đối với tất cả chúng sinh cũng vậy, đã từng đáp đổi sinh qua sinh lại với nhau, làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái,
cha mẹ ông bà bạn bè với nhau, đắp đổi, thậm chí là gì, làm kẻ thù với nhau, đắp đổi như thế xoay vần mãi không có lúc nào dừng từ trước cho đến nay. May thay tổ dạy là gì, nay á gặp được gì bậc thánh nhân xuất thế, tức là chỉ cho Đức Phật á, ngài xuất hiện ra nơi đời vì lòng đại bi thương xót để mà gì giáo hóa cho chúng sinh. Chúng ta thì may mắn á, gặp được Tam Bảo, có lòng tin á thì tốt, nếu không có lòng tin á lại còn cái sinh tâm gì cống cao ngã mạn, sinh tâm hủy báng và thậm chí là phá phách nữa. Chúng ta thấy có không? Có người phá Tam Bảo không? Có. Phá cả về lý lẫn về sự đều có. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay á, cũng không tránh khỏi những cái đấy được. Cho nên Đức Phật nói này, tổ nói là nay may mắn gặp gì ạ? Gặp được Tam Bảo rồi thì phải gì? Phải ráng để mà lo gì? Lo tu. Ráng để mà lo tu. Phải gì? Phải đối trước gì? Tam Bảo để mà thường gì? Sám hối phát nguyện. Và ngài dẫn chứng là gì? Là Đức Bồ Tát Di Lặc nay đã ở ngôi gì? Ngôi bất thoái chuyển Bồ Tát rồi. Một đời nữa là thành Phật, gọi là nhất sinh bổ xứ, tức là một đời nữa là thành Phật rồi. Nhưng mà ngày hàng ngày Bồ Tát Di Lặc vẫn phải gì? Dùng 6 thời để công phu lễ bái. Chúng ta thấy ngày 6 thời Di Lặc Bồ Tát vẫn công phu lễ bái để làm gì? Để sao? Để mong cho sớm được thành Phật, để tận độ chúng sinh, để viên mãn công đức. Bồ Tát Di Lặc ở trong ngôi vị bất thoái chuyển nhất sinh bổ xứ một đời thành Phật mà còn phải lập ra thời khóa tu hành như thế, huống chi làm phàm phu tục tử chúng ta mới gặp được Phật pháp, mới quy Tam Bảo được gì 30 năm, thậm chí là một vài kiếp gần đây mà thôi, thì không có lý gì chúng ta nói rằng Phật ở tại tâm tức Phật, cần gì phải lễ Phật. Phật ở trong tâm mình là được, cần gì phải lễ Phật, cần gì phải đến chùa, cần gì phải cúng dường Tam Bảo, vì Tam Bảo có đầy đủ ở trong tự tính chúng ta rồi. Như thế gọi là tà kiến. Đó chính là gì, khởi cái tâm tà kiến để nhìn nhận sai lệch thiên tà về gì, về Tam Bảo, về công đức thù thắng tu tập thân cận cúng dường Tam Bảo gì của chúng ta. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tổ dạy chúng ta phải gì, hàng ngày á phải lập ra các thời khóa tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, và đặc biệt là gì, phải sám hối và phát nguyện. Sám là sao? Sám tức là gì? Là sám trừ những nghiệp đã qua, gọi là sám. Hối là gì? Hối tức là ăn năn, là hối cải, nguyện chừa bỏ, không tái phạm những lỗi gì? Những lỗi mình đã vi phạm, đã làm ở kiếp trước. Đó gọi là sám hối. Chuẩn chỉ ý nghĩa sám hối nó phải như thế. Sám trừ những việc đã qua, không cho tái phạm nữa. Và hối cải, ăn năn, không để cho những việc ác giống như trước đây gì? Nó khởi lên và làm trở lại nữa. Đó gọi là sám hối. Chứ không phải là sám hối như một số các tôn giáo ở trên thế gian này, đó là gì? Là đi vào cái nhà kín, nói ra cho một người nghe, và họ thì người đó nói là ta đã chứng minh cho con, ta đã rửa tội sạch cho con rồi, như vậy là xong. Không có đâu. Nếu mà một vị nào mà có cái quyền năng mà rửa như thế, ví dụ phạm tội giết người, nó giết người hay buôn bán hàng quốc cấm chẳng hạn, nó đến là gì? Nó nói là gì? Thưa thầy, con đã gì? Con đã vừa phạm tội giết người, xin thầy vì con mà gì, mà chứng minh mà rửa tội cho con gì hết tất cả những tội lỗi ấy. Thầy bảo là gì, nếu như người chúng ta là Phật chẳng, chúng ta A Di Đà Phật, thầy đã chứng minh và rửa hết tội ấy cho con rồi, có rửa được không? Rửa được không các quý vị? Không rửa được cái tội ấy, làm gì có cái chuyện đấy.
Rồi có những một số những cái niềm tin tôn giáo, đặc biệt Ấn Độ đi, họ cho rằng cái nước con sông Hằng là nước gì? Là nước con sông linh thiêng. Một năm vào cái ngày nhất định, vào một cái tuần, và đặc biệt trong một ngày nhất định của cái đạo Hindu, họ cho rằng gì? Tất cả những cái tín đồ cứ lội xuống cái con sông Hằng để tắm, là mọi tội lỗi trong một năm năm ấy là gì? Được nước con sông Hằng đi, cái nước thánh con sông Hằng rửa đi, gột rửa sạch đi. Tôi năm ngoái, năm kia đi sang thăm Ấn Độ mới thấy gì? Bao nhiêu năm học trong kinh cứ thấy nói đến con sông Hằng, đích mục sở thị, tận mắt nhìn thấy. Nước con sông Hằng ngày xưa thời Đức Phật thì chắc chắn là trong xanh và nó gì? Nó đẹp đẽ lắm. Nhưng nước con sông Hằng ở cái thế kỷ 20-21 này, nó cũng bẩn giống như gì? Bẩn hơn cả con sông Hồng của Việt Nam, các quý vị ạ. Con sông Hồng của Việt Nam ấy thì còn không có xác chết bỏ xuống nhiều, nó chỉ có rác thôi. Còn con sông Hằng của Ấn Độ á, rác cũng bỏ xuống, tất cả xác chết ấy, cũng đều được gì? Phần lớn đều được bỏ xuống đó. Người chết cũng đem gì? Đem ra con sông Hằng để thiêu. Thiêu xong nó cháy không hết đó, nó trôi lành bành như kia. Con vật, con bò, con trâu, con bò, con khỉ, những con vật được nuôi hay những con vật thân thiết á, Ấn Độ nó không ăn thịt nhiều như chúng ta đâu. Nó 70% dân số Ấn Độ là ăn chay. Chúng ta nhớ nhé, 70% dân số Ấn Độ là ăn chay. Thậm chí là ăn chay trường luôn á. Đó. Cho nên á, xác con vật chết đem ra sông Hằng để tế lễ cho nó và giải thoát, để cầu mong cho con vật yêu quý nó sớm được lên trời. À, được sớm lên trời. Cho nên xác chết nó cứ trôi lành bành ở dưới thì con sông Hằng. Người ta tắm á, hôm đấy tận mắt tôi nhìn thấy, ở bên này á, thì làm lễ hỏa thiêu đốt xác người. À, ở dưới bên này á, thì đầu trên thì đốt xác người, đầu dưới thì mọi người thì nhảy xuống tắm và cứ yên lành như không có cái gì ấy. Việt Nam chúng ta mà nhìn thấy phát hiện một cái xác chết trên con sông Hồng đó thì công an cả xã, cả huyện, cả gì, cả tỉnh phải đi vào để điều tra. Nhưng bên kia xác chết trôi lềnh bềnh đầy con sông Hằng, đó là chuyện bình thường. Xác chết người đấy nha các quý vị. Vì sao? Vì họ chết họ đem cho sông Hằng có thả mà, là chính mà. Và cứ trôi như vậy. Ngày xưa tôi xem cái đĩa của Thượng Tọa Chân Tính năm 2008 thì phải. Cụ sang Ấn Độ, cụ về, cụ quay một cái đoạn video á. Cụ làm phim, cụ quay lại cái đoạn con sông Hằng. Nhìn thấy mọi người tắm, thấy mà xác chết, nó trôi lềnh bềnh, cái bụng nó trướng phình lên, có hai con quạ nó đậu trên đó. Nó mổ cái ruột, nó cứ mổ, nó lôi ra, nó ăn. Và nó trôi cái xác gần và sát mấy người đang tắm đó. Mấy người đang tắm dùng nước là vẩy nó ra và đuổi con quạ đi. Và vẩy cái xác chết nó ra. Và mình nghĩ bụng, ô, làm gì có cái chuyện này? Làm gì cái thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn cái thế kỷ 20-21 rồi mà vẫn còn cái chuyện mà hổ tục lạc hậu như thế. Như năm 2017 mình sang đấy mới thấy gì? Thực sự tận mắt nhìn thấy xác chết trôi lềnh bềnh này, đầu trên này thì làm lễ hỏa thiêu đốt xác người ở trên đầu trên này, cách nhau chỉ có vài chục mét thôi các quý vị, chứ không phải cách nhau vài trăm mét, vài cây số đâu, vài chục mét ở trên mọi người làm lễ hỏa thiêu và nhảy múa. Nó nhảy múa cả đêm với nhau các quý vị nhé. Người dân Ấn Độ á, theo đạo Hindu họ làm lễ hỏa táng, có lễ hỏa táng hàng trăm hàng nghìn cái xác. Có bao nhiêu người chết từ thành phố ở xa họ cũng gì, có tâm nguyện họ có tiền họ chở đến đó để nhờ các thầy bà la môn cúng lễ cho, và nhảy múa cả đêm theo nghi thức tôn giáo của họ, xong rồi đem xuống sông Hằng để đốt, hoặc là đốt ở trên bờ đem thì vứt cái cho cháy hết hay chưa cháy đều vứt tất cả xuống sông hết. Xác chết đem đốt ở trên sông để cho lên cái bè, mấy cây chuối hoặc là mấy cái cây khúc gỗ, họ cho xác người lên đấy, tẩm hương hoa và dầu vải trắng lên đó, họ đốt, đốt nó cháy hết hay không hết là gì, nó cũng rơi tất cả trong sông Hằng hết, và cho nên nó cái trôi gì lềnh bềnh ở dưới đó. Cho nên ngày xưa tiềm thức của tôi thì con sông Hằng đẹp lắm, thơ mộng lắm, và thường được Phật đi gì, đi trên bờ, hai bên bờ con sông Hằng để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Bây giờ đi sang Ấn Độ mới nhìn thấy con sông Hằng họ cũng gì ô nhiễm lắm, bẩn lắm, nhưng vì đức tin tôn giáo vào cái ngày nhất định của cái đạo Bà La Môn ấy, nó cứ thi nhau nó nhảy xuống sông Hằng nó tắm. Có năm là gì chết đuối dẫm đạp nhau chết đến gì hàng hơn 200 người, nhưng mà chính phủ của họ vẫn gì vẫn cứ cho tắm. Và thậm chí cái vị thủ tướng Ấn Độ trước, vị thủ tướng trước ngày Modi này ấy, trước ngày Modi này, ngày thủ tướng trước ấy, đời trước, khi mà
Trong cái ngày đó vị thủ tướng cũng ra để tắm cho một số các báo đài ở châu Âu á, để châu Âu chúng ta biết là họ sống nó sạch sẽ, nó văn minh. Họ thấy một vị, họ nghĩ là người dân á còn thủ tục lạc hậu như thế thì đã đành, nhưng một vị thủ tướng mà lại ngày đó cũng ra gì, cũng ra con sông Hằng bẩn ô nhiễm như thế mà tắm. Thế người ta mới hỏi vị thủ tướng đấy như thế này. Tôi xem cái đoạn phỏng vấn đấy, người ta phỏng vấn thủ tướng là gì: thưa ngài thủ tướng, xin ngài hãy cho biết là đứng trên cương vị một vị gì, một vị thủ tướng đứng đầu một đất nước, một quốc gia như vậy, ngài có biết rằng con sông Hằng của Ấn Độ đang bị ô nhiễm không? Vị thủ tướng bảo: tôi biết con sông Hằng của đất nước chúng tôi đang bị ô nhiễm, và ô nhiễm rất trầm trọng. Các ký giả hỏi rằng: vậy thưa ngài, ngài có biết rằng khi mà cho người dân của ngài tắm rửa trên một dòng sông ô nhiễm như vậy, nó sẽ đem gì? Đem đến những cái hiểm họa và những cái căn bệnh lây nhiễm, có thể những cái căn bệnh lây nhiễm ảnh hưởng đến tính mạng của người dân của ngài không? Vì nói là gì? Tôi biết cái điều đó. Thế thì các ký giả nói là gì? Ngài biết cái điều đó, tại sao ngài không lấy cái quyền của một vị thủ tướng để ngăn cản cái việc làm sai trái và cái việc làm gì ạ, không có khoa học, phản khoa học của gì, của người dân đất nước ngài? Ngài nói rằng gì? Đứng trên cương vị một đất nước, tôi làm thủ tướng, đứng trên cương vị một tín đồ, trên là đức tin của tôn giáo chúng tôi là một gì, là một tín đồ, cho nên hôm nay tôi đến đây không phải là để ngăn cấm người dân tôi gì tắm dưới con dòng sông Hằng có lịch sử hàng mấy nghìn năm nay, mà tôi đến đây cũng chỉ để với cương vị là một tín đồ, cho nên tôi cũng đến đây để tắm dưới con sông Hằng này. Đấy, chúng ta thấy sẵn sàng để trả lời như thế. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta gì? Sám hối, tức là gì? Sám trừ những tội lỗi đã qua, ăn năn những gì và ngăn chặn những lỗi gì, lỗi lầm không cho tái phát, không cho phát sinh nữa, đó gọi là sám hối. Còn phát nguyện là gì? Tức là phát nguyện làm các việc lành, phát nguyện gì, bỏ các việc ác, phát nguyện làm các việc lành. Rồi đây gì, tổ lại dạy là phải luôn luôn nhớ gì, nhớ để báo đáp bốn trọng ân. Chúng ta ngày xưa hay tụng kinh đọc gì, đầu tiên là gì, tứ trọng ân là gì, là thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ a di đà phật, tức là ân trời đất, mưa thuận gió hòa đem đến cẩy cỏ cây không khí, rồi thức ăn thức uống cho chúng ta. Cho nên á, chúng ta ân gì, ân trời đất và thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ a di đà phật. Thứ hai là gì, sau thiên địa là gì, đến gì nhỉ, đến sư trưởng giáo huấn chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức, đại vị đỉnh lễ a di đà phật. Ân thứ hai là ân sư trưởng, tức là ân thầy tổ, và ân gì, phụ mẫu, thưa ân cha, ân cha mẹ. Đó, cha mẹ đem cho chúng ta gì, sinh thân này, thầy tổ đem cho chúng ta gì, giới thân, giới châu tuệ mạng này, giới thân tuệ mạng này. Đó, cho nên á, ân trời đất là ân thứ nhất, ân thứ hai là ân thầy tổ và cha mẹ, ân thứ ba là ân gì, ân quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ a di đà phật. Ân thứ ba là ân gì, ân quốc gia xã tắc, ân những người gì, những người cầm súng bảo vệ tổ quốc, từng tấc đất ngọn cỏ, từng gì hàng cây viên đá ở vùng biên giới, cũng như gì ở khắp trong đất nước của chúng ta, khiến cho giặc giã ngoại xâm, khiến cho trộm cắp không thể tự ý nổi lên để làm hại dân chúng, trong đó có cả chúng ta. Cho nên phải nhớ đến cái ân đó, đó là ân thứ ba, đó là ân quốc gia xã hội tri ân. Và ân thứ tư là gì, ân thứ tư đối với người xuất gia, cho nên á phải có cái ân là gì, gọi là thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng dường chi đức, đại vị đỉnh lễ a di đà phật. Thập phương tín thí tri ân, tức là cái ân đối với tất cả các tín đồ Phật tử ở khắp mười phương, họ đem đến chùa, họ xây chùa, tô tượng, đúc chuông để làm nơi cho các sư gì có nơi để ăn, để ngủ, để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh,
nhỏ như để từ cây tâm, từ que tâm, cũng do đàn Na Tín Thí đàn Việt gì mang đến để cung cấp, để cung phụng cúng dường chư tăng. Cho nên chư tăng sống được cái thân này để hoằng pháp tu tập lợi sinh là một phần cũng do ân nhờ vậy, nhờ vào cái ân của đàn Na Tín Thí thập phương. Cho nên tu tập được bao nhiêu công đức phải nhớ để hồi hướng cho họ, nhớ để hồi hướng cho họ. Nay đạo tràng chúng ta không hay đọc những cái bài đó, thì chúng ta đọc cái bài gì nhỉ? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân. Có chưa? Bốn trọng ân có rồi đấy. Bốn trọng ân đó là gì? Đó là ân trời đất, ân phụ mẫu sư trưởng là hai, ân quốc gia xã tắc là ba, và ân đàn Na Tín Thí thập phương là bốn. Có chưa? Bốn trọng ân có đấy. Chứ đừng nói là chúng ta không đọc, nhưng mà chúng ta thì chúng ta đọc tắt. Còn cái lễ tổng của cái khóa lễ của miền Bắc, các sư chúng ta miền Bắc ngày xưa hay đọc á, đi theo các trường hạ bây giờ vẫn hay đọc đó. Tí là họ chia ra thành từng lễ nhỏ, còn chúng ta thì đọc tất cả gộp nó vào là gì? Là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên thì đền bốn trọng ân, dưới thì cứu gì? Cứu ba đường khổ. Ba đường khổ đó là đường gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, có ai thấy bằng con mắt, có ai nghe bằng gì? Đôi tai, thì đều phát gì? Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, tức là sau khi hết cái báo thân này, đồng vãng sinh cực lạc. Hết một báo thân này thì đều được vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới. Vậy chúng ta có báo bốn trọng ân không? Có. Chúng ta có phát nguyện không? Có. Đấy, lời phát nguyện đó các quý vị. Ở đây cho nên tổ mới nói là ân tam bảo, ân sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh. Ở đây là các cụ ở trong miền Nam. Chúng ta biết là hòa thượng gì ở trong miền Nam. Thì ở miền Nam á, cái tứ trọng ân ở trong miền Nam hồi hướng á, thì ở đây là ân tam bảo này là một này, ân sư trưởng là hai này, ân thiện hiếu tri thức là ba này, và ân gì? Ân chúng sinh là bốn. À, chúng ta thấy cái phát nguyện giữa miền Bắc và giáo miền Bắc và Phật giáo miền Nam nói về gì? Tứ trọng ân là gì? Cái phát nguyện hồi hướng cũng có khác nhau. Miền Bắc chúng ta gì? Ân thứ nhất là trời đất, ân thứ hai là sư trưởng và cha mẹ, tức là sư trưởng giáo hóa tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức đó. Đó. Và ân thứ ba là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Ân thứ tư là ân gì? Thập phương đàn na tín thí. Đấy. Thì trong cái gì? Trong cái thiện hiếu tri thức và chúng sinh này á, đều là gì? Ở miền Bắc chúng ta gộp là một rồi. Còn ân tam bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng miền Bắc chúng ta cũng gộp là gì? Là một rồi, là hai. Ở đây thì miền Nam thì như cụ viết trong này, bốn trọng ân này á, thì không có ân trời đất. Đúng không? Không có ân trời đất. Mà thì thay vào đó là ân tam bảo. À, ân sư trưởng, ân sư trưởng ở đây, và ân cha mẹ thì cũng có. À, trong kia là không, mới không có cái ân trời đất thôi. Thì thôi đấy là gì? Đấy là cái văn hóa phát nguyện, cái văn hóa phát nguyện, lời phát nguyện của gì? Phật giáo Bắc Nam của chúng ta. À, nói chung nó khác một chút về cái câu văn, nhưng mà cái ý nghĩa thì tôi nghĩ rằng gì cũng không có gì cách biệt lắm, cũng không quan tâm nặng nề trong cái đó làm gì. À, vì trong kinh Pháp Hoa nói là gì, đến đời sau này khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, có thiện nam tín nữ nào đến chùa á, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà gì á, vị đó khởi cái tâm là cung kính hoặc là không cung kính, hoặc chắp hai tay hơi cúi đầu xuống niệm A Di Đà Phật hoặc là mô Phật, thì đó gọi là cung kính. Còn có những vị gì, họ chưa đủ tâm cung kính, họ đến chùa họ nhìn thấy gì? Tranh ảnh tôn tượng của Phật gì, họ chỉ hơi cúi đầu hoặc không cúi đầu, họ chỉ giơ một tay lên thế này, họ xá xuống một cái thế này, đầu họ không thèm cúi, họ giơ một tay lên thế này, thậm chí họ không xá, họ giơ một tay lên chắp trước ngực như thế này thôi, hai tay đáng nhé, cung kính thì là hai tay thế này, nhưng mà họ không cung kính rồi, họ giơ một tay lên thế này. Thế này xong rồi thì họ thôi họ đi. Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gì? Dù cung kính hay không cung kính, dù cúi đầu hay không cúi đầu, dù chắp hai tay hay chỉ giơ một tay xưng Nam Mô Phật hoặc không Nam Mô Phật, chỉ cần gì giơ một tay lên trước tôn tượng tranh ảnh của Phật
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì? Ta cúng thọ ký cho người đó trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, khi đầy đủ công đức, đầy đủ phúc báo, đầy đủ gì trí tuệ, vân vân, người đó cũng sẽ được thành Phật như ta, không có khác. Chúng ta thấy không? Đó cho nên chính là hạnh gì? Hạnh tùy hỷ, hạnh phát tâm tùy hỷ những cái việc tốt lành của người đấy. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là Bồ Tát Thường Bất Khinh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy tu không phải là gì? Không phải là cứ lên tụng kinh cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng không là phải cứ ngồi thiền lim dim suốt cả ngày lẫn đêm như thế mới thành Phật. Cũng không phải là trì chú Umbala suốt ngày mới thành Phật. Mà tu ấy, có muôn hạnh tu. Đức Phật nói 84.000 pháp môn, tức là 84.000 gì? Pháp tu tập khác nhau. Pháp tu của gì? Bồ Tát Thường Bất Khinh. Chỉ có nhìn thấy người ta là gì? Đến chùa mà ngài gì? Ngài từ xa chạy lại, tưởng làm cái gì? Ví dụ như có một Phật tử đang từ sáng chạy vào chùa Khai Nguyên này. Một vị tu cái hạnh này từ ở nơi xa thấy Phật tử vào chùa. Ôi trời, có người đến chùa rồi, chắc chắn họ sẽ lễ Phật. Mà họ lễ Phật thì họ sẽ được gì? Được thành Phật. Ta sẽ gì? Phát cái tâm tùy đến để gì? Để nói cho họ biết là gì? Do công đức lễ Phật ngày hôm nay họ sẽ được thành Phật ở trong kiếp tương lai. Cho nên chạy đến từ xa là gì? A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Bây giờ chúng ta thử làm như thế xem. Họ sẽ bảo chúng ta, ok, cái bà kia điên à? Bắt đầu gì? Khi mà họ nói cái bà kia điên à? Nói một câu á, thì mình còn gì mà A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Điên, cái đồ điên. Một người nói điên nữa thì ta không sao, nhưng trong cái đoàn đó 5 người, 10 người họ đều nói thì cái đồ điên. Và họ bỏ đi. Chúng ta chạy theo được vài bước nữa, A Di Đà Phật, vừa A Di Đà Phật họ bảo im ngay, đồ điên. Thế bắt đầu kìa, mắt chúng ta nó phừng phừng cái gì ạ? Nó thay đổi sắc mặt từ cái chỗ gì hồng hào sang cái chỗ gì ạ? Tím tái, hoặc là sang cái chỗ gì nó đỏ đỏ lên. Hoặc là họ gì, họ làm cho vài câu nữa mà bảo gì? Ông bà điên thì có, các ông các bà điên thì có. Tôi mong tốt cho các ông các bà, nhưng mà các ông các bà gì không muốn thì thôi, đồ điên. Quay mặt bỏ đi, hóa ra gì? Cả hai bên cùng điên với nhau hết. Đấy, đúng không? Vì sao ạ? Vì cái hạnh nhẫn của chúng ta, nhẫn ba la mật của chúng ta còn gì? Chưa đạt đến cái mức như là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh ấy, người ta dùng đất, đá đánh ném, gậy gộc ném, đánh ném ngài, đánh ngài thùng thụp ra. Nhưng mà ngài bình thường chúng ta đau thì chúng ta gì? Kêu gào thôi, đừng đánh tôi nữa, cho tôi xin, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi không các bà. Nhưng không, Bồ Tát Thường Bất Khinh càng đánh ngài đau thì ngài càng dám nói gì? Càng hét to hơn, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, đấy đấy, khác nhau ở cái đó các quý vị. Chúng ta bị đánh thì gì? Đau không chịu được thì thoái tâm Bồ Đề. Nhưng Thường Bất Khinh Bồ Tát càng đánh đau ngài càng kêu to hơn. Cuối cùng mọi người gì? Thấy thế mãi rồi cho nên cũng chán rồi, thôi bỏ đi. Và chỉ nói thôi, lần sau gặp cái ông sư điên ở trong chùa đó thì tốt nhất là tránh nó đi để cho nó đỡ phiền phức. Mọi người quen rồi. Cho nên đánh ông, chửi ông cũng chẳng màng gì. Mà đánh ông cũng chẳng màng gì. Càng đánh nó lại càng kêu to hơn. Cho nên thôi tốt nhất là gặp mà nhìn thấy ông ấy từ xa là lánh lánh. Mà khổ lánh ông ấy, lánh mà đừng để cho ông nhìn thấy. Ông mà nhìn thấy ông lại chạy đến ông lễ xì xù bóng mọt, tôi không dám kinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, chúng ta đã tu được hạnh như thế chưa? Cái hạnh tùy hỷ đấy các quý vị, phát tâm Bồ Đề, phát tâm tùy hỷ đấy, tùy hỷ công đức của người khác đấy. Đó. Và người ta đánh mình không ôm hận, đó chính là gì? Đó chính là hỷ xả đấy các quý vị. Vui mừng mà xả tất cả những cái lời chửi mắng, cái lời nguyền rủa cay độc của người, và thậm chí là đòn roi gậy gộc đất đá người gì? Người dùng để liệng ném vào mình. Chúng ta làm được không? Khó đấy. Nói thì dễ, giữ lễ mới là khó các quý vị. Đấy, nói thì dễ nhưng giữ lễ mới là khó, không phải đơn giản đâu. Đó. Cho nên chúng ta phải học dần dần, tập dần, gọi là tu tập. Tu là sửa, tập tức là gì? Là thói quen. Nó huân tập dần dần đó, nó mới thành cái thói quen. Cho nên chữ tu phải đi về gì? Với chữ tập. Hai chữ tu tập đi với nhau, chúng ta thường nghe như vậy. Tu tập. Đó, tu và tập. Tập ở đây chúng ta gì cũng có thể gọi là tập luyện, là rèn luyện.
là thói quen, là sự huân tập lâu ngày chày tháng thì nó sẽ đầy lên. Giống như câu chuyện ngày xưa đi học, còn bé bé học cái gì? Có một con quạ khát nước, nhìn thấy ở trong cái lọ thủy tinh có nước rất là đầy, nhưng mà gì? Cái cổ của nó ngắn, nó không thể duỗi vào được vì nước nó gì nó còn quá ít. Cho nên con quạ đấy, con quạ khôn ngoan, con quạ gì tinh anh, con quạ thông minh mới đi gắp từng hòn sỏi bỏ vào trong gì trong chiếc bình. Mỗi một hòn sỏi vào thì chiếc cái nước nó gì nó theo đó quán tính gì nó theo thì nó dâng lên một chút, bao giờ thì nó bỏ đầy lưng bình sỏi vào đó thì đất đương nhiên là gì nước nó dâng lên gần trên miệng và con quạ gì đứng để uống thôi đó. Cho nên phải có chữ kiên trì. Bài học ấy, ngày xưa chúng ta đi học, bài học ấy dạy cho chúng ta cái gì? Cái đức tính kiên trì, đúng không? Dạy chúng ta cái trí thông minh là một phần, nhưng cái đức tính kiên trì là quan trọng nhất. Đó, bỏ một viên không được thì hai viên không được thì ba viên không được thì nhiều viên. Rồi đến lúc thì thành quả nó gì? Nó sẽ được, chúng ta sẽ được gặt hái thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là phát cái tâm hỷ xả, là người ta dùng những cái ý ác, lời nói ác, hành động ác, suy nghĩ ác gán ghép cho mình, bảo mình thế này thế nọ thế kia, bảo mình là người tồi tàn, bảo mình là người gì, người hư hỏng, bảo mình là cái người có nghĩa là chẳng còn cái lời nói xấu gì cho họ nói nữa. Nhưng chúng ta thì vẫn phải an nhẫn, chúng ta nhìn thấy họ vẫn phải cười, vẫn phải cười. Nếu không nói được là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ nhìn Phật đó, thì thôi, nhìn thấy họ vẫn chào, vẫn cười, vẫn dùng cái gì hiện lên cái tướng mặt rạng ngời để mà gì, nếu là những vị đó là người xuất gia thì hơn chúng ta, vai trên chúng ta, chúng ta vẫn gì chào cung kính A Di Đà Phật, không sao đó. Cho nên ở trong cái bộ niệm Phật tập yếu này có rất nhiều những câu chuyện tổ cũng dẫn chứng cho chúng ta thấy ngộ đạo mà chưa đắc đạo thì vẫn bị trầm luân, vẫn bị luân hồi. Còn những người chưa ngộ đạo, chưa đắc đạo mà đối nghiệp vãng sinh thì lại vĩnh viễn thoát đi sinh tử chúng khổ, một đời là thành Phật. Chúng ta thấy, cho nên cái bi nguyện của A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc phải nói là gì? Gọi là đệ nhất A Di Đà khởi được gì? Khởi được cái đại bi tâm, tần độ chúng sinh khổ não khắp trong mười phương thế giới là như thế. Cho nên ở đây mới nói là gì, trở lại bài chúng ta nói là phát tâm hỷ xả, tức là đối với những lời chửi bới mắng nhiếc, những hành động xấu ác của người đổ dồn lên đầu mình, nhưng mình vẫn gì, vẫn dùng cái tâm vui mừng để đón nhận, phải vui mừng để đón nhận. Còn phiền não mà đón nhận thì không phải gọi là hỷ xả được các quý vị. Ví dụ người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình không chửi lại được, không đánh lại được, không mắng lại được, mình bắt buộc phải chịu á, ấm ức mà gì mà nhận á, thì đó có gọi là hỷ xả không? Hả? Tức quá đi thôi, làm sao mà thì mình không cãi được lại họ. Người ta chửi mình không cãi được, người ta mắng mình không cãi được, người ta đánh mình thì yếu hơn, mình không đánh lại được, bực quá đi thôi. Ôi trời, bực quá. Thế là gì? Về cứ thế là khóc tức tưởi ra. Bố mẹ hỏi làm sao đấy con? Cái thằng ở đầu làng, cái thằng A hôm nay đầu làng nó đánh con. Thì bố mẹ bảo con làm gì mà đánh nó? Con chả làm gì, tự nhiên nó cứ mà chửi con và nó đánh con thôi. Là thôi con ạ. Thì nó đánh rồi thôi, để mai bố nói chuyện với gì với bố mẹ nó. Nhưng mà con tức lắm, nó đánh con, nó tức con rồi. Thế khóc tu tu ra. Như vậy gọi là gì? Gọi là hỷ xả được không? Không gọi là hỷ xả được. Gọi là gì? Gọi là không làm gì lại được họ mà phải chịu. Đó, còn hỷ xả là sao? Nó đánh mình như... thôi, nó đánh mình cũng được. Nó đánh mình lại tại là mình chưa tốt đấy mà. Tại là mình nói cái điều gì đó làm cho nó gì ạ? Nó không bằng lòng, nó tức lên, nó đánh mình đấy mà. Thôi, mình phải quay về để xem. Nếu mình chưa tốt thì mình thay đổi cho mình tốt lên. Mình nói những cái lời gì cho người ta giận, người ta bực, người ta đánh mình thì mình phải sửa những cái lời nói, lần sau mình không nói những điều, cái lời nói đó với người khác nữa. Ít nhất là với người đó, nhất đến cho tất cả người khác nữa. Những cái lời nói nào mà mang đến cho người ta phiền não, mang đến cho người ta thù hận, mang cho đến người ta sự sự tức tối thì ta không nói nữa.
ta chỉ nói những cái lời mà cho người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ, nói đúng sự thật, đúng chân lý mà thôi. Đó, đó chính là người gì? Thực hành hạnh hỷ xả. Có làm được không? Khó đấy, không phải đơn giản đâu. Khó đấy. Các vị biết. Đấy cho nên ở đây tổ mới nói gì? Giấu cho người ta dùng những cái lời hủy nhục, những cái mưu mô xảo quyệt hiểm độc làm tổn hại mình vẫn phải vui vẻ để mà ăn nhẫn bỏ qua. Sự vui vẻ an nhẫn ấy, nếu xét kỹ thì thành ra là không có thật nhẫn đâu. Vì tất cả gì? Tướng người, tướng ta và tướng não hại đều là không. Đây là tư tưởng của Bát Nhã rồi. Cho nên tổ mới dẫn trong Kinh Kim Cang Phật có dạy như thế này: Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật. Nghĩa là sao? Như Lai nói, tức là Đức Phật nói. Như Lai là một danh hiệu cho Đức Phật. Đức Phật nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta đọc cái này thì chúng ta gì? Như là người tay dính đầy mỡ mà leo gì ạ? Leo một cái cột sắt trơn tuột thẳng đứng, leo được không? Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Là sao đây? Rất khó. Chỉ một câu kinh này chúng ta tu tập cả đời vẫn chưa xong các quý vị. Một cả đời chúng ta chỉ tu một cái câu ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy đấy. Nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tức là sao? Đại ý là gì? Đức Phật dạy trong kinh nói là gì? Chúng ta phát nguyện tu hành hạnh nhẫn nhục, chúng ta nhẫn được tất cả những cái việc gì? Việc khó nhẫn nhất chúng ta vẫn nhẫn được. Nhưng mà chúng ta không thấy gì? Không thấy ta là người nhẫn, không thấy người là người gì ạ? Cái người chửi mắng, nguyền rủa đánh đập chúng ta. Và không thấy pháp gì mình dùng để gì? Để khống chế cái việc tức tối ấy, tức là cái pháp gì hỷ xả này đó, cũng không thấy nó luôn. Không thấy ta là người nhẫn, không thấy gì đối phương đem đến gì, đem đến cái sự cho chúng ta, sự tức tối cho chúng ta phải ăn nhẫn, và không thấy pháp để nhẫn, đó gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thấy khó hả? Nhiều Phật tử tôi nghĩ là cứ thế thế này, rất chăm chú nghe, nhưng mà như nước đổ lá khoai thôi. Tôi biết mà, ngày xưa chúng tôi học cái này chúng tôi biết mà. Các hòa thượng lên giảng mà mình ở dưới cứ há mồm mà nghe, trợn mắt há mồm mà nghe, nhưng không biết là các cụ đang nói gì. Các cụ nói xong thì vỗ tay với nhau đông đốp rồi, nhưng mà gì? Không biết là các cụ nói cái gì. Đấy, tư tưởng Bát Nhã gọi là gì ạ? Là chỉ cho gì? Con thuyền lớn của nhà Phật, trí tuệ lớn của nhà Phật. Cho nên là Kinh Bát Nhã Đức Phật mới nói gì? Là mẹ của chư Phật. Tất cả các chư Phật đều gì ạ? Đều do một bà mẹ mà sinh ra. Bà mẹ ấy đó là gì? Đó chính là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Dịch là gì? Chứ Maha là to, là đại, là lớn. Bát Nhã dịch là gì? Là trí tuệ. Đó. Chứ Maha là to, là đại, là lớn. Chứ Bát Nhã dịch là trí tuệ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa tức là gì? Mình có thể dịch là đáo bỉ ngạn, hay là gì? Phải tới bờ kia. Đó. Người có trí tuệ to lớn, có trí tuệ rộng lớn thì sẽ gì? Sẽ nhận được tất cả các pháp thường vô thường, ngã vô ngã. Cho nên vì đó gì? Ở trong trụ tâm và trong lý trung đạo, không theo bên này cũng không theo bên kia, cũng chẳng gì nghiêng về bên thiện, cũng chẳng gì ạ, cũng chẳng bỏ bên ác. Không thấy có thiện, cũng chẳng thấy có ác, chẳng thấy có tà, chẳng thấy có gì, có ngụy, chẳng thấy có chân, chẳng thấy có ngụy, chẳng thấy có tà, có thiên, có viên, có tiểu, có đại, vân vân.
các ngài đều ở trong trung đạo hết, ở trong lý trung đạo, cho nên không có sự chấp trược. Vì vậy cho nên tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa quán từ tại Bồ Tát Ma Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giây không. Ngũ uẩn giây không, ngũ uẩn đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ngũ uẩn đều gì? Đều không. Còn chúng ta thì thấy không không? Không, chúng ta thấy đều có. Đối với chúng sinh phàm phu, chúng ta ngũ uẩn đều là gì? Đều có. Sắc uẩn có không? Có mà. Vì có cho nên á, đó. Ôi dồi ôi, đi mới có 5 ngày mà nhớ cái đứa cháu nội quá đi thôi. Bà kia cũng nói gì? Ôi dồi ôi, tôi cũng nhớ cái cháu, đứa cháu ngoại của tôi sao mà nó đáng yêu thế. Mới có 5 ngày mà tôi nghe như là gì? Nghe như cả tháng rồi. Bao giờ cho hết 2 ngày nữa để về đây? Bà ừ nhỉ, bao giờ cho hết 2 ngày để về? Tôi nhớ đứa cháu nội tôi quá. Bà kia bảo tôi cũng đứa nhớ đứa cháu ngoại tôi quá. Chúng ta thấy sắc là có, cho nên mới có gì? Mới có đứa cháu ngộ, cháu nội là gì ạ? Kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu. Mới có đứa cháu ngoại là gì ạ? À, kháu khỉnh, đẹp đẽ gì? Đáng quý. Đó. Mới thấy cái ngôi nhà của chúng ta gì? Cất công ra xây dựng lên là gì? Quen thuộc, đáng yêu, ấm cúng làm sao? Có ông chồng lấy mình, cưới mình thì bao nhiêu năm nay? Có cháu có chắt rồi mà vẫn lo lắng cho mình, đáng yêu làm sao? Có bà vợ gì? Cưới nhau đến đầu bạc răng long, 8-90 tuổi rồi, năm nay bà vẫn thương mình giống như năm 18-20, đáng yêu làm sao? Cho nên Phật chẳng nhớ, chỉ nhớ bà già 80 gãy móm hết răng thôi. Và chỉ nhớ đứa cháu nhỏ thôi, cho nên, và chỉ nhớ ngôi nhà mình thôi, cho nên sắc không chưa? Chưa. Phật thấy tất cả gì ạ? Ngũ uẩn đều không. Còn chúng ta ngược lại thấy tất cả gì? Năm uẩn đều có. Ta thấy sắc uẩn, thấy thọ uẩn. Thọ tức là gì? Là thụ nhận đó. Thụ nhận cái gì? Tất cả cái gì chúng ta gì? Vơ vào trong gì? Trong thân mình, trong lòng mình á, trong tâm mình á, đều là nhận đấy các quý vị, đều là thụ đấy. Thụ cái tốt á, thì còn gì? Còn hướng tới đạo giải thoát. Nhưng thụ cái gì ạ? Thụ cái xấu á, thì sẽ rất dễ đưa mình vào trong ba đường ác đạo đó các quý vị. Nói cho nên thụ gì? Thụ gì? Thụ rau á. Rau, thụ rau tương mắm muối cà hàng ngày á. Thụ 2-3 lưng cơm với gì? Với rau luộc, rau xào, rau nấu canh á, rau làm nộm á, vân vân á. Thì thụ cái đấy á, thì đưa cho chúng ta gì? Đưa cái công đức lớn vào trong A Lại Gia thức của chúng ta, vào trong tàng thức của chúng ta. Còn nếu mà thụ gì ạ? Thụ thịt, thụ cá à, thụ những cái đấy á, thì nó đem gì? Đem bệnh vào trong thân của chúng ta, và đem nghiệp vào trong gì? Trong tâm, trong A Lại Gia thức của chúng ta, cũng là thụ đấy. Nhưng mà Phật Bồ Tát thì chỉ thụ những cái gì nó gì? Nó không đem lại sự đau đớn, không đem lại cái sự phiền não, cái sự khổ đau cho chúng sinh à. Còn chúng ta thụ đấy, thụ tất cả cái gì mà đem lại lợi ích cho mình thì mình đều thụ hết, mặc dù biết đó là sai, mặc dù biết đó là tội, mặc dù biết đó là gì, nhân quả sẽ phải gì, có vay có trả. Nhưng mà vì muốn gì? Vì muốn ngoan cái miệng, cái lưỡi của chúng ta, vì muốn béo, muốn trắng, muốn khỏe, muốn đẹp cái thân của chúng ta, cho nên biết là sai, biết là xấu, biết là có tội, nhưng vẫn cứ thụ gì ạ? Thụ nhem nhẻm hàng ngày ra đấy. Đó, tôi nói như thế có khi cũng đồng chạm nhiều người ngồi ở trong đây. Nhưng mà thôi, dù sao tôi nói, các quý vị có ném đá tôi cũng vẫn cứ nói ha? Đúng không? Đó là sự thật. Các vị có ném đá tôi vẫn cứ nói. Nói như Bồ Tát Thường Bất Khinh nhé. Tôi chưa được như Bồ Tát Thường Bất Khinh, nhưng mà tôi vẫn cứ nói. Nói cho bao giờ hội trường này không còn ai ngồi đây thì tôi vẫn cứ nói. Các vị không nghe tôi nói thì tôi nói cho gì? Cho tôi nghe. Tôi nói một mình tôi nghe. Ít nhất là như thế. Cho nên ở đây mới nói là Phật Bồ Tát thấy thì năm uẩn là không, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không. Còn chúng ta thì năm uẩn đều có. Vì thấy có cho nên chúng ta mới có cầu,
có cầu gì, được thì gì, thì phải lo giữ, mà không được thì ưu sầu nhiệt não, bi thương ảo não, buồn phiền lo lắng đủ các thứ hết. Tất cả nó ở gì, ở đó mà ra. Cho nên mới nói gì, Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn tất cả gì, thấy tất cả các uẩn đều là không. Vì thấy tất cả đều là không cho nên chúng ta thấy gì, không tu không đắc, không tu cũng không đắc. Vì vô sở đắc, cố Bồ Đề Tát Đoạ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì không có gì, không có tu, không có đắc, không có chỗ sở đắc, cho nên gì, cho nên mới gì, mới thành tựu được cái quả vị vô thượng Bồ Đề, vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng ta thấy ở đây mới nói là Như Lai nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cái này nói cái này phải những bậc có trí tuệ, những người tu Phật nghiên cứu Phật lâu rồi mới hiểu được, hiểu được thôi nhá. Tôi còn để hiểu từ chỗ hiểu đến chỗ chứng là còn cả một vấn đề. Từ chỗ hiểu đến chỗ chứng và chỗ thực hành và chứng được nó là cả vấn đề. Nay chúng ta về cứ bắt đầu quán xét dần đi. Nhà cửa chúng ta làm nên, đích thân tay ta làm nên, tiền của ta một đời gom góp để xây dựng nên, nhà này có thật không? Có thật không? Chúng ta xin có thật không? Nếu chúng ta bảo thật á, thì trước khi chúng ta chưa xây, nó ở đâu? Sau khi chúng ta chết đi, nó đi theo chúng ta không? Không. Trước khi chúng ta chưa xây, nó không có. Sau khi chúng ta mất đi, nó không theo chúng ta. Và một ngày nào đó, do chiến tranh, do nạn nước, nạn lửa, nó cũng sẽ không tồn tại nữa. Hoặc do thời gian mưa nắng, nó sẽ không tồn tại nữa. Cho nên tất cả không thật có. Mà đã không thật có, tại sao mình phải chấp vào nói gì nhỉ? Thôi ở trong chùa, ngủ trên chùa 7 ngày cũng như ngủ ở nhà 7 ngày mà. Có gì đâu mà phải cứ ngủ ở nhà mới gì, mới được. Hoan hỉ, ngủ ở chùa cũng như ở nhà. Nằm ở nhà, nằm ở phòng lạnh, nằm ở giường đệm, chăn ấm đệm êm, cũng thế. Nằm ở chùa, nằm ở dưới gì? Dưới sân gạch, cũng thế. Sân gạch, chúng ta có pháp, có hỷ lạc do pháp đem lại. Cho nên sân gạch chúng ta cũng cảm thấy như gì? Như đang nằm ở trong phòng điều hòa, trong chăn ấm đệm êm. Đó gọi là người khéo biết quán chiếu. Dù cho ở nơi đâu, gọi là người khéo biết quán chiếu. Dù cho ở nơi đâu, nếu tâm thấy an lạc, tất cả đều như nhau. Đấy, tất cả đều như nhau. Dù cho ở nơi đâu, tâm ta mà gì, mà khéo biết quán chiếu thì đều sẽ được an lạc, tất cả như nhau, không có khác. Cho nên ở đây về cái vấn đề gì, vấn đề mà Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cương ấy, chúng ta phải thực hành dần dần, từ cái nhỏ đến cái lớn. Chứ bây giờ không có chúng ta mà chưa làm được mà chúng ta cứ nói, cứ thích đi nói, đi giao giảng cho mọi người. Tôi học thế trên chùa, khai nguyên thầy giảng như thế, như thế. Về cứ thế là gì, đi giảng cho mọi người, trong khi đó mình chưa làm được một chút xíu nào cả. Thì người ta là quay là người ta phỉ báng mà. Ôi giời, cái đồ chỉ có nói nhiều, làm được cái gì đâu, chưa vào tai đã ra mồm. Thế có phải là chúng ta gì ạ, bị lỗ không, mà bị tổn phúc không? Đó, cho nên điều quan trọng này này, đối với Phật Pháp á, phải làm nhiều hơn nói. Làm được rồi thì mới nói. Hoặc là gì, nếu chúng ta nói mà chưa làm được thì phải cố gắng để mà làm. Ví dụ như tôi bây giờ đang ở trong trạng thái là gì, nói được nhưng chưa làm được, thì cố gắng để mà gì, mà làm. Tôi nói vì sao mà nói? Nói vì muốn gì? Vì muốn đem cái bi nguyện của Đức Phật là phá mê khai ngộ cho chúng ta, cho nên tôi mới nói. Chứ không phải là tôi nói để gì? Để tôi cầu danh. Không phải tôi nói để cho các vị đến với chùa Khai Nguyên đông hơn, tôn sùng tôi như là một vị minh sư, một vị pháp sư, một vị đại sư, một vị gì, một vị thiền sư, một vị tổ sư, vân vân. Không phải. Nếu tôi nói mà cầu cái điều đó thì tôi chính là một kẻ đại tiểu nhân. Chết đi sống thì vì danh lợi mà sống, chết đi vừa nhắm mắt xuôi tay liền vào trong A Tỳ địa ngục.
tu mà vào trong A Tỳ địa ngục thì tu làm cái gì đó. Cho nên á, cái này chúng ta phải nhớ cái điều đó. Nếu chúng ta chưa làm được mà nói thì vì Phật pháp, vì muốn phá mê khai ngộ cho người để mà nói thì tạm được. Đó, còn nói về tiếng khen, nói về để người á tôn sùng mình, quỳ lạy trước mình á, vân vân, như vậy là nói như vậy là sai đó. Đó, cho nên ở đây mới nói gì, lòng tùy hỷ trừ được chướng gì, chướng là gì, tật đố nhỏ nhen. Tổ dạy là ai mà có lòng tùy hỷ á, thì sẽ trừ được cái lòng tật đố nhỏ nhen. Còn lòng á, hỷ xả á, thì giải được cái chướng hận thù báo oán đời đời kiếp kiếp vậy. À, cho nên tôi nói với các quý vị mà từ năm 2012 đến 2019 tôi gặp cái vị hòa thượng mà muốn đuổi tôi ra khỏi giáo hội trước đây á, tôi gặp đâu tôi cũng chào, tôi chào rất cung kính, rất thành khẩn. Cho nên những ngày xưa thì chào vì quay mặt đi, vì sao vì quay mặt đi, vì là vì nghĩ là tôi láo. À, con cháu ở vai cấp dưới, học trò học sinh ở vai cấp dưới mà dám đi xả thì gần tiếng đồng hồ xả để cho cụ không chen được vào lời nào, cho nên cụ phải tức, cụ phải đứng dậy, cụ bỏ đi, có nghĩa là gì? Cho nên cụ nói là mình là thằng láo. Đấy, trong lòng người ta nghĩ là cái thằng ấy là láo, thì mình bây giờ phải gì ạ, lại phải dùng lại cái không thể nào mà gặp nhau lại gì, lại cãi nhau, gặp nhau lại gì, lại tranh luận với nhau nữa, mà mình phải dùng cái lòng chân thành, gặp đâu là cung kính, gặp đâu là lễ bái. Thì làm gì, từ năm 2012 đến 2019 là mấy năm? Mấy? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 năm trời các quý vị. 7 năm trời mình hành cái hành là cung kính, hành cái hành là khiêm cung, hành cái hành là gì? Tôn trọng, bậc lớn. Mình không nhìn vào cái trí tuệ và cái hành động của họ nữa, mà mình nhìn vào gì? Tuổi đời cũng nhiều hơn mình rất nhiều lần, tuổi đạo cũng hơn mình rất nhiều lần. Nhìn vào cái đó để mà gì mà cung kính, để xá chào lễ lạy. À, cho nên á, từ cái chỗ người ta nhìn thấy mình người ta quay mặt bỏ đi, chào người ta lườm một cái người ta quay mặt bỏ đi, bây giờ thì gật đầu và ừ rồi chưa nói chuyện thôi thì gật đầu và ừ rồi. Tôi nghĩ là cố gắng khoảng 30 năm nữa có thể gì cụ sẽ gật đầu, sẽ ừ và sẽ nói chuyện. Ô rồi Thịnh đấy à, đi đâu đấy? À, thế là quý rồi. Đấy, chúng ta thấy đấy chính là gì, là chúng ta mà khởi được cái tâm hỷ xả thì sẽ giải được cái chướng gì, hận thù báo oán đời đời kiếp kiếp theo đuổi nhau. Cho nên đó chính là gì, là phát tâm bồ đề, dùng cái tâm hoan hỷ như thế mà hành đạo, đó mới gọi là phát đại bồ đề tâm. À, đấy là điểm thứ gì, thứ tư. Điểm thứ năm tổ dạy này là sám nguyện tâm. Thế nào là sám nguyện tâm? Tổ dạy như thế này: trong kiếp luân hồi mọi loài hằng đổi thay, làm quyến thuộc lẫn nhau, thế mà ta vì mê mờ lầm lạc, từ kiếp vô thủy cho đến nay, do tâm chấp ngã, muốn lợi mình nên làm tổn hại đến chúng sinh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, thậm chí đến chư Phật thánh nhân vì tâm đại vi ra đời thuyết pháp cứu độ muôn loài hữu tình, trong ấy có chúng ta. Mà đối với ngôi Tam Bảo, ta lại sinh lòng vong ân hủy phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành mà sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thoái, vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn ăn năn thề không tái phạm. Đã sám hối phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa. Đi đến chỗ tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện: nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng quần sinh, để chuộc lại lỗi lầm xưa kia và đền đáp bốn ân nặng. Bốn ân đó là ân Tam Bảo, ân cha mẹ sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh.
có tâm sám nguyện như vậy, tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày thêm lớn và mới đi đến chỗ phúc tuệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Đó, điều thứ năm này, Tổ dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm chính là phát tâm sám nguyện. À, sám nguyện. Sám tức là sám hối, nguyện tức là phát nguyện. À, sám nguyện tức là sám hối và phát nguyện. Tổ dạy gì? Trong kiếp luân hồi từ vô thủy kiếp cho đến nay á, mọi loài hàng gì? Hàng thay đổi làm quyến thuộc lẫn nhau. À, tất cả các loài, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh bằng nơi thấp sinh, loài sinh bằng nơi hóa sinh, vân vân. Trong bốn loài sinh ấy, chúng ta đã từng đắp đổi sinh qua sinh lại với nhau. Đối với tất cả chúng sinh cũng vậy, đã từng đắp đổi sinh qua sinh lại với nhau, làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái, cha mẹ ông bà, bạn bè với nhau, đắp đổi, thậm chí là gì, làm kẻ thù với nhau, đắp đổi như thế, xoay vần mãi, không có lúc nào dừng từ trước cho đến nay. May thay, Tổ dạy là gì? Nay á, gặp được gì? Bậc Thánh Nhân xuất thế, tức là chỉ cho Đức Phật á, Ngài xuất hiện ra nơi đời vì lòng đại bi thương xót để mà gì? Giáo hóa cho chúng sinh. Chúng ta gì? May mắn á, gặp được Tam Bảo, có lòng tin á, thì tốt. Nếu không có lòng tin á, lại còn cái sinh tâm gì? Cống cao ngã mạn, sinh tâm hủy báng và thậm chí là phá phách nữa. Chúng ta thấy có không? Có người phá Tam Bảo không? Có. Phá cả về lý lẫn về sự đều có. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay á, cũng không tránh khỏi những cái đấy được. Cho nên Đức Phật nói là nay may Tổ nói là nay may mắn gặp gì ạ? Gặp được Tam Bảo rồi thì phải gì? Phải ráng để mà lo gì? Lo tu. Ráng để mà lo tu. Phải gì? Phải đối trước gì? Tam Bảo để mà thường gì? Sám hối phát nguyện. Và Ngài dẫn chứng là gì? Là Bồ Đức Bồ Tát Di Lặc nay đã ở ngôi gì? Ngôi bất thoái, chuyển Bồ Tát rồi. Một đời nữa là thành Phật, gọi là nhất sinh bổ xứ, tức là một đời nữa là thành Phật rồi. Nhưng mà ngày hàng ngày Bồ Tát Di Lặc vẫn phải gì? Dùng sáu thời để công phu lễ bái. À, chúng ta thấy ngày sáu thời Di Lặc Bồ Tát vẫn công phu lễ bái để làm gì? Để sao? Để mong cho sớm được thành Phật, để tận độ chúng sinh, để viên mãn công đức. Bồ Tát Di Lặc ở trong ngôi vị bất thoái chuyển nhất sinh bổ xứ một đời thành Phật mà còn phải lập ra thời khóa tu hành như thế, huống chi làm phàm phu tục tử chúng ta mới gặp được Phật Pháp, mới quy Tam Bảo được gì dăm 30 năm, thậm chí là một vài kiếp gần đây mà thôi, thì không có lý gì chúng ta nói rằng Phật ở tại tâm tức Phật, cần gì phải lễ Phật. Phật ở trong tâm mình là được, cần gì phải lễ Phật, cần gì phải đến chùa, cần gì phải cúng dường Tam Bảo, vì Tam Bảo có đầy đủ ở trong gì, ở trong tự tính chúng ta rồi. Như thế gọi là tà kiến. Đó chính là gì? Khởi cái tâm tà kiến để nhìn nhận gì? Nhìn nhận sai lệch thiên tà về gì? Về Tam Bảo, về công đức thù thắng, tu tập thân cận cúng dường Tam Bảo gì của chúng ta. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Tổ dạy chúng ta phải gì? Hàng ngày á, phải lập ra các thời khóa tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, và đặc biệt là gì? Phải sám hối và phát nguyện. Sám là sao? Sám tức là gì? Là sám trừ những nghiệp đã qua, gọi là sám. Hối là gì? Hối tức là ăn năn, là hối cải, nguyện chừa bỏ, không tái phạm những lỗi gì? Những lỗi mình đã vi phạm, đã làm ở kiếp trước. Đó gọi là sám hối. Chuẩn chỉ ý nghĩa sám hối nó phải như thế.
sám trừ những việc đã qua, không cho tái phạm nữa, và hối cải, ăn năn, không để cho những việc ác giống như trước đây gì nó khởi lên và làm trở lại nữa. Đó gọi là sám hối, chứ không phải là sám hối như một số các tôn giáo ở trên thế gian này. Đó là gì? Là đi vào cái nhà kín, nói ra cho một người nghe, và họ thì người đó nói là ta đã chứng minh cho con, ta đã rửa tội sạch cho con rồi, như vậy là xong. Không có đâu. Nếu mà một vị nào mà có cái quyền năng mà rửa như thế, ví dụ phạm tội giết người, nó giết người hay buôn bán hàng quốc cấm chẳng hạn, nó đến là gì, nó nói là gì, thưa thầy, con đã gì, con đã vừa phạm tội giết người, xin thầy vì con mà gì mà chứng minh mà rửa tội cho con gì hết tất cả những tội lỗi ấy. Thầy bảo rằng, thầy bảo là gì, nếu như người chúng ta là Phật chẳng, chúng ta A Di Đà Phật, thầy đã chứng minh và rửa hết tội ấy cho con rồi, có rửa được không? Rửa được không các quý vị? Không rửa được, không rửa được cái tội ấy. Làm gì có cái chuyện đấy. Rồi có những một số những cái niềm tin tôn giáo, đặc biệt Ấn Độ đi, họ cho rằng cái nước con sông Hằng là nước gì? Là nước con sông linh thiêng. Một năm vào cái ngày nhất định, vào một cái tuần, và đặc biệt trong một ngày nhất định của cái đạo Hindu, họ cho rằng gì? Tất cả những cái tín đồ cứ lội xuống cái con sông Hằng để tắm, là mọi tội lỗi trong một năm ấy là gì? Được nước con sông Hằng đi, cái nước thánh con sông Hằng rửa đi, gột rửa sạch đi. Tôi năm ngoái, năm kia đi sang thăm Ấn Độ mới thấy gì? Bao nhiêu năm học trong kinh cứ thấy nói đến con sông Hằng, đích mục sở thị, tận mắt nhìn thấy. Nước con sông Hằng ngày xưa thời Đức Phật thì chắc chắn là trong xanh và nó gì? Nó đẹp đẽ lắm. Nhưng nước con sông Hằng ở cái thế kỷ 20-21 này nó cũng bẩn giống như gì? Bẩn hơn cả con sông Hồng của Việt Nam, các quý vị ạ. Con sông Hồng của Việt Nam ấy thì còn không có xác chết bỏ xuống nhiều, nó chỉ có rác thôi. Còn con sông Hằng của Ấn Độ á, rác cũng bỏ xuống, tất cả xác chết ấy cũng đều được gì? Phần lớn đều được bỏ xuống đó. Người chết cũng đem gì? Đem ra con sông Hằng để thiêu. Thiêu xong nó cháy không hết á, nó trôi lềnh bềnh như kia. Con vật, con bò, con trâu, con bò, con khỉ á, những con vật được nuôi, những con vật thân thiết á, Ấn Độ nó không ăn thịt nhiều như chúng ta đâu. Nó 70% dân số Ấn Độ là ăn chay. Chúng ta nhớ nhé, 70% dân số Ấn Độ là ăn chay. Thậm chí là ăn chay trường luôn á. Đó. Cho nên á, xác con vật chết ra đem ra sông Hằng để tế lễ cho nó và giải thoát, để cầu mong cho con vật yêu quý nó sớm được lên trời. Được sớm lên trời. Cho nên xác chết nó cứ trôi lềnh bềnh ở dưới thì con sông Hằng. Người ta tắm á, hôm đấy tận mắt tôi nhìn thấy, ở bên này á thì làm lễ hỏa thiêu đốt xác người, ở dưới bên này á thì đầu trên thì đốt xác người, đầu dưới thì mọi người thì nhảy xuống tắm và cứ yên lành như không có cái gì ấy. Việt Nam chúng ta mà nhìn thấy phát hiện một cái xác chết trên con sông Hồng đó thì công an cả xã, cả huyện, cả gì, cả tỉnh phải đi vào để điều tra. Nhưng bên kia xác chết trôi lềnh bềnh đầy con sông Hằng, đó là chuyện bình thường. Xác chết người đấy nha các quý vị. Vì sao? Vì họ chết họ đem cho sông Hằng có thả mà, là chính mà. Cứ trôi như vậy. Ngày xưa tôi xem cái đĩa của Thượng tọa Chân Tính năm 2008 thì phải. Cụ sang Ấn Độ, cụ về, cụ quay một cái đoạn video á, cụ làm phim, cụ quay lại cái đoạn con sông Hằng, nhìn thấy mọi người tắm, thấy mà xác chết nó trôi lềnh bềnh, cái bụng thì bụng nó trướng phình lên, có hai con quạ nó đậu trên đó, nó mổ cái ruột, nó cứ mổ nó lôi ra nó ăn, và nó trôi cái xác gần và sát mấy người đang tắm đó, mấy người đang tắm dùng nước là vẩy nó ra và đuổi con quạ đi, và vẩy cái xác chết nó ra, và mình nghĩ bụng ông làm gì có cái chuyện này. Làm gì cái thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn, thế kỷ 20-21 rồi mà vẫn còn cái chuyện mà hổ tục lạc hậu như thế. Như năm 2017 mình sang đấy mới thấy gì? Thực sự tận mắt nhìn thấy xác chết trôi lềnh bềnh này, đầu trên này thì làm lễ hỏa thiêu, đốt xác người ở trên đầu trên này, cách nhau chỉ có vài chục mét thôi các vị, chứ không phải cách nhau vài trăm mét, vài cây số đâu. Vài chục mét ở trên, mọi người làm lễ hỏa thiêu và nhảy múa. Nó nhảy múa cả đêm với nhau các quý vị nhé. Người dân Ấn Độ á, theo đạo Hindu họ làm lễ hỏa táng, có nên hỏa táng hàng trăm hàng nghìn cái xác. Có bao nhiêu người chết từ thành phố ở xa họ cũng gì, có tâm nguyện họ có tiền họ chở đến đó để nhờ các thầy bà la môn cúng lễ cho, và nhảy múa cả đêm theo nghi thức tôn giáo của họ, xong rồi đem xuống sông Hằng để đốt, hoặc là đốt ở trên bờ đem thì vứt
cái cho cháy hết hay chưa cháy đều vứt tất cả xuống sông hết. À, xác chết đem đốt ở trên sông, có thể cho lên cái bè, mấy cây chuối hoặc là mấy cái cây khúc gỗ, họ cho xác người đấy tẩm hương hoa và dầu vải trắng lên đó, họ đốt, đốt nó cháy hết hay không hết là gì, nó cũng rơi tất cả trong sông Hàng hết, và cho nên nó cứ trôi gì lềnh bềnh ở dưới đó. À, cho nên là ngày xưa tiềm thức của tôi thì con sông Hàng đẹp lắm, thơ mộng lắm, và thường được Phật đi gì đi trên bờ, hai bên bờ con sông Hàng để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Bây giờ đi sang Ấn Độ mới nhìn thấy con sông Hằng họ cũng gì ô nhiễm lắm, bẩn lắm, nhưng vì đức tin tôn giáo vào cái ngày nhất định của cái đạo Bà La Môn ấy, nó cứ thi nhau nó nhảy xuống sông Hằng nó tắm, có năm là gì chết đuối dẫm đạp nhau chết đến gì hàng hơn 200 người, nhưng mà chính phủ của họ vẫn gì vẫn cứ cho tắm. Và thậm chí cái vị thủ tướng Ấn Độ trước, vị thủ tướng trước ngày Modi này ấy, trước ngày Modi này, ngày thủ tướng tướng trước ấy, đời trước, khi mà ở trong cái ngày đó vị thủ tướng cũng ra để tắm cho một số các báo đài ở châu Âu á, để châu Âu chúng ta biết là họ sống nó sạch sẽ, nó văn minh. Họ thấy một vị, họ nghĩ là người dân á còn thủ tục lạc hậu như thế thì đã đành, nhưng một vị thủ tướng mà lại ngày đó cũng ra gì, cũng ra con sông Hằng bẩn ô nhiễm như thế mà tắm. Thế người ta mới hỏi vị thủ tướng đấy như thế này. Tôi xem cái đoạn phỏng vấn đấy, người ta phỏng vấn thủ tướng là gì: thưa ngài thủ tướng, xin ngài hãy cho biết là đứng trên cương vị một vị gì, một vị thủ tướng đứng đầu một đất nước, một quốc gia như vậy, ngài có biết rằng con sông Hằng của Ấn Độ đang bị ô nhiễm không? Vị thủ tướng bảo: tôi biết con sông Hằng của đất nước chúng tôi đang bị ô nhiễm, và ô nhiễm rất trầm trọng. Các ký giả hỏi rằng: vậy thưa ngài, ngài có biết rằng khi mà cho người dân của ngài tắm rửa trên một dòng sông ô nhiễm như vậy, nó sẽ đem gì? Đem đến những cái hiểm họa và những cái căn bệnh lây nhiễm, có thể những cái căn bệnh lây nhiễm ảnh hưởng đến tính mạng của người dân của ngài không? Vì nói là gì? Tôi biết cái điều đó. Thế thì các ký giả nói là gì? Ngài biết cái điều đó, tại sao ngài không lấy cái quyền của một vị thủ tướng để ngăn cản cái việc làm sai trái và cái việc làm gì ạ, không có khoa học, phản khoa học của gì, của người dân đất nước ngài. Ngài nói rằng gì? Đứng trên cương vị một đất nước, tôi làm thủ tướng, đứng trên cương vị một tín đồ, trên đức tin của tôn giáo chúng tôi là một gì, là một tín đồ. Cho nên hôm nay tôi đến đây không phải là để ngăn cấm người dân tôi gì tắm dưới con dòng sông Hằng có lịch sử hàng mấy nghìn năm nay, mà tôi đến đây cũng chỉ để, với cương vị là một tín đồ, cho nên tôi cũng đến đây để tắm dưới con sông Hằng này. Đấy, chúng ta thấy sẵn sàng để trả lời như thế. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta gì? Sám hối, tức là gì? Sám trừ những tội lỗi đã qua, ăn năn những gì và ngăn chặn những lỗi gì, lỗi lầm không cho tái phát, không cho phát sinh nữa, đó gọi là sám hối. Còn phát nguyện là gì? Tức là phát nguyện làm các việc lành, phát nguyện gì bỏ các việc ác, phát nguyện làm các việc lành. Rồi đây gì tổ lại dạy là phải luôn luôn nhớ gì, nhớ để báo đáp bốn trọng ân. Chúng ta ngày xưa hay tụng kinh đọc gì, đầu tiên là gì, tứ trọng ân là gì, là thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật, tức là ân trời đất, mưa thuận gió hòa đem đến cẩy cỏ cây không khí, rồi thức ăn thức uống cho chúng ta. Cho nên á, chúng ta ân gì, ân trời đất và thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thứ hai là gì, sau thiên địa là gì, đến gì nhỉ, đến sư trưởng giáo huấn chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ hai là ân sư trưởng, tức là ân thầy tổ, và ân gì, phụ mẫu, thưa ân cha, ân cha mẹ. Đó, cha mẹ đem cho chúng ta gì, sinh thân này, thầy tổ đem cho chúng ta gì, giới thân, giới châu tuệ mạng này, giới thân tuệ mạng này. Đó, cho nên á, ân trời đất là ân thứ nhất, ân thứ hai là ân thầy tổ và cha mẹ,
Ân thứ ba là ân gì? Ân quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ ba là ân gì? Ân quốc gia xã tắc. Ân những người gì? Những người cầm súng bảo vệ tổ quốc, từng tấc đất ngọn cỏ, từng gì hàng cây viên đá ở vùng biên giới, cũng như gì ở khắp trong đất nước của chúng ta, khiến cho giặc giã ngoại xâm, khiến cho trộm cắp không thể tự ý nổi lên để làm hại dân chúng, trong đó có cả chúng ta. Cho nên phải nhớ đến cái ân đó, đó là ân thứ ba, đó là ân quốc gia xã hội tri ân. Và ân thứ tư là gì? Ân thứ tư đối với người xuất gia, cho nên á phải có cái ân là gì, gọi là thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng dường tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thập phương tín thí tri ân tức là cái ân đối với tất cả các tín đồ Phật tử ở khắp mười phương, họ đem đến chùa, họ xây chùa, tô tượng, đúc chuông để làm nơi cho các sư gì có nơi để ăn, để ngủ, để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh, nhỏ như từ cây tâm, từ que tâm, cũng do đàn na tín thí đàn Việt gì mang đến để cung cấp, để cung phụng cúng dường chư tăng. Cho nên chư tăng sống được cái thân này để hoằng pháp tu tập lợi sinh là một phần cũng do ân nhờ vào cái ân của đàn na tín thí thập phương. Cho nên tu tập được bao nhiêu công đức phải nhớ để hồi hướng cho họ, nhớ để hồi hướng cho họ. Nay đạo tràng chúng ta không hay đọc những cái bài đó, thì chúng ta đọc cái bài gì nhỉ? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân. Có chưa? Bốn trọng ân có rồi đấy. Bốn trọng ân đó là gì? Đó là ân trời đất, ân phụ mẫu sư trưởng là hai, ân quốc gia xã tắc là ba, và ân đàn na tín thí thập phương là bốn. Có chưa? Bốn trọng ân có đấy. Chứ đừng nói là chúng ta không đọc, nhưng mà chúng ta thì chúng ta đọc tắt. Còn cái lễ tổng của cái khóa lễ của miền Bắc, các sư chúng ta miền Bắc ngày xưa hay đọc á, đi theo các trường hạ bây giờ vẫn hay đọc đó. Tí là họ chia ra thành từng lễ nhỏ. Còn chúng ta thì đọc tất cả gộp nó vào là gì? Là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên thì đền bốn trọng ân, dưới thì cứu gì? Cứu ba đường khổ. Ba đường khổ đó là đường gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, có ai thấy bằng con mắt, có ai nghe bằng gì? Đôi tai, thì đều phát gì? Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, tức là sau khi hết cái báo thân này, đồng vãng sinh Cực Lạc. Hết một báo thân này thì đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy chúng ta có báo bốn trọng ân không? Có. Chúng ta có phát nguyện không? Có. Đấy, lời phát nguyện đó các quý vị. Ở đây cho nên tổ mới nói là ân tam bảo, ân sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh. Thế đây là các cụ ở trong miền Nam. Chúng ta biết là hòa thượng gì ở trong miền Nam. Thì ở miền Nam á, cái tứ trọng ân ở trong miền Nam hồi hướng á, thì ở đây là ân tam bảo này là một này, ân sư trưởng là hai này, ân thiện hiếu tri thức là ba này, và ân gì? Ân chúng sinh là bốn. Chúng ta thấy cái phát nguyện giữa miền Bắc, Phật giáo miền Bắc và Phật giáo miền Nam nói về gì? Tứ trọng ân là gì? Cái phát nguyện hồi hướng cũng có khác nhau. Miền Bắc chúng ta gì? Ân thứ nhất là trời đất. Ân thứ hai là sư trưởng và cha mẹ. Tức là sư trưởng giáo hóa tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức đó. Đó. Và ân thứ ba là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Ân thứ tư là ân gì? Thập phương đàn na tín thí. Đấy. Thì trong cái gì? Trong cái thiện hiếu tri thức và chúng sinh này á, đều là gì? Ở miền Bắc chúng ta gộp là một rồi. Còn ân tam bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng miền Bắc chúng ta cũng gộp là gì? Là một rồi, là hai. Ở đây thì miền Nam thì gì? Như cụ viết trong này, bốn trọng ân này á, thì không có ân trời đất. Đúng không? Không có ân trời đất. Mà thì thay vào đó là ân tam bảo. Ân sư trưởng, ân sư trưởng ở đây, và ân cha mẹ thì gì? Cũng có. Trong kia là không, mới không có cái ân trời đất thôi. Thì thôi đấy là gì? Đấy là cái văn hóa phát nguyện, cái văn hóa phát nguyện, lời phát nguyện của gì? Phật giáo Bắc Nam của chúng ta. Nói chung nó khác một chút về cái câu văn, nhưng mà cái ý nghĩa thì tôi nghĩ rằng gì? Cũng không có gì cách biệt lắm.
không quan tâm nặng nề trong cái đó làm gì. Vì trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Đến đời sau này khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, có thiện nam tín nữ nào đến chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà gì ạ, vị đó khởi cái tâm là cung kính hoặc là không cung kính, hoặc chắp hai tay hơi cúi đầu xuống niệm A Di Đà Phật hoặc là mô Phật thì đó gọi là cung kính. Còn có những vị gì, họ chưa đủ tâm cung kính, họ đến chùa họ nhìn thấy gì, tranh ảnh tôn tượng của Phật gì, họ chỉ hơi cúi đầu hoặc không cúi đầu, họ chỉ giơ một tay lên thế này, họ xá xuống một cái thế này, đầu họ không thèm cúi, họ giơ một tay lên thế này, thậm chí họ không xá, họ giơ một tay lên chắp trước ngực như thế này thôi, hai tay đáng nhé, cung kính thì là hai tay thế này, nhưng mà họ không cung kính thì họ giơ một tay lên thế này, thế này xong rồi thì họ thôi họ đi. Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gì, dù cung kính hay không cung kính, dù cúi đầu hay không cúi đầu, dù chắp hai tay hay chỉ giơ một tay xưng Nam Mô Phật hoặc không Nam Mô Phật, chỉ cần gì giơ một tay lên trước tôn tượng tranh ảnh của Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì, ta cũng thọ ký cho người đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp, khi đầy đủ công đức, đầy đủ phúc báo, đầy đủ gì trí tuệ vân vân, người đó cũng sẽ được thành Phật như ta, không có khác. Chúng ta thấy không? Đó cho nên chính là hạnh gì, hạnh tùy hỷ, hạnh phát tâm tùy hỷ những cái việc tốt lành của người đấy. Đó cho nên chúng ta thấy rằng là Bồ Tát Thường Bất Khinh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta ngài biểu diễn cho chúng ta thấy biểu diễn cho chúng ta thấy tu không phải là gì, không phải là cứ lên tụng kinh cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cũng không là phải cứ ngồi thiền lim dim suốt cả ngày lẫn đêm như thế mới thành Phật, cũng không phải là trì chú Umbala suốt ngày mới thành Phật, mà tu có muôn hạnh tu. Đức Phật nói 84,000 pháp môn, tức là 84,000 gì pháp tu tập khác nhau. Pháp tu của gì Bồ Tát Thường Bất Khinh, chỉ có nhìn thấy người ta là gì đến chùa mà ngài gì, ngài từ xa chạy lại tưởng làm cái gì. Ví dụ như có một Phật tử đang từ sáng chạy vào chùa Khai Nguyên này, một vị tu cái hạnh này từ ở nơi xa thấy Phật tử vào chùa, ôi trời có người đến chùa rồi, chắc chắn họ sẽ lễ Phật, mà họ lễ Phật thì họ sẽ được gì, được thành Phật, ta sẽ gì phát cái tâm tùy đến để gì, để nói cho họ biết là gì, do công đức lễ Phật ngày hôm nay họ sẽ được thành Phật ở trong kiếp tương lai. Cho nên chạy đến từ xa là gì, A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Bây giờ chúng ta thử làm như thế xem, họ sẽ bảo chúng ta cái bà cái điên à, bắt đầu gì khi mà họ nói cái bà cái điên à, nói một câu á thì mình còn gì còn A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Điên, cái đồ điên. Một người nói điên thì ta không sao, nhưng trong cái đoàn đó 5 người, 10 người họ đều nói thì cái đồ điên, và họ bỏ đi. Chúng ta chạy theo được vài bước nữa, A Di Đà Phật, vừa A Di Đà Phật họ bảo im ngay, đồ điên. Thế bắt đầu mắt chúng ta nó phừng phừng cái gì ạ, nó thay đổi sắc mặt từ cái chỗ gì hồng hào sang cái chỗ gì ạ, tím tái, hoặc là sang cái chỗ gì nó đỏ đỏ lên. Hoặc là họ gì, họ làm cho vài câu nữa mà bảo gì, ông bà điên thì có, các ông các bà điên thì có, tôi mong tốt cho các ông các bà, nhưng mà các ông các bà gì không muốn thì thôi, đồ điên, quay mặt bỏ đi. Hóa ra gì, cả hai bên cùng điên với nhau hết. Đấy, đúng không? Vì sao ạ? Vì cái hạnh nhẫn của chúng ta, nhẫn ba la mật của chúng ta còn gì chưa đạt đến cái mức như là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh ấy, người ta dùng đất đá đánh ném, gậy gộc ném, đánh ném ngài, đánh ngài thùng thụp ra. Nhưng mà ngài bình thường chúng ta đau thì chúng ta gì kêu gào, thôi đừng đánh tôi nữa, cho tôi xin lỗi không các bà. Nhưng không, Bồ Tát Thường Bất Khinh càng đánh ngài đau thì ngài càng dám nói gì, càng hét to hơn, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, đấy đấy, khác nhau ở cái đó các quý vị. Chúng ta bị đánh thì gì đau không chịu được thì thoái tâm Bồ Đề, nhưng Thường Bất Khinh Bồ Tát càng đánh đau ngài càng kêu to hơn. Cuối cùng mọi người gì thấy thế mãi rồi, cho nên cũng chán rồi, thôi bỏ đi, và chỉ nói thôi lần sau gặp cái ông sư điên ở trong chùa đó thì tốt nhất là tránh nó đi để cho nó đỡ phiền phức. Mọi người quen rồi, cho nên đánh ông chửi ông cũng chẳng màng gì, mà đánh ông cũng chẳng màng gì, càng đánh nó lại càng kêu to hơn. Cho nên thôi tốt nhất là gặp mà nhìn thấy ông ấy từ xa là lánh lánh,
mà khổ lánh ông ấy, lánh mà đừng để cho ông nhìn thấy. Ông mà nhìn thấy ông ấy chạy đấy, ông lễ xì xù bóng mọt, tôi không dám kinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, chúng ta đã tu được hạnh như thế chưa? Cái hạnh tùy hỷ đấy các quý vị, phát tâm bồ đề, phát tâm tùy hỷ đấy, tùy hỷ công đức của người khác đấy. Đó, và người ta đánh mình không ôm hận, đó chính là gì? Đó chính là hỷ xả đấy các quý vị. Vui mừng mà xả tất cả những cái lời chửi mắng, cái lời nguyền rủa cay độc của người, và thậm chí là đòn roi gậy gộc đất đá người gì? Người dùng để liệng ném vào mình. Chúng ta làm được không? Khó đấy, nói thì dễ, giữ lễ mới là khó các quý vị. Đấy, nói thì dễ nhưng giữ lễ mới là khó, không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên chúng ta phải học dần dần, tập dần, gọi là tu tập. Tu là sửa, tập tức là gì? Là thói quen. Nó huân tập dần dần nó mới thành cái thói quen. Cho nên chữ tu phải đi về gì? Với chữ tập. Hai chữ tu tập đi với nhau, chúng ta thường nghe như vậy. Tu tập, đó, tu và tập. Tập ở đây chúng ta gì cũng có thể gọi là tập luyện, là rèn luyện, là thói quen, là sự huân tập. Lâu ngày chày tháng thì nó sẽ đầy lên. Giống như câu chuyện ngày xưa đi học, còn bé bé học cái gì? Có một con quạ khát nước, nhìn thấy ở trong cái lọ thủy tinh có nước rất là đầy, nhưng mà gì? Cái cổ của nó ngắn, nó không thể duỗi vào được vì nước nó gì, nó còn quá ít. Cho nên con quạ đấy, con quạ khôn ngoan, con quạ gì tinh anh, con quạ thông minh, mới đi gấp từng hòn sỏi bỏ vào trong gì, trong chiếc bình. Mỗi một hòn sỏi vào thì chiếc cái nước nó gì, nó theo đó quán tính gì, nó theo thì nó dâng lên một chút, bao giờ thì nó bỏ đầy lưng bình sỏi vào đó, thì đất đương nhiên là gì, nước nó dâng lên gần trên miệng và con quạ gì đứng để uống thôi. Đó, cho nên phải có chữ kiên trì. Bài học ấy, ngày xưa chúng ta đi học, bài học ấy dạy cho chúng ta cái gì? Cái đức tính kiên trì, đúng không? Dạy chúng ta cái trí thông minh là một phần, những cái đức tính kiên trì là quan trọng nhất. Đó, bỏ một viên không được thì hai viên không được thì ba viên không được thì nhiều viên. Rồi đến lúc thì thành quả nó gì? Nó sẽ được, chúng ta sẽ được gặt hái thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là phát cái tâm hỷ xả, là người ta dùng những cái ý ác, lời nói ác, hành động ác, suy nghĩ ác gán ghép cho mình, bảo mình thế này thế nọ thế kia, bảo mình là người tồi tàn, bảo mình là người gì, người hư hỏng, bảo mình là cái người, có nghĩa là chẳng còn cái lời nói xấu gì để cho gì cho họ nói nữa. Nhưng chúng ta thì vẫn phải an nhẫn, chúng ta nhìn thấy họ vẫn phải cười, à, vẫn phải cười. Nếu không nói được là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ nhìn Phật đó, thì thôi, nhìn thấy họ vẫn chào, vẫn cười, vẫn dùng cái gì hiện lên cái tướng mặt rạng ngời để mà gì, nếu là những vị đó là người xuất gia thì hơn chúng ta, vai trên chúng ta, chúng ta vẫn gì chào cung kính A Di Đà Phật, không sao. Đó, cho nên ở trong cái bộ niệm Phật tập yếu này có rất nhiều những câu chuyện tổ cũng dẫn chứng cho chúng ta thấy, ngộ đạo mà chưa đắc đạo thì vẫn bị trầm luân, vẫn bị luân hồi. Còn những người chưa ngộ đạo, chưa đắc đạo mà đối nghiệp vãng sinh á, thì lại vĩnh viễn thoát đi sinh tử chúng khổ, một đời là thành Phật. À, chúng ta thấy, cho nên cái bi nguyện của A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc phải nói là gì? Gọi là đệ nhất A Di Đà khởi được gì? Khởi được cái đại bi tâm, tần độ chúng sinh khổ não khắp trong mười phương thế giới là như thế. Cho nên ở đây mới nói là gì? Trở lại bài chúng ta nói là phát tâm hỷ xả, tức là đối với những lời chửi bới mắng nhiếc, những hành động xấu ác của người đổ dồn lên đầu mình, nhưng mình vẫn gì? Vẫn dùng cái tâm vui mừng để đón nhận, phải vui mừng để đón nhận. Còn phiền não mà đón nhận thì không phải gọi là hỷ xả được các quý vị. Ví dụ người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình không chửi lại được, không đánh lại được, không mắng lại được, mình bắt buộc phải chịu á, ấm ức mà gì mà nhận á, thì đó có gọi là hỷ xả không? Hả? Tức quá đi thôi, làm sao mà thì mình không cãi được lại họ. Người ta chửi mình không cãi được, người ta mắng mình không cãi được, người ta đánh mình thì yếu hơn, mình không đánh lại được. Bực quá đi thôi, ôi trời, bực quá. Thế là gì? Về cứ thế là khóc, tức tưởi ra. Bố mẹ hỏi làm sao đấy con?
cái thằng ở đầu làng, cái thằng A hôm nay đầu làng nó đánh con. Thì bố mẹ bảo con làm gì mà đánh nó? Con chả làm gì, tự nhiên nó cứ mà chửi con và nó đánh con thôi. Là thôi con ạ. Thì nó đánh rồi thôi, để mai bố rồi bố dậy bên bố nói chuyện với gì với bố mẹ nó. Nhưng mà con tức lắm, nó đánh con, nó tức con rồi. Thế khóc tu tu ra. Như vậy gọi là gì? Gọi là hỷ xả được không? Không gọi là hỷ xả được. Gọi là gì? Gọi là không làm gì lại được họ mà phải chịu. À, còn hỷ xả là sao? Nó đánh mình như thôi, nó đánh mình cũng được. Nó đánh mình lại tại là mình chưa tốt đấy mà. Tại là mình nói cái điều gì đó làm cho nó gì ạ? À, nó không bằng lòng, nó tức lên nó đánh mình đấy mà thôi. Mình phải quay về để xem. Nếu mình chưa tốt thì mình thay đổi cho mình tốt lên. À, mình nói những cái lời gì cho người ta giận, người ta bực, người ta đánh mình ấy, thì mình phải sửa những cái lời nói, lần sau mình không nói những điều, cái lời nói đó với người khác nữa. Ít nhất là với người đó, nhất đến cho tất cả người khác nữa. À, những cái lời nói nào mà mang đến cho người ta phiền não, mang đến cho người ta thù hận, mang cho đến người ta sự tức tối ấy, thì ta không nói nữa. Ta chỉ nói những cái lời mà cho người ta hoan hỉ, người ta vui vẻ, nói đúng sự thật, đúng chân lý mà thôi. Đó, đó chính là người gì? Thực hành hạnh hỷ xả. Có làm được không? Khó đấy, không phải đơn giản đâu. Khó đấy. Các vị biết chứ. Đấy cho nên ở đây tổ mới nói gì? Giấu cho người ta dùng những cái lời hủy nhục, những cái mưu mô xảo quyệt hiểm độc làm tổn hại mình vẫn phải vui vẻ để mà ăn nhẫn bỏ qua. Sự vui vẻ an nhẫn ấy nếu xét kỹ thì thành ra là không có thật nhẫn đâu, vì tất cả gì tướng người, tướng ta và tướng não hại đều là không. Đây là tư tưởng của Bát Nhã rồi. Cho nên á, tổ mới dẫn trong kinh Kim Cang Phật có dạy như thế này: Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật. À, nghĩa là sao? Như Lai nói, tức là Đức Phật nói. Như Lai là một danh hiệu cho Đức Phật. Đức Phật nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta đọc cái này thì chúng ta gì? Như là người tay dính đầy mỡ mà leo gì ạ? Leo một cái cột sắt rồi trơn tuột thẳng đứng, leo được không? Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. À, là sao đây? Rất khó. Chỉ một câu kinh này chúng ta tu tập cả đời vẫn chưa xong các quý vị. Một cả đời chúng ta chỉ tu một cái câu ở trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy đấy. Nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tức là sao? Đại ý là gì? Đức Phật dạy trong kinh nói là gì? Chúng ta phát nguyện tu hành hạnh nhẫn nhục, chúng ta nhẫn được tất cả những cái việc gì? Việc khó nhẫn nhất chúng ta vẫn nhẫn được. Nhưng mà chúng ta không thấy gì? Không thấy ta là người nhẫn, không thấy người là người gì ạ? Cái người chửi mắng, nguyền rủa đánh đập chúng ta. Và không thấy pháp gì mình dùng để gì? Để khống chế cái việc tức tối ấy. Tức là cái pháp gì? Hỷ xả này đó. Cũng không thấy nó luôn. Không thấy ta là người nhẫn, không thấy gì? Đối phương đem đến gì? Đem đến cái sự cho chúng ta, sự tức tối cho chúng ta phải ăn nhẫn. Và không thấy pháp để nhẫn, đó gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thấy khó hả? Nhiều Phật tử tôi nghĩ là cứ thế thế này, rất chăm chú nghe, nhưng mà như nước đổ lá khoai, tôi biết mà. Ngày xưa chúng tôi học cái này chúng tôi biết mà. Các hòa thượng lên giảng mà mình ở dưới cứ há mồm mà nghe, trợn mắt há mồm mà nghe, nhưng không biết là các cụ đang nói gì. Các cụ nói xong thì vỗ tay với nhau đông đốp rồi, nhưng mà gì, không biết là các cụ nói